Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2121, biên cuồng buổi đấu giá. Ngày kế, Thiên Thuận dần hao tại Khí Linh Thành cử hành buổi đấu giá long trọng mở ra. Hầu như ngày mới sáng, Thiên Thuận dần hao cửa vào đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt rồi, bởi muốn tham gia lần này đấu giá hội người tu luyện nhiều lắm. Thiên Thuận dần hao nghiêm ngặt đã hạn chế nhân số. Muốn đi vào tham gia lần này buổi đấu giá, nhất định muốn trước tiên cho auction hao nghiệm chứng một cái người có của cải, tối thiểu yếu chứng minh người có năng lực tham dự vào bán đấu giá bên trong, thiên thuận auction hao mới sẽ phái phát một tấm thư mời, hết thảy thư mời đều tại ngày hôm qua phái phát xong, bằng không cái gì chó và mèo đều có thể tham gia lần này buổi đấu giá, hôm nay như ý auction hao phân bộ e sợ sẽ trực tiếp được bóp nát. Theo thời gian từ từ chuyển rời thiên huyền giới nội thế lực cường đại tông môn đều dồn dập tiến vào auction rồi, lần này buổi đấu giá chọn lựa là nạc danh bán đấu giá. Trên trời như ý auction house phân bộ bên trong, sớm đã bị bố trí xuống một loại khổng lồ trận pháp, người tu luyện một khi bước vào bên trong phòng đấu giá, khí thế trên người đã bị che giấu, trên mặt cũng sẽ bị một tầng xương trắng bao trùm, thậm chí ngay cả âm thanh đều sẽ có biến hóa. Nói cách khác, coi như là hai cái người quen biết đứng chung một chỗ, bọn hắn cũng trên căn bản không nhận ra đối phương rồi. Đây là vì tránh khỏi có phần tông môn không dám tham dự vào đấu giá bên trong đến, dù sao lần này nhưng là Trung Châu Tam Đại hàng đầu thế lực đốt ma cốc, thiên kiếm tông cùng tiêu giao cung cũng tham gia. Thiên thuận auction hao như thế bố trí sau đó còn lại tông môn thì sẽ không có nỗi lo về sau rồi, có thể toàn lực tham dự vào đấu giá bên trong rồi, thiên thuận auction hao lão tổ lương thần nam suy tính phi thường chu đáo to lớn phòng bán đấu giá bên trong đang đấu giá dưới đài rất rất nhiều ghế bên trong đã ngồi đầy người ở phía trên tầng thứ nhất tầng thứ hai cùng tầng thứ ba phòng khách quý bên trong đấu giá nhân viên cũng đã tới rồi lần này buổi đấu giá là do lương thần nam tự mình chủ trì hắn ung dung xuất hiện tại trên đài đấu giá hắn hắng giọng nói ra các vị ta nghĩ tất cả mọi người là vì thiên phẩm linh thạch cùng nhập thiên đan mà đến chứ phía dưới ta chuyện phím cũng không nhiều lời rồi đang đấu giá thiên phẩm linh thạch cùng nhập thiên đan trước đó. Chúng ta trước tiên đến đấu giá một ít còn lại bảo vật hâm nóng chàng. Ở đây tất cả tu luyện người đối với hắn dư bảo vật là không hứng lắm, tại lương thần nam một lần lại một lần nói ra bán đấu giá bảo vật danh tự sau, tham dự vào đấu giá bên trong người là ít ỏi không có mấy. Bất quá, cũng may thiên thuận auction hao bán đấu giá cũng không phải rác rưởi đồ vật cuối cùng những này nóng chàng vật đấu giá đến cũng toàn bộ lấy không sai giá cả bấn đấu giá ra rồi. Đứng tại trên đài đấu giá lương thần nam, hắn lần nữa mở miệng nói chắc hẳn các vị cũng chờ cuống lên chứ. Sau đó phải bán đấu giá là một tổ thiên phẩm linh thạch, tổ này thiên phẩm linh thạch tổng cộng có một ngàn khối, giá khởi đầu một ngàn cây một ngàn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Một cây mười ngàn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo, bằng với 10 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo, hoặc là bằng với 100 cây 100 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Các vị có thể dùng những này không giống niên đại thần hồn loại thiên tài địa bảo tự do đấu giá, chỉ cần cuối cùng hết thảy thiên tài địa bảo gộp lại năm tổng số và số lượng đối là được rồi. Ta nghĩ mọi người đều đã biết thiên phẩm linh thạch cùng nhập thiên đan cũng là muốn dụng thần hồn loại thiên tài địa bảo đấu giá. Chúng ta thiên thuận auction house trước đó cũng không có công bố thiên phẩm linh thạch cụ thể con số, ta ở nơi này muốn nói, ta bây giờ còn là sẽ không công bố thiên phẩm linh thạch cụ thể số lượng. Mọi người nếu như muốn vỗ tới thiên phẩm linh thạch, như vậy nhưng liền không nên bỏ qua cơ hội lần này. Những kia muốn đợi thêm một chút tông môn bằng hiếu, vạn nhất đến lúc ra tay chậm, thiên phẩm linh thạch hoàn toàn bị đập bán mất, đừng trách lão đầu tử ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Lương Thần Nam chủ trì buổi đấu giá thật là có một bộ, khắp nơi đều hiển lộ ra hắn tinh minh một mặt, nếu như vừa bắt đầu hãy nói ra yếu bán đấu giá 5 triệu thiên phẩm linh thạch. Chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tranh đoạt hình ảnh rồi, dù sao 5 triệu số lượng quá lớn, không phải một cái hai cái tông môn là có thể nuốt vào. Đến lúc đó những đại tông môn đó bên trong người chỉ chờ tới lúc cuối cùng, đem đầu to đánh vào trong túi là được rồi tại trên đài đấu giá nhất thời xuất hiện một ngàn khối màu tím đen thiên phẩm linh thạch những ngày qua phẩm linh thạch không chút nào dùng cái gì năng lượng cách trở cho nên người ở chỗ này có thể rõ ràng cảm giác được thiên phẩm linh thạch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa chuyện này quả thật cùng của tịch thượng miêu tả giống nhau như đúc đây chính là trong truyền thuyết thiên phẩm linh thạch nhìn xem trên đài đấu giá một ngàn khối trói mắt thiên phẩm linh thạch đại sảnh một chỗ ngóc ngách bên trong hai tên trên mặt được xương trắng bao trùm lại nữ tử các nàng giờ khác này cho mày các nàng chính là ngô lăng hương cùng giang thải huyên rồi các nàng bây giờ hoài nghi đây rốt cuộc vẫn là trung châu sao thiên phẩm linh thạch tại các nàng nơi đó cũng là vật hy hãn coi như là hai người bọn họ trong nhẫn chứa đồ cũng hầu như tổng cộng chỉ có mấy trăm khối thiên phẩm linh thạch trong lòng các nàng không khỏi nghĩ đến diệp thần phong lúc trước diệp thần phong nhưng là ngay trước mặt các nàng Tùy tùy tiện tiện lấy ra một vạn khối thiên phẩm linh thạch bố trí kích mạch trận, các nàng cũng biết diệp thần phong khoảng thời gian này một mực ở lại thiên thuận bên trong phòng đấu giá, các nàng hầu như có thể khẳng định những ngày qua phẩm linh thạch là diệp thần phong lấy ra bán đấu giá. Nhưng cái kia trong truyền thuyết 29 viên nhập thiên đan đâu này? Tại ngô lang hương gia tộc bên trong, có không ít luyện dược sư, khả năng đủ luyện chế ra trong truyền thuyết nhập thiên đan người một cái cũng không có chẳng lẽ nói này nhập thiên đan cũng là Diệp Thần Phong lấy ra. Các nàng cũng không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư. Hai ngàn cây một ngàn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Một thanh âm từ tầng thứ ba bên trái nhất một gian phòng khách quý bên trong vang lên. Chỉ thấy tại căn phòng khách quý này chính là tiêu giao cung La Thiên Giang, La Tha Phương cùng La Kỳ Trắng. Phàm là đi vào phòng khách quý người, trên mặt bọn họ xương trắng các loại tất cả liền sẽ tự chủ biến mất, dù sao phòng khách quý là có thể ẩn giấu người đấu giá thân phận. Mở miệng hô lên 2.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo chính là tông chủ La Tha Phương. Nhưng mà, tầng thứ ba bên phải nhất một gian phòng khách quý bên trong lập tức cũng vang lên một thanh âm, 5.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tại đây tầng thứ ba bên phải nhất phòng khách quý bên trong chính là đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc người, mở miệng đấu giá chính là đốt ma cốc tông chủ mục thành thông, bây giờ đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc là cùng nhau liên thủ đấu giá. Không có dừng lại quá lâu, tầng thứ ba chính giữa một cái phòng khách quý bên trong cũng vang lên âm thanh, 10.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tại đây tầng thứ ba chính giữa phòng khách quý bên trong chính là thiên kiếm tông tông chủ hoa lưu khoảng không cùng thiếu tông chủ hoa trường sinh. Dùng 10.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo đấu giá 1.000 khối thiên phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là không tiếc bất cứ giá nào đang đấu giá rồi. Tại thiên kiếm tông hoa lưu nói xuông giá sau đó hiện trường trở nên yên lặng. 10.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Mặc dù có rất nhiều tông môn cũng chịu đựng được. Nhưng nếu thiên thuận óc sần hao nói có rất nhiều thiên phẩm linh thạch. Hôm nay phẩm linh thạch số lượng không phải chỉ nhiều như vậy. Đứng tại trên đài đấu giá lương thần nam nói ra còn có cảng giá cao hơn ô sao. Nếu như không có, ta đếm 1, 2, 3 này tổ thứ nhất thiên phẩm linh thạch liền muốn thành giao. 1, 2, 3. Chúc mừng tầng thứ ba chính giữa phòng khách quý bên trong bằng hữu lấy được này 1.000 khối thiên phẩm linh thạch. Lương thần nam cười cười tiếp tục nói, kế tiếp bán đấu giá vẫn là một tổ thiên phẩm linh thạch, nhóm này thiên phẩm linh thạch số lượng liền so sánh khổng lồ, tổ này thiên phẩm linh thạch tổng cộng có 20.000 khối, chúng ta thiên thuận auction house hao từ trước đến giờ là tương đối hiền hậu, vừa vặn một ngàn khối thiên phẩm linh thạch chúng ta định rồi giá khởi đầu, xem như là cho buổi đấu giá tăng cường một ít bầu không khí rồi, nhưng tất cả chuyện tiếp theo bán đấu giá, chúng ta cũng sẽ không định ra giá khởi đầu rồi. Do các vị tự do hô lên yếu đấu giá giá cả. Hiện tại cái này 20.000 khối một tổ thiên phẩm linh thạch chính thức bán đấu giá. Lần này dĩ nhiên trực tiếp bán đấu giá 20.000 khối thiên phẩm linh thạch từ 1.000 khối trực tiếp tăng cường đã đến 20.000 khối, này nhảy lên cũng quá lớn một điểm chứ. Rất nhiều người đều cho rằng 20.000 khối thiên phẩm linh thạch vừa ra, thiên thuận bán đấu giá bên trong có thiên phẩm linh thạch đoán chừng sẽ không quá hơn nhiều. Cho nên, tiêu giao cung phòng khách quý bên trong, tông chủ La Tha Phương, hắn hô, 20.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. 20.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Coi như là đổi thành 10.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo cũng không ít. Xem ra tiêu giao cung là muốn quyết tâm được rồi. Lập tức, thiên kiếm tông tông chủ hoa lưu khoảng không lại hô, 30.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Buổi đấu giá hôm nay là hoàn toàn điên cuồng lên rồi. Mà ngồi ở thiên thuận Oxen Hao hậu trường Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn rõ ràng có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh tất cả. Diệp thần phong khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, thần hồn loại thiên tài địa bảo là càng nhiều càng tốt, tôi dễ dàng để lão bạch cùng lão hắc tàn hồn trong nháy mắt bổ sung trở thành hoàn chỉnh linh hồn. chương 2122, lại muốn bắt đầu bẫy người. Ngồi ở phía sau đài diệp thần phong. Hắn từ lương thần nam tay ở bên trong lấy được một phần các đại phòng khách quý nội tông cửa danh sách, cho nên hắn phi thường rõ ràng thiên kiếm tông cùng tiêu giao cung các loại tông môn chỗ ở phòng khách quý, cứ như vậy tiếp tục phát triển, 5 triệu thiên phẩm linh thạch liền một triệu đều không có bán đấu giá mất, là có thể đem phần lớn tông môn thần hồn loại thiên tài địa bảo cho móc sống. 50.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc phòng khách quý bên trong nhất thời vang lên mục thành thông thanh âm, một hơi lại bỏ thêm 20.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Đối với người tu luyện tới nói thần hồn loại thiên tài địa bảo, chỉ có tại đặc biệt một ít thời kỳ có tác dụng mà thôi, có thể nói trong đoạn thời gian này, toàn bộ thiên huyền giới thần hồn loại thiên tài địa bảo giá tiền là thẳng tắp tăng vọt, thậm chí toàn bộ thiên huyền giới lưu thông thần hồn loại thiên tài địa bảo, này trong mấy ngày này toàn bộ hội tụ đến khí linh thành bên trong. Buổi đấu giá bầu không khí hoàn toàn bị mang động rồi, những kia ngồi ở trong đại sảnh người tu luyện bọn hắn từng cái làm cho này loại điên cuồng bán đấu giá nhìn mà than thở, bọn họ cũng đều biết cái này hai vạn khối thiên phẩm linh thạch nhất định cùng bọn họ vô duyên. Tiêu giao cung tông chủ la tha phương hắn lại hô, 60.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Mục thành thông không nhượng bộ chút nào tiếp tục báo giá, 8 vạn cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Này đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc liên thủ, bọn hắn tài lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường, một hơi lại trực tiếp bỏ thêm 20.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tiêu giao cung phòng khách quý bên trong. Lão Tổ La Thiên Giang cao mày nói, tha phương, không cần tại đi lên đấu giá, tuy rằng trong tay chúng ta chả có rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo, thế nhưng căn cứ ta hiểu rõ, cái kia lương thần nam là một con cáo già, hắn không thể lần thứ hai liền đem hết thải thiên phẩm linh thạch đều cho lấy ra, chúng ta trước tiên đợi thêm một chút. Mà thiên kiếm tông phòng khách quý bên trong cũng đã sớm trở nên yên lặng, dù sao bọn hắn cũng coi như là lấy được một ngàn khối thiên phẩm linh thạch, hay là hoa lưu khoảng không cũng cho rằng nên quan sát một chút, kế tiếp còn có nhập thiên đan không có mang lên bán đấu giá đây. Cuối cùng cái này hai vạn khối thiên phẩm linh thạch được đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc. Lấy 8 vạn cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo đấu giá được rồi. Tại đây 20.000 khối thiên phẩm linh thạch bán đấu giá xong sau. Lương Thần Nam lại mở miệng, lão đầu tử ta cũng không quanh co lòng vòng được rồi, cụ thể thiên phẩm linh thạch số lượng ta không thể tiết lộ, nhưng lão đầu tử ta có thể sáng tỏ nói rõ, trong tay chúng ta còn có một chút thiên phẩm linh thạch đây này. Bất quá, kế tiếp chúng ta yếu bán đấu giá chính là nhập thiên đan rồi, đợi được nhập thiên đan bán đấu giá xong rồi, chúng ta sẽ đem còn lại thiên phẩm linh thạch đấu giá. Này 29 viên nhập thiên đan, chúng ta dự định đặt ở cùng một chỗ bán đấu giá. Giá khởi đầu đồng dạng bất định. Các vị có thể bắt đầu đấu giá. Này 29 viên nhập thiên đan đại biểu có thể sinh ra 29 tên thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa đem 29 viên nhập thiên đan bó quấn lấy nhau bán, như vậy tất cả đại tông môn nhất định sẽ tranh được bể đầu chảy máu, như vậy có thể để cho lợi ích sử dụng tốt nhất. Thiên phẩm linh thạch số lượng là vì quá nhiều, mới bị tháo gỡ ra đến một tổ một tổ đơn độc bán đấu giá, nếu như lấy ra 5 triệu thiên phẩm linh thạch đến có cái nào tông môn có như vậy tài lực đem 5 triệu thiên phẩm linh thạch một hơi nuốt vào. Hôm nay tới đây buổi đấu giá chả có rất nhiều Huyền Châu cùng Linh Châu tông môn, đối với Linh Châu tông môn mà nói, tại Linh Châu Thiên Thần cảnh cường giả tuyệt đối có quét ngang thực lực, cho nên rất nhiều Linh Châu tông môn không tiếc bất cứ giá nào. Bọn hắn muốn lấy được một viên nhập thiên đan, tại Linh Châu có phần trong tông môn, kỳ lão tổ cũng vừa hay bị vây ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Ngồi ở bên trong đại sảnh tham dự người đấu giá, bọn hắn biết 29 viên nhập thiên đan bó quấn lấy nhau, bọn hắn liền hầu như không có hy vọng rồi, nhưng bọn họ vẫn là đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Kết quả là, bên trong đại sảnh báo giá thanh âm nhấp nhô liên tục. 10.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. 50.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. 8 vạn cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo ở bên trong đại sảnh bắt đầu báo giá thời điểm, tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba phòng khách quý bên trong cũng chụp vừa bắt đầu đấu giá, tại phòng khách quý bên trong người, bọn hắn tài lực nhưng còn hùng hậu hơn hơn nhiều. 10 vạn cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo 150.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo Đấu giá bảng giá là nhanh nhanh bay lên, ngồi ở phía sau đài diệp thần phong. Hắn phi thường hài lòng tất cả những thứ này, sớm biết thần hồn loại thiên tài địa bảo có thể tới thoải mái như vậy, hắn sớm nên muốn làm như vậy rồi. Tại tầng thứ hai một gian phòng khách quý bên trong, luyện dược các phó các chủ viên khôn cùng cao đức rõ ràng, còn có viên khôn tôn nữ viên dai. Bọn hắn tại ngày hôm qua vừa vận chạy tới khí linh thành, bọn hắn cũng là đến lần này buổi đấu giá mở mang. Viên khôn nhìn thấy trên đài đấu giá 29 viên nhập thiên đan sau hắn thở dài nói, loại đan dược này đích thật là thất phẩm tầng thứ, nếu thiên thuận Oxen hao có thể như thế tạo thế, e sợ này 29 viên thuốc đúng là thất phẩm nhập thiên đan rồi, đáng tiếc a -Hát. Bây giờ đã thét lên 150.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. E sợ về sau đấu giá giá còn có thể dâng lên, chúng ta là đấu giá không tới. Cao Đức nói rõ nói, lão viên, căn cứ chúng ta ngày hôm qua hỏi thăm, thần phong không phải ở tại thiên thuận bên trong phòng đấu giá đấy sao? Xem ra thần phong cùng thiên thuận hao quan hệ không bình thường, này 29 viên nhập thiên đan, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể hay không thông qua thần phong đi tiếp xúc thiên thuận hao từ phía trên như ý hao trong miệng biết được luyện chế này nhập thiên đan luyện dược sư. Nếu như có thể mang luyện chế ra này nhập thiên đan luyện dược sư kéo vào chúng ta bên này trận trong danh trại, Ta nghĩ tại toàn bộ luyện khí các bên trong, cho dù lão tổ đối với chúng ta có ý kiến, chúng ta cũng hoàn toàn không cần e ngại lão tổ rồi. Tại Viên Khôn cùng Cao Đức rõ ràng các loại trong mắt người, Diệp Thần Phong chẳng qua chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư, bọn hắn nhưng sẽ không nghĩ tới này thất phẩm nhập thiên đan là Diệp Thần Phong luyện chế. Viên Khôn gật đầu nói, "Được, các loại buổi đấu giá kết thúc, chúng ta liền đi tìm Thần Phong." Tại Viên Khôn đám người trò chuyện thời điểm, tiêu giao cung tông chủ la tha phương, hắn rốt cục không nén được tức giận, 200 000 cây 1 ngàn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Thiên kiếm tông tông chủ hoa lưu khoảng không đúng là không có quá nhiều hứng thú, hắn chủ yếu là tới quay được thiên phẩm linh thạch, dùng này đến vì con trai của chính mình hoa trường sinh đổi lấy cơ duyên lớn cùng lão tổ 10 năm tự mình chỉ đạo. Bất quá hoa lưu khoảng không vẫn là báo một con số, 250.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc phòng khách quý bên trong đã trầm mặc một lát sau, mục thành thông cũng hô, 300.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tiêu giao cung la tha phương không có dừng lại, hắn trực tiếp hô, 400.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Xem ra tiêu giao cung đối với 29 viên nhập thiên đan là tình thế bắt buộc rồi, tại bọn hắn trong tông môn kẹt ở địa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong có 7 cái đến 8 người đây mà địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 người có 20 khoảng chừng bọn hắn có thể lợi dụng đặc thù biện pháp để 20 hậu kỳ tầng 7 người tăng lên tới đỉnh phong, sau đó lại dùng nhập thiên đan, một lần đột phá đến thiên thần cảnh, như vậy bọn hắn tiêu giao cung bên trong là có thể một lần thêm ra hơn 20 cái thiên thần cảnh cường giả. Tại La Tha Phương báo ra 400.000 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo sau, hoa lưu khoảng không cùng mục thành thông đô giữ yên lặng rồi, 400 ngàn 1 ngàn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo tuyệt đối không phải số lượng nhỏ rồi. Lần sau hai người bọn họ trong tông môn vây ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người không có tiêu giao cung nhiều lắm, thậm chí thực lực trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7 cũng không có tiêu giao cung nhiều lắm. Nghĩ tới những thứ này nguyên nhân sau, hoa lưu khoảng không cùng mục thành thông toàn bộ buông tha cho tiếp tục đấu giá. Cuối cùng 29 viên nhập thiên đan được tiêu giao cung được đập được ngồi ở phía sau đài diệp thần phong, hắn tự nhiên biết lấy được nhập thiên đan tông môn, lông mày của hắn chăm chú vừa nhíu, hắn và tiêu giao cung nhưng không hợp nhau, để tiêu giao cung bạch bạch sinh ra nhiều như vậy thiên thần cảnh cường giả, đây không phải diệp thần phong phong cách làm việc a hát. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh cảm giác được diệp thần phong ý nghĩ, tiếng nói của hắn vang lên, tiểu gia hỏa, làm sao? Có hay không không cam tâm à? Ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp, người trước tiên có thể đem 29 viên nhập thiên đan nấu lại lần nữa luyện chế một cái. Luyện chế thủ pháp cũng không phải làm phức tạp, chỉ cần tại gia nhập một mực linh thảo thì có thể làm cho nhập thiên đan phát sinh một ít biến hóa. Sau khi biến hóa nhập thiên đan dược lực vẫn cứ không thay đổi, vẫn là có thể để địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người bước vào thiên thần cảnh. Thế nhưng chỉ cần chúng ta tại chế biến ra một loại đặc thù hương vị bột phấn đến, sau này những kia phục dụng loại sửa đổi này sau nhập thiên đan người, bọn hắn chỉ cần ngửi được loại mùi thơm này, bọn hắn liền sẽ toàn thân gân mạch nổ tung mà chết, không nghe thấy được loại mùi thơm này lời nói, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra việc. Tiểu gia hỏa, người thấy thế nào? Diệp thần phong khóe miệng gỡ bỏ một vệt nụ cười. Hắn đương nhiên là nghe theo lão bạch phương pháp xử lý lại muốn bắt đầu bẫy người rồi. chương 2123, chỉ kém một bước. Diệp Thần Phong lập tức đưa tin cho trên đài đấu giá Lương Thần Nam, khiến hắn đem 29 viên nhập thiên đan trước tiên lấy tới. Lương Thần Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Thần Phong yêu cầu. Diệp Thần Phong không có cho Lương Thần Nam cùng mọi người ở đây giải thích quá nhiều, hắn rời đi nửa canh giờ sau sẽ trở lại rồi. Một lần nữa thanh nhập thiên đan giao cho Lương Thần Nam, mà Lương Thần Nam nhưng là đem 29 viên nhập thiên đan khiến người ta đưa đến tiêu giao cung phòng khách quý bên trong rồi này 29 viên bề ngoài dáng dấp không có bất kỳ biến hóa nào nhập thiên đan, đi ngang qua lão bạch ngô phong dỗi rảnh chỉ điểm, diệp thần phong đã là hoàn toàn để cho bên trong một ít dược lực sinh biến hóa, chỉ cần sau hắn lại chế biến ra một loại tên là tử hồng hương bột phấn, dựa vào bột phấn bên trong nồng nặc hương vị, có thể để cho phục dụng nhập thiên đan đột phá người trong nháy mắt toàn thân gân mạch nổ tung. Tại Diệp Thần Phong rời đi trong vòng nửa canh giờ, buổi đấu giá bầu không khí là càng tăng vọt mà dù sao chỉ có thể dùng được thần hồn loại thiên tài địa bảo đấu giá, trong này hạn chế liền vô cùng lớn rồi, cuối cùng thật sự liền một triệu thiên phẩm linh thạch cũng không có bấn đấu giá ra, ở đây hầu như không có ai có thể lấy ra thần hồn loại thiên tài địa bảo đến tham dự đấu giá. Đương nhiên đến cuối cùng lương thần nam cũng không có tiết lộ, thiên thuận auction hao có thể bán đấu giá cụ thể linh thạch số lượng, hắn tại cảm thấy được ở đây tất cả thần hồn của đại tông môn loại thiên tài địa bảo hầu như hao hết thời điểm, hắn cuối cùng một tổ bán đấu giá là 100 khối thiên phẩm linh thạch, đồng dạng hắn cũng nói đây là cuối cùng một tổ rồi. Nếu để cho những tông môn khác người biết trong tay bọn họ còn có rất nhiều thiên phẩm linh thạch, e sợ này sẽ khiến cho không cần thiết mầm họa, lương thần nam làm việc kín kẽ không một lỗ hồng. Cuối cùng tổng cộng đã lấy được 1.7 triệu cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Thần hồn loại thiên tài địa bảo trên trời huyền giới số lượng nguyên bản cũng không phải là quá nhiều, này 1.7 triệu cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo tuyệt đối là vô cùng to lớn được rồi. Đây cũng không phải là 10.000 cây, hoặc là 10 vạn cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo, đây chính là 1.7 triệu cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo, 10 cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo bằng với một cây 10.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo, coi như là đổi thành 10.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo cũng là một con số khổng lồ rồi. Lương thần Nam tại đem 1.7 triệu cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo giao cho Diệp thần Phong sau. Diệp thần Phong khiến hắn lập tức cho mình sắp xếp một gian mật thất tu luyện. Về phần buổi đấu giá phần kết, Diệp thần Phong không có hứng thú nhìn nhiều, hãm hại một cái tiêu giao cung, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Khi tiến vào mật thất sau, Diệp thần Phong đem lương thần Nam được lưu giữ trong trong nhẫn chứa đổ thần hồn loại thiên tài địa bảo nhanh lấy ra hấp thu hậu thiên chính là trời huyền thịnh điển chính thức mở ra thời gian. Diệp thần phong phải thừa dịp này hai ngày thời gian đem này rất nhiều thiên tài địa bảo cho lão bạch cùng lão hắc hấp thu. Lần này thần hồn loại thiên tài địa bảo cần phải so với lần trước thiên thuận Oxen hao thu thập nhiều hơn rất nhiều lần rồi. Diệp thần phong chỉ phụ trách đem thần hồn loại thiên tài địa bảo bên trong năng lượng thu vào trong người, về phần hấp thu những năng lượng này nhưng là lão bạch cùng lão hắc vấn đề. Cho nên này hấp thu quá trình đối với Diệp Thần Phong đến nói không có bất kỳ gánh nặng. Cuồn cuộn không đoạn thần hồn loại thiên tài địa bảo bên trong dòng năng lượng vào Diệp Thần Phong đan điền, được lão Bạch cùng lão Hắc thỏa thích hấp thu. Thời gian vội vã, mặt trời mọc lại hạ xuống, hai ngày nhất chuyển liền qua, làm Thái Dương lần nữa bay lên thời điểm, hôm nay chính là Thiên Huyền Thịnh Điển cử hành cuộc sống. Trải qua hai ngày nay không ngủ không nghỉ hấp thu 1.7 triệu cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo toàn bộ biến thành bột phấn tán loạn trên mặt đất. Trong tu luyện mật thất yên tĩnh, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, ở trước mặt hắn là một trắng một đen hai đạo hư ảnh. Lúc này cái này hai đạo hư ảnh trở nên ngưng tụ vô cùng, bọn hắn chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc. Trước đó bọn hắn đã khôi phục một ít, bây giờ lại đưa vào nhiều như thế thần hồn loại thiên tài địa bảo năng lược, theo lý tới nói hẳn là đủ để bù đắp bọn hắn tàn hồn rồi, thế nhưng càng đi về phía sau yếu bù đắp đến hoàn chỉnh linh hồn trạng thái, cần có thần hồn loại năng lượng thì càng nhiều. Cho nên, này 1.7 triệu cây 1.000 năm thần hồn loại thiên tài địa bảo bị hấp thu sạch sẽ, lão bạch cùng lão hắc vẫn không có khôi phục lại hoàn chỉnh linh hồn trạng thái, nhưng là linh hồn của bọn họ trạng thái tối thiểu khôi phục lại 90% rồi, chỉ kém cuối cùng 10% rồi. Có thể nói là chỉ cần tại lâm môn nhất cước, lão bạch cùng lão hắc tàn hồn liền sẽ triệt để khôi phục lại hoàn chỉnh linh hồn trạng thái. Này 10% khôi phục lại vẫn là cần đại lượng thần hồn loại thiên tài địa bảo, nhưng hiện tại muốn thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo liền hết sức khó khăn rồi. Mà Diệp thần phong gieo trồng tại tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo, e sợ bây giờ niên đại cũng không đủ lão bạch cùng lão hắc tàn hồn triệt để khôi phục. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thấy Diệp Thần Phong cau mày, hắn nói ra tiểu ra hỏa. Không cần cân nhắc nhiều như vậy người có thể để cho ta cùng lão hắc tàn hồn khôi phục nhanh như vậy đã là vô cùng tốt được rồi cuối cùng 10% khôi phục lại đều là có biện pháp chờ lần này Thiên Huyền Thịnh điển sau khi kết thúc người có thể giúp chúng ta tìm kiếm ngưng tụ nhục thân sử dụng tài liệu lão Hắc Giang vận Thiên cũng nói tiểu tử khí Linh Chu tước một mực tải ngưng tụ nhiệt độ của nó đây lần này Thiên Huyền Thịnh điển kết thúc người gần như có thể lại chịu đến khí Linh Chu tước nhiệt độ một lần tẩy lễ đến lúc đó ngươi nói không chắc là có thể đưa vào bốn khối long tinh. Thậm chí là trực tiếp thích ứng long tinh cũng không phải không thể rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, chúng ta tàn hồn tuy rằng khôi phục rất nhiều. Thế nhưng muốn chúng ta tàn hồn đi ra chiến đấu, đây cơ hồ là không thể nào. Chúng ta bây giờ tàn hồn xem như là sống nhờ tại bên trong đan điền của ngươi, sức mạnh của chúng ta nhất định muốn mượn cơ thể ngươi mới có thể vung đi ra ngoài thiên huyền thịnh điển chính ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp thần phong gật gật đầu, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hắn thuận tiện đem bên cạnh năm cái bình xứ để vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Tại hai ngày nay không ngừng hấp thu kẽ hở bên trong, Diệp thần phong tại lão bạch chỉ điểm, hắn đem từ hồng hương bột phấn điều phối đi ra, này từ hồng hương bột phấn đến lúc đó đầy đủ để tiêu giao cung ướt ức một đoạn thời gian. Tại Diệp Thần Phong đi ra mật thất tu luyện đi tới chính mình nơi ở trong sân lúc, hắn nhìn thấy Tiết Huyền Tình cùng Triệu Tinh Đồ đám người sớm liền chờ ở đây rồi. Trong đó Triệu Tinh Đồ lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại 10 vị trận pháp các phó các chủ, bọn hắn hào hứng tiến lên đón, Triệu Tinh Đồ cười nói, các chủ, người thật đúng là giấu giếm chúng ta thật là khổ a hát. Người dĩ nhiên là một tên tứ phẩm luyện dược sư, người làm sao không sớm nói với chúng ta. Thấy Diệp Thần Phong nghi hoặc, Lương Hạ Mai nói ra, các chủ, liền ở ngươi tiến vào mật thất tu luyện bế quan thời điểm, luyện dược các phó các chủ viên khôn cùng cao đức rõ ràng bọn hắn tới một chuyến. Chúng ta là trong lúc vô tình từ bọn hắn trong miệng nghe nói ngươi là tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn yếu tham gia lần này tứ sư tranh bá luyện dược sư thi đấu, này lúc đó liền thanh mấy người chúng ta cho sợ tráng váng. Lạnh tả long cũng lập tức gật đầu nói, không sai a à hát. Các chủ, chúng ta hai ngày nay mới từ từ thích ứng hiện thực này, người tại trận pháp trình độ thượng xa xa càng chúng ta, người lại còn là một tên tứ phẩm luyện dược sư. Lấy các chủ người bây giờ tuổi tác, tại tương lai rất có thể sẽ tiến vào thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện dược sư. Diệp thần phong trong lòng một trận cay đắng, hắn rất muốn nói ca ca ta hiện tại chính là thất phẩm luyện dược sư, được rồi. Thiên thuận óc sần hao lão tổ lương thần nam, hắn cười ha hả, hắn càng cảm thấy muốn cùng Diệp thần phong duy trì quan hệ tốt đẹp rồi hắn nói ra, còn lại thiên phẩm linh thạch chả có rất nhiều, ta hiện tại lập tức liền trả lại cho ngươi." Diệp Thần Phong lắc đầu nói, "Không cần, còn lại thiên phẩm linh thạch, các ngươi ở đây những người này chia đều đi. Những chuyện khác đều không cần nói nhiều, tất cả mọi người là người nhà, ta cảm thấy được vẫn là không nên quá làm kiêu." Thấy Diệp Thần Phong đều nói như vậy, Lương Hạ Mai mấy người cũng không tiện cự tuyệt rồi, Triệu Tinh Đồ cười nói, "Các chủ người trận pháp các các chủ thân phận vẫn không có bị phơi bày ra, thế nhưng lần này ngươi thân là đặc biệt phán xét sự tình, các loại trận pháp sư thời điểm tranh tài liền muốn công khai rồi, hơn nữa ngươi vẫn là trực tiếp tiến vào luyện dược sư trận chung kết người. Nếu như các chủ ngươi còn có thể trên trời huyền thịnh điển trong trận đấu đạt được một cái không sai thứ tự, như vậy lần này toàn bộ thiên huyền thịnh điển trói mắt nhất không gì bằng các chủ ngươi rồi, còn lại thiên tài tại trước mặt ngươi đều sẽ lờ mở tối tăm. Vân Quang Vinh mở miệng nói, Diệp lão đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta là thời điểm đi hướng cử hành thiên huyền thịnh điển địa phương. Lần này lão ca ta ở một bên thưởng thức ngươi tại thiên huyền thịnh điển bên trong phấn khích biểu hiện. Lão đệ ngươi yên tâm đi, mặc kệ gặp phải chuyện gì, sau này lão ca của ta vân ra trước sau sẽ cùng ngươi tổng cộng cùng tiến lùi. Audio điện tử võ tấn bền chương 2124, tính tiểu tử ngươi suối quẩy Lần này, thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại tại khí linh thành nam nghiễm tràng cử hành. Lần này thiên huyền thịnh điển quy tắc đã sớm tại ngày hôm qua công bố ra ngoài. Có người nói tất cả đại tông môn tông chủ sẽ ở nam nghiễm trường hợp lực mở ra hồng thiên giới. Này hồng thiên giới cũng coi như là một thế giới nhỏ, so với lúc trước tại Linh Châu khốn thú rừng rậm không gian to lớn thượng vô số lần. Thế nhưng, tại hồng thiên giới nội không có bất kỳ yêu thú, thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại hay là tại hồng thiên giới nội cử hành. Đến lúc đó tất cả tham gia đấu vòng loại người tu luyện hội đồng thời tiến vào hồng thiên giới. Mỗi trên người một người đều có một khối yêu, mỗi khối yêu trong đều có 100 phân, chỉ cần đem đối phương giết lại phá hủy đối phương yêu, như vậy đối phương yêu bên trong 100 phân liền sẽ tiến vào yêu của người bên trong. Cuối cùng phân số tại top 5 người có thể tiến vào thiên huyền thịnh điển trong trận chung kết. Có thể nói Thiên Huyền Thịnh Điển đấu vòng loại là giết chóc chiến, tại đấu vòng loại bên trong giết chết đối thủ, sau đó kỳ tông môn không thể truy cứu bất cứ trách nhiệm nào, này chính là do toàn bộ Thiên Huyền giới tông môn giám đốc. Hôm nay Huyền Thịnh Điển đấu vòng loại là cực kỳ tàn nhẫn, nhất định muốn thông qua giết chóc mới có thể thăng cấp. Dù sao Trung Châu tông môn trong lúc đó đều là lẫn nhau tranh cướp tư nguyên, có phần tông môn trong lúc đó hay là ở bề ngoài hòa thuận vô cùng. Nhưng lén lút bọn hắn phi thường hy vọng đối phương trong tông môn thiên tài chết hết, hôm nay Huyền Thịnh điển đấu vòng loại ngược lại là cho bọn hắn một thiên tài trong lúc đó lẫn nhau chém giết cơ hội. Trên trời Huyền Thịnh điển đấu vòng loại sau khi kết thúc, kế tiếp sẽ không lập tức tổ chức Thiên Huyền Thịnh điển trận chung kết, bởi vì lần này Thiên Huyền Thịnh điển bên trong gia nhập tứ sư tranh bá. Cho nên, Thiên Huyền Thịnh điển đấu vòng loại sau khi kết thúc, kế tiếp là trận pháp sư đấu vòng loại sau đó là luyện dược sư đấu vòng loại lại sau đó là luyện khí sư đấu vòng loại cuối cùng là phù sư đấu vòng loại tại đây tứ sư tranh bá đấu vòng loại sau khi kết thúc thiên huyền thịnh biển trận chung kết còn là sẽ không bắt đầu hôm nay huyền thịnh biển trận chung kết chính là cuối cùng then chốt cho nên tứ sư tranh bá đấu vòng loại sau khi kết thúc là trận pháp sư trận chung kết luyện dược sư trận chung kết luyện khí sư trận chung kết cùng phù sư trận chung kết cuối cùng bốn loại sư tranh bá lựa chọn suốt quán quân sau đó mới sẽ tiếp tục tiến hành thiên huyền thịnh điển trận chung kết. Diệp thần phong từ tiết huyền tình trong miệng giải trừ lần này thiên huyền thịnh điển đại khái quá trình. Khi bọn họ đi tới khí linh thành nam nghiễm tràng thời điểm, toàn bộ nam nghiễm tràng đã có thể tính là người ta tấp nập được rồi. Tại trình mảnh nam trên quảng trường xây dựng lên tạm thời thính phòng cùng phòng khách quý, thính phòng bên trong từng cái từng cái ghế dựa rậm rạp chẳng chịt ánh vào diệp thần phong tầm mắt của bọn họ bên trong. Tại Nam Nghiễm chàng bên phải có một gian to lớn gian nhà, hôm nay tới đây tham gia thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại người đều nhất định muốn trong phòng tập trung, chỉ có người dự thi có thể tiến vào gian nhà, kỳ tông môn bên trong người không được cùng vào trong đó. Tại quảng trường trên không trung hiện ra một cái cự đại hình ảnh. Hình ảnh này rõ ràng là người dự thi làm chuẩn bị trong nhà, từ trong hình ảnh có thể thấy rõ ràng trong nhà tất cả mọi người nhất cử nhất động đến lúc đó bầu trời này bên trong hình ảnh hội trực tiếp hồng thiên giới nội chiến đấu diệp thần phong đối với tiết huyền tình cùng vân quang vinh đám người nói ra được rồi các ngươi đi thính phòng bên trong ngồi đi chuyện kế tiếp sao cho ta vân quang vinh vỗ vỗ diệp thần phong bả vai nói diệp lão đệ chính ngươi phải cẩn thận triệu tinh đồ các loại mười vị phó các chủ bọn hắn cũng lần lượt dặn dò một phen diệp thần phong mà tiết huyền tình tại cắn môi một cái sau nói ra thần phong bất kể như thế nào ta đều hy vọng an toàn của ngươi trở về cho dù cuối cùng ta không cách nào giúp mẫu thân ta lấy lại công đạo ta cũng không sao cả rồi ta chỉ hy vọng ngươi nhưng dùng an toàn diệp thần phong cảm thụ tiết huyền tình lo lắng hắn cười nói được rồi lần này ta sẽ để tên thanh nguyệt tông vang vọng toàn bộ thiên huyền giới người liền an tâm tại thính phòng bên trong chờ xem đi cùng diệp thần phong đồng thời tham gia đấu vòng loại còn có vân gia vân ngọc đường cùng thiên phong tông lăng vô song ba người bọn họ hướng về tụ tập người dự thi gian nhà đi đến một mực theo tới trung châu lý tín văn hắn muốn nói lại thôi đi theo diệp thần phong đến bây giờ diệp thần phong còn không biết lý tín văn lúc trước nhất định phải tới trung châu mục đích đây tiết huyền tình bọn hắn đã hướng về thính phòng đi đến Diệp Thần Phong liếc nhìn Lý Tín Văn, nói ra tin văn, người có phải hay không có những gì muốn nói. Người tại sao lúc trước nhất định phải cùng đi theo Trung Châu? Người hiện tại có phải không có thể nói với ta? Tại Lý Tín Văn muốn mở miệng thời điểm, một đạo châm chọc âm thanh truyền đến, ai ôi, đây không phải lúc trước con cá lọt lưới kia Lý Tín Văn sao? Người lại vẫn dám xuất hiện ở chính giữa châu. Hiện tại thiên huyền thịnh điển tổ chức trong quá trình, ta không thể ra tay với ngươi, thế nhưng các loại thiên huyền thịnh biển kết thúc đâu này. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi chính là một bãi bùn nhão mà thôi, ngươi nên phải có một bãi bùn nhão giác ngộ. Ngươi trở về Trung Châu chỉ có là một con đường chết. Một tên thanh niên mặc áo bào đen cười lạnh đi tới, hắn cũng hẳn là muốn đi vào người dự thi tụ tập trong nhà. Tên thanh niên này chính là Trung Châu Thánh Ma Tông Thiên Tài Vương về. Thực lực tại linh thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Lý Tín Văn năm đó gia tộc ở chính giữa châu cũng coi như là một cái thế lực nhỏ, gia tộc của bọn họ bên trong dòng chính một mạch có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm giác được đối phương là không phải là đang nói dối. Nhưng mà, năm đó Lý Tín Văn gia tộc chọc tới Thánh Ma Tông, này vương về chính là Thánh Ma Tông thiếu tông chủ, hắn năm đó nhưng là mạnh hơn Lý Tín Văn tỷ tỷ và muội muội. cuối cùng Thánh Ma Tông người còn đem người của Lý ra toàn bộ cho giết sạch rồi, Lý Tín Văn là lao lực sức của Chín Châu Hai Hồ, hắn mới trốn ra khỏi. Chẳng trách lúc trước Lý Tín Văn trầm mặc ít nói, lại có chút để Diệp Thần Phong nhìn không thấu, nguyên lai hắn là nắm giữ loại này nhận ra những người khác là không phải là đang nói dối năng lực. Lý Tín Văn hai con mắt huyết hồng một mảnh, bàn tay của hắn nhanh nắm chặt thành nắm đấm đầu, thân thể không nhịn được đang run rẩy, hắn giống như một đầu yếu phát rổ dã thú, thanh âm hắn khản giọng quát, vương về, Ngươi chính là một cái không hơn không kém xúc. Sinh. Vương về hoàn toàn không để ý đến Lý Tín Văn ý tứ rồi, hắn hừ lạnh nói, một tên rác rưởi mà thôi, Thiên Huyền thịnh điển kết thúc sẽ là của ngươi giờ chết rồi. Vương về ngay cả xem đều không lại liếc mắt nhìn Lý Tín Văn, hắn liền hướng về người dự thi tụ tập gian nhà đi đến. Lý Tín Văn một mực tại cố nén nội tâm mãnh liệt lửa giận, trong đầu hắn còn sót lại một ít lý trí, hắn biết nếu như ở nơi này động thủ khẳng định như vậy sẽ liên lụy Diệp Thần Phong cùng Thanh Nguyệt Tông bọn hắn. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Lý Tín Văn vai, tại Lý Tín Văn đem cả sự tình nói với hắn một lần sau, ánh mắt của hắn lạnh lẽo một mảnh, hắn nhỏ giọng nói tin văn, ngươi yên tâm đi. Cái kia gọi vương về, hắn tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra hồng thiên giới. Về phần thánh ma tông ma, trong vòng một năm tất diệt, lúc trước giam cầm Long Văn Thạch không phải là kim gia, Ngự Linh tông cùng Thánh Ma tông ma. Hắn không nghĩ tới Thánh Ma tông cùng Lý Tín Văn còn có hận thù như vậy, hắn cũng không ngại giúp Lý Tín Văn việc này. Lý Tín Văn tự nhiên có thể cảm giác được Diệp Thần Phong không phải là đang nói dối, nhưng hắn cũng không biết Diệp Thần Phong từ đâu tới tự tin, dù sao Thánh Ma tông ở chính giữa châu cũng coi như là nhất lưu trong tông môn trụ cột vững vàng rồi. Thanh âm hắn khản giọng nói: "Thần Phong, chính ngươi phải cẩn thận, Vương về người kia vô cùng độc ác." Tại Diệp Thần Phong, Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song đi vào người dự thi tụ tập gian nhà lúc. Trong đó có mấy đạo toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, hơn nữa này mấy tia ánh mắt bên trong toàn bộ ẩn chứa sát ý vô tận. Lần này Trung Châu Ngũ Đại Công tử có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Cuối cùng tại đây năm cái thế lực tranh thủ dưới, bởi vì Ngũ Đại Công tử có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi như vậy bọn hắn trong tông môn còn có thể từng người phái ra một người tham gia đấu vòng loại đây là còn lại tông không có cửa đâu đãi ngộ trong đó kim gia tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông tham gia đấu vòng loại thiên tài tự nhiên sẽ đối diệp thần phong có địch ý lại mà tại đây mặt còn có thiết gia cùng tiêu gia nhóm thế lực thiên tài những thế lực này nhưng cũng là cùng diệp thần phong có ân oán bọn hắn sẽ bỏ qua cho diệp thần phong mới là lạ chứ mới vừa tiến vào gian nhà vương về hắn đi tới diệp thần phong trước mặt nói ra tính tiểu tử ngươi xui xẻo rồi ai cho ngươi cùng lý tín văn là bằng hiếu ta vương về nhất định phải tại đấu vòng loại trung tướng đầu ngươi cho cắt đi nhớ rõ đời sau kết bạn thời điểm trợn to con mắt của ngươi diệp thần phong liếc nhìn vương về hắn bình thản nói ra nguyên lai ngươi thích hoan được cắt rơi đầu cách chết vậy ta sẽ trở thành toàn bộ ngươi vương về nghe vậy hắn trừng mắt lên hắn cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên cũng làm dám nói ẩu nói tả như vậy rồi. Hắn tức giận phản vui vẻ nói, tiểu tử, người làm có gan, hy vọng chờ người yếu chết thời điểm, người còn có thể như thế mạnh miệng. chương 2125, đấu vòng loại bắt đầu. Tại vương trở về đến Diệp Thần Phong trước mặt sau. Kim gia, tiêu giao cùng cùng thiên kiếm tông đệ tử dự thi, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Kim An Bình tại Kim gia bên trong tư chất chỉ yếu hơn Kim biết nhảy, hắn chính là Kim gia người thứ hai hạt giống tuyển thủ, trước đó Kim biết nhảy từng căn dặn hắn rất nhiều chuyện rồi. Diệp Thần Phong tuy nhiên tại tử vong Arena miểu sát linh thần cảnh một tầng sơ kỳ người, thế nhưng hắn dù sao chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, lẽ nào hắn còn có thể vượt cấp chiến thắng linh thần cảnh tam tầng người sao? Đây cơ hồ là không thể nào, về phần nhục thân cường độ chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, cho nên Kim Biết nhảy từ đầu tới cuối cũng không có đem Diệp Thần Phong quá coi là chuyện to tát, nằm trong dự tính của hắn, Diệp Thần Phong là nhất định sẽ chết ở đấu vòng loại bên trong. Này Kim An Bình có linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ thực lực, hắn trên dưới quan sát một chút Diệp Thần Phong sau đó ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra: "Tiểu tử, cái đầu của ngươi, ra ra ta muốn rồi, nhớ ký ta gọi Kim An Bình." Không nên đến thời điểm đi rồi Diêm Vương điện, ngươi liên ra ra tên của ta cũng không biết." Diệp Thần Phong liếc nhìn trước mặt Kim An Bình, hắn bình thản nói ra, "Ta không thích có người dùng ngón tay chỉ vào ta, các loại đấu vòng loại sau khi bắt đầu, ta sẽ trước đem 10 ngón tay của ngươi cắt đi, ta lại tiễn ngươi lên đường, như vậy ngươi đúng là có thể sống thêm một hồi thời gian." Kim An Bình con người trợn lên giường như đèn lồng, hắn cố nén tức giận trong lòng hắn nhưng là đường đường kim ra bên trong ngày thứ hai mới, được một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu tử coi rẻ, hắn làm sao có thể chịu được. Nhưng hắn cũng biết bây giờ trường hợp, hắn tức giận gân xanh trên trán nổi lên. Tiêu giao cung la thừa dễ dàng, hắn chính là la kỳ trắng đệ đệ, la kỳ bạch khả là căn dặn hắn nhất định phải giết Diệp Thần Phong, nhưng hắn chút nào không nhìn ra trước mặt cái này gọi Diệp Thần Phong, có chỗ gì hơn người, hắn cười lạnh nói, xem ra rất nhiều người đều muốn muốn mạng của ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất là chết trên tay ta, bằng không ta nhưng nghe nói các ngươi thanh nguyệt tông tông chủ thật không tệ, ta không ngại tốt hưởng thụ tốt một cái. Này la thừa dễ dàng tại linh thần cảnh tam tầng trung kỳ thực lực. Hắn đồng dạng cũng là tiêu giao cung lớn thứ hai thiên tài. Diệp thần phong con ngươi ngưng lại, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, nếu như người quen biết hắn, như vậy liền biết hắn giờ khắc này thật sự tức giận rồi hắn nhìn xem la thừa dễ dàng, nói ra, xem ra ngươi lúc trước không có thiếu điếm. Ô qua thuần khiết nữ tử chứ, rất tốt, ta sẽ cho ngươi dùng một loại phương pháp đặc thù chết đi. Thiên kiếm tông cùng diệp thần phong không thù không oán, thế nhưng thiên kiếm tông thiếu tông chủ hoa trường sinh chính là không ưa diệp thần phong. Cho nên trước mặt một tên sau cùng thiên đệ tử của kiếm tông tiền cảnh sáng, hắn ngược lại là từ hoa trường sinh trong miệng nghe nói này diệp thần phong này Diệp Thần Phong chính là một cái tự đại vô tri người. Bây giờ nghe được Diệp Thần Phong cùng Kim An Bình, là thừa dễ dàng đối thoại sau. Hắn đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu tử, lại dám kêu gào hai cái linh thần cảnh tam tầng cường giả. Này không phải là mình muốn chết ma, này Diệp Thần Phong nhất định là không có một người đầu óc tự đại người. Thực lực tại linh thần cảnh tam tầng hậu kỳ tiền cảnh sáng, Hắn khinh thường nói, tiểu tử, ngươi tuy rằng cùng chúng ta thiên kiếm tông không thù không oán, nhưng ta tiền cảnh sáng đối tính mạng của ngươi vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi gặp phải ta, như vậy ta tiền cảnh sáng nhất định một chiêu miểu sát ngươi, để ngươi biết ngươi căn bản liền cái không bằng cái rắm Thánh ma tông vương về nhìn thấy kim ra, tiêu giao cùng cùng thiên kiếm tông thiên tài đều muốn giết diệp thần phong, trên mặt hắn ngược lại là hiện lên vui sướng nụ cười đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song, hai người bọn họ giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng. bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực chân chính đến cái gì tầng thứ, có thể chiến thắng Linh Thần Cảnh Tam Tầng cường giả sao? này bề ngoài như có chút không có khả năng lắm a ha. người dự thi tụ tập gian nhà bên ngoài giữa bầu trời hình ảnh ngoại trừ biểu hiện trong nhà hình ảnh bên ngoài, liền ngay cả các loại đối thoại cũng từ trong hình ảnh truyền ra kết quả là ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào trong hình ảnh Diệp Thần Phong trên người. Tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra phòng khách quý bên trong, bọn hắn đối tất cả những thứ này là phỏng theo như không nghe thấy, bởi vì Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ, vẫn luôn là một cái không quá quan trọng tiểu nhân vật, loại tiểu nhân vật này chết rồi cũng tự chết rồi đi. Mà tiết huyền tình bọn hắn chỗ ở là trận pháp các phòng khách quý bên trong, tại bọn hắn nhìn thấy cùng nghe thế dạng tất cả sau đó tiết huyền tình là cái thứ nhất cao mày triệu tinh đồ tánh khí nóng nảy quát lên những người này là cái gì đồ chơi bọn hắn lại dám uy hiếp các chủ bọn hắn quả thực là quá làm càn vân quang vinh mở miệng nói lão triệu như hôm nay huyền thịnh điển đã muốn bắt đầu chúng ta căn bản là chưa hề nhúng tay vào trừ phi diệp lão để nguyện ý lui ra thiên huyền thịnh điển thi đấu có thể diệp lão để tính cách hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói, Diệp lão đệ hẳn là sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Mà luyện giữa các viên khôn, cao đức minh hòa viên giai phòng khách quý bên trong. Viên giai khí sắc mặt đỏ lên, người tức giận bất bình quát lên, ra ra, cao ra ra, đây căn bản không công bằng, bọn hắn dựa vào cái gì nhằm vào Diệp đại ca. Đây là thiên huyền thịnh biển sao, Diệp đại ca mới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực chúng ta tuyệt đối không thể để Diệp Đại ca có chuyện. Viên khôn cao mày nói, tiểu dai, chúng ta trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Thần phong hắn nếu lựa chọn tham gia thiên huyền thịnh điển, như vậy thực lực của hắn cho dù không địch lại những người này, hắn cần phải cũng sẽ có năng lực tự vệ, chớ quên trước đó thần phong nhưng là tại la thiên giang dưới mí mắt thoát đi. Cao Đức rõ ràng cũng gật đầu nói, đúng vậy, thần phong sẽ không có việc, các loại đấu vòng loại kết thúc, chúng ta có thể nắm chặt, bằng không hắn lại tiến vào bế quan trạng thái, chúng ta nhưng là liền gặp hắn một lần cũng khó khăn, thật không biết hắn và trận pháp các thiên thuận Oxen hao là quan hệ như thế nào. Thật giống trận pháp các các chủ cùng thiên thuận Oxen hao lão tổ đối thần phong cực kỳ tốt. Được viên khôn cùng cao đức rõ ràng vừa nói như thế. Viên giai mới tạm thời dẹp loạn một cái tâm tình bất an. Về phần luyện khí các phòng khách quý bên trong, Phó các chủ vương hưng hoài đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ vui thích, ban đầu ở huyền châu hắn nhưng là phi thường thưởng thức Diệp Thần Phong, hắn một mực tại chờ đợi Diệp Thần Phong đến, hắn nhưng sẽ không nghĩ tới trước đó giải cứu luyện khí các mặt nạ người chính là Diệp Thần Phong. Nhìn thấy kim gia, tiêu giao cùng cùng thiên kiếm tông thiên tài có ý định nhằm vào Diệp Thần Phong, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, nhưng hắn cũng biết hiện tại hắn không ngăn cản được trận này đấu vòng loại rồi, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước rồi. Theo thời gian trôi đi, Trung Châu đông đảo tông môn bên trong tông chủ, bọn hắn toàn bộ đạp không mà lên, thân thể xuất hiện tại trên bầu trời. Bàn tay của bọn họ đồng thời dò ra. Từng luồng từng luồng mạnh mẽ linh khí tại trên bầu trời hội tụ, cuối cùng ở trên bầu trời kéo ra khỏi một đạo lam sắc vết xước. Này đạo lam sắc vết xước chính là hồng thiên giới cửa vào rồi tại màu xanh lam vết xước xuất hiện trong nháy mắt. Người dự thi tụ tập trong nhà, phụ trách trông coi cửa phòng một tên thiên thần cảnh người tu luyện, hắn để hết thảy người dự thi toàn bộ đạp vào giữa phòng trung gian một cái trận pháp bên trong, muốn đi vào hồng thiên giới, không thể trực tiếp từ màu xanh lam vết xước bên trong tiến vào, bằng không thân thể rất có thể sẽ quấy nát tan. Trong nhà trận pháp xem như là một cái trung chuyển chạm rồi. Diệp Thần Phong để Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song chính mình phải cẩn thận, dù sao bọn hắn tiến vào Hồng Thiên giới sau, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó được truyền tống địa phương đều không giống nhau. Tại Diệp Thần Phong bước vào trong trận pháp thời điểm, lại có hai người đi tới, một người trong đó là tiêu chuẩn mỹ nữ, nàng là Mộ Dung Tô Mưa muội muội Mộ Dung Hiểu Nguyệt, người có phần chán ghét nói ra, thật không biết ca ca là nghĩ như thế nào, lại muốn ta tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi một tay một người khác thanh niên chính là đốt ma cốc đệ tử Triệu Thái Thanh, hắn đồng dạng cao mày nói ra, sư huynh chả nói ngươi là cái nhân vật, ta xem cũng chỉ đến như thế rồi, ngươi cũng đừng mong đợi ta sẽ giúp ngươi động thủ. Này mộ dung hiểu nguyệt cùng Triệu Thái Thanh, hai người đều tại linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ thực lực. Bọn hắn rất rõ ràng cũng đồng dạng cho rằng vừa vặn diệp thần phong là ở nói ẩu nói tả rồi. Về phần tiêu gia cùng tiết gia này một ít sự thi thiên tài, Bọn hắn cũng không đến đối Diệp Thần Phong châm chọc khiêu khích được rồi, bọn hắn chỉ biết là các loại tiến vào Hồng Thiên giới, lấy Diệp Thần Phong bây giờ tình thế là chắc chắn phải chết rồi. Đối với Mộ Dung Hiểu Nguyệt cùng Triệu Thái Thanh thái độ, Diệp Thần Phong chỉ là cười cười một chút. Trong nhà trận pháp mở ra. Đứng ở trong trận pháp người dự thi, bọn hắn từng cái toàn bộ biến thành một vệt sáng, cuối cùng được truyền tống vào giữa bầu trời một đạo lam sắc vết xước bên trong thiên huyền thịnh biển đấu vòng loại chính thức bắt đầu. chương 2126, bộc lộ tài năng. Một nhóm lại một nhóm người được truyền tống vào hồng thiên giới. Tham gia lần này đấu vòng loại ước chừng có khoảng 200 người đây. Trời xanh mây trắng, dãy núi phập phồng, không khí trong lành. Diệp thần phong đứng ở một tòa trăm mét cao sơn trước, hắn nhìn xem tất cả xung quanh, nơi này chính là cái kia cái gọi là hồng thiên giới rồi nơi này linh khí cực kỳ nồng nặc. Diệp thần phong liền một điểm người dự thi giác ngộ cũng không có, hắn trực tiếp lấy ra một cái tương tự đạn tín hiệu đồ vật, hắn đem tín hào này bắn ra vứt hướng về trên bầu trời sau, tại bầu trời xanh thẳm bữa nay lúc phóng ra một đóa sán lạn hồng hoa, như vậy hắn chẳng khác nào trực tiếp nói cho người khác vị trí của hắn rồi. Mỗi người dự thi trên người yêu, chỉ có tại trong phạm vi nhất định, mới có thể cảm giác được phụ cận có hay không còn lại người dự thi. Diệp Thần Phong cũng lười phiền phức đi từng cái tìm, hắn dứt khoát ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đi. Chỉ cần hồng thiên giới nội có một chút động tĩnh liền sẽ biểu hiện ở bên ngoài giữa bầu trời trong hình ảnh. Diệp Thần Phong không kiêng nể gì như thế làm ra động tĩnh đến, tại hồng thiên giới người bên ngoài đương nhiên toàn bộ nhìn thấy. Giờ khắc này, toàn bộ thính phòng là hoàn toàn sôi trào lên. Mà Diệp Thần Phong tại hồng thiên giới nội phóng thích đạn tín hiệu sau không bao lâu, ba bóng người đang từ đông nam tây ba phương hướng xẹt qua đến. Này ba bóng người rất nhanh sẽ xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Trong đó có một người chính xảo bất xảo chính là Thánh Ma Tông Thiếu Tông chủ Vương về, xem ra Diệp Thần Phong vẫn thật sự cùng Vương về có duyên phận đây. Hai người khác đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn trong con người sát ý dĩ nhiên so với Vương trả yếu nồng nặc. Một tên trong đó trên trán có một nốt ruồi đen thanh niên, hắn chính là tiết gia thiên tài tiết không phải chìm, thực lực tại linh thần cảnh một tầng sơ kỳ, trước đó tiết gia nhiều lần phái người đi chiêu an tiết huyền tình, cuối cùng đi tìm tiết huyền tình người toàn bộ bị phế sạch rồi, thậm chí phụ thân của tiết huyền tình tiết hương xa lúc trước cũng bị diệp thần phong bên này phế ngay lập tức. Tiết gia người bây giờ đối với Thanh Nguyệt Tông là hận thấu xương. Cho nên bọn hắn phát điên liền tiết huyền tình mẫu thân phần mộ không thả qua, ở trong mắt bọn họ chính mình làm tất cả đều là đúng, nhưng bọn họ không suy nghĩ thật kỹ. Bọn hắn năm đó là như thế nào đối xử tiết huyền tình cùng mẫu thân nàng? Bây giờ lại là như thế nào đối xử tiết huyền tình? Một lần một lần bức bách tiết huyền tình, bọn hắn cho là mình rất đại độ rồi. Có thể làm cho tiết huyền tình trở lại, đây đã là đối tiết huyền tình ban ân rồi, chuyện này quả thật là buồn cười cực kỳ. Một người khác thanh niên chính là tiêu gia thiên tài tiêu văn nam, thực lực tại linh thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, bây giờ tiêu cắt phàm tại tiêu gia là như mặt trời giữa trưa, tiêu cắt phàm đối Diệp Thần Phong hận ý là rõ ràng. Diệp Thần Phong một lần lại một lần phá hủy chuyện tốt của hắn, cho nên trước hắn từng căn dặn một phen tiêu văn nam. Tiết không phải chìm quát lạnh, ta chính là tiết ra người. Các ngươi tông chủ chính là ta tiết ra giã. Loại, các ngươi toàn bộ thanh nguyệt tông hẳn là yếu vô điều kiện quy phụ chúng ta tiết ra, như ngươi loại này thanh nguyệt tông đệ tử, ngươi nhìn thấy ta chả không quỳ xuống dập đầu. Tiêu Văn Nam cũng lạnh lùng nói: Ta là người của Tiêu gia. Nếu như ngươi muốn chết rồi, như vậy ta cũng cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì đối với ngươi có sát ý đi nha. Ngươi là tất cần phải chết ở chỗ này. Đùng, đùng, đùng. Vương về vẻ mặt tươi cười vỗ tay, tiểu tử, xem ra nhân duyên của ngươi rất kém cỏi. Ah, không chỉ có Kim gia, Tiêu Giao cùng cùng Thiên Kiếm Tông Thiên Tài yếu ra tay với ngươi liền ngay cả những tông môn khác bên trong cũng có cửu nhân của ngươi. Ta nói yếu cắt lấy đầu ngươi, như vậy ta vương về nhất định sẽ nói được là làm được. Diệp thần phong lúc trước tử vong Arena sự tình, chỉ có tại trong phạm vi nhỏ truyền bá ra, vương về bọn họ đều là không biết chuyện này. Vương trở về cơ thể bên trong linh thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế tăng vọt, hắn từng ở niết bàn cảnh niết bàn 4 lần. Hắn đối với thiết không phải chìm cùng tiêu văn nam nói, hai người các ngươi ở một bên nhìn xem được rồi ta muốn tự tay làm thịt này không biết sống chết tiểu tử tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam hai bên trái phải bọn hắn vì phòng ngừa diệp thần phong đào tẩu mà vị trí giữa tự nhiên là được vương về đứng tại diệp thần phong được ba người này vây quanh thời điểm hồng thiên giới ngoại thính phòng bên trong đã sớm nhao nhao mở ra thiên tiểu tử này là cái thứ gì hắn đầu óc thật sự không thành vấn đề sao hắn dĩ nhiên chủ động dẫn người đi tới, hiện tại hắn được ba người cho vây lại rồi, hắn mới chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực mà thôi, hắn có những gì sức lực làm như vậy. Ta xem tiểu tử này hoàn toàn tự giận mình rồi, bây giờ kim ra, tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông thiên tài đều phải lấy tính mạng của hắn, hắn biết sớm muộn đều sẽ có vừa chết. Cho nên hắn thẳng thắn chính mình chủ động đưa chết rồi về phần thính phòng bên trong có một ít gặp Diệp Thần Phong từng ở tử vong trong sân đấu biểu hiện người, bọn hắn toàn bộ là trầm mặc không nói. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm giữa bầu trời hiện ra hình ảnh, trước đó Diệp Thần Phong có thể một chiêu miểu sát linh thần cảnh một tầng sơ kỳ người. Nhưng đối mặt linh thần cảnh tầng hai đỉnh phong người không phải là đơn giản như vậy được rồi. Kim gia, tiêu giao cung, đốt ma cốc cùng thiên kiếm tông các loại phòng khách quý bên trong, Bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần Phong quá tự cho là đúng, coi như là cùng Diệp Thần Phong biết Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa, hai người bọn họ cũng là nhíu chặt mày lên. Diệp Thần Phong trực tiếp lợi dụng đạn tín hiệu đem Hồng Thiên giới nội người dự thi hướng về phía bên mình hấp dẫn, chuyện này quả thật là tự tìm đường chết. Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa tuy rằng từng chứng kiến Diệp Thần Phong động thủ, nhưng Diệp Thần Phong dù sao chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người gặp phải linh thần cảnh một tầng người hay là có thể ứng đối nhưng gặp phải linh thần cảnh tầng hai đỉnh phong thậm chí là linh thần cảnh tam tầng người đâu trận pháp các cùng viên khôn đám người phòng khách quý bên trong cũng trầm mặc yên tĩnh mà hồng thiên giới bên trong vương về lại tướng khí thế tăng lên tới đỉnh phong sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng về diệp thần phong lao đi trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén trong nháy mắt xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt vương về Trường kiếm trong tay của hắn hướng về Diệp Thần Phong cổ vạch tới rồi, thấy Diệp Thần Phong không chút nào tránh né ý tứ, Vương Về giữ tợn cười lạnh nói: "Tiểu tử, đầu của ngươi là của ta." Bạch, một tiếng. Mắt thấy Diệp Thần Phong đầu lâu cũng bị cắt đi rồi, một bên tiết không phải chìm cùng Tiêu Văn Nam một mặt khinh thường. Nhưng Vương Về kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua Diệp Thần Phong, chỉ thấy đứng tại chỗ Diệp Thần Phong chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi chân chính Diệp Thần Phong sớm cũng không phải là đứng tại chỗ rồi. Vương về lại cảm thấy được điểm này sau đó hắn cả người một trận mồ hôi lạnh, một thanh âm từ sau lưng hắn chuyển đến, liền chút bản lãnh này, người cũng xứng đến cắt lấy đầu của ta. Người có thể an tâm lên đường. Chỉ thấy không biết lúc nào xuất hiện tại vương về sau lưng Diệp Thần Phong, trong tay hắn thanh vân kiếm hướng về vương về cổ vung tới. Xoẹt, một tiếng, không có cho Vương về bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, đầu của hắn trong nháy mắt hướng về giữa không trung bay đi. Vương về chỉ có tứ chuyển, hắn thực lực hôm nay cũng chỉ có linh thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, mà Diệp Thần Phong cứ việc chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, nhưng chiến lược của hắn không phải người thường có thể so sánh, lại tăng thêm hắn sử dụng lục chuyển niết bàn tốc độ, Vương Quy vô pháp bắt lấy Diệp Thần Phong chân chính bóng người, này đến cũng là không gì đáng trách được rồi hai bên trái phải đứng ở bên cạnh tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam, nếu vương về không có bắt lấy diệp thần phong tốc độ, như vậy hai người bọn họ là càng thêm không thể nào, một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu tử, tốc độ làm sao có thể sẽ nhanh như vậy. Liền ngay cả linh thần cảnh tầng 2 đỉnh phong vương về cũng không cảm thấy được. Tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam trên mặt khinh thường đã sớm động lại, trong cổ họng bọn họ chật vật nuốt nước miếng, bọn hắn biết cho dù liên thủ cũng căn bản không thể nào là diệp thần phong đối thủ rồi tối thiểu tại phương diện tốc độ diệp thần phong là có thể đùa chơi chết bọn hắn tiết không phải chìm môi run cầm cập nói ta ta là tiết ra người ta cùng tiết huyền tình có liên hệ máu mủ diệp thần phong lạnh lẽo cười cười lục truyền tốc độ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một giây sau hắn lần nữa xuất hiện ở tiết không phải trầm sau lưng chỉ thấy tiết không phải chìm trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, sát theo đó, ấm áp máu tươi từ tiết không phải chìm trên cổ tuôn trào ra. Tiêu văn nam thấy tiết không phải chìm được cắt hiết hầu rồi, hắn căn bản liền ý niệm chống cự cũng không có, thân ảnh của hắn hướng về mặt phía bắc nhanh chóng thoát đi. Chỉ là không biết Diệp Thần Phong lúc nào đã chặn ở trước mặt của hắn rồi, chỉ lo thoát đi tiêu văn nam hắn không có chú ý phía trước biến hóa, thân thể hắn trực tiếp đụng vào Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm Thượng. Chỉnh Thanh Thanh Vân Kiếm trực tiếp xuyên thấu tiêu văn nam thân thể. Diệp Thần Phong đem xuyên thấu tiêu văn nam thân thể Thanh Vân Kiếm dùng sức vừa bổ, tiêu văn nam thân thể trực tiếp được chia làm hai nửa. Chỉ là một hội thời gian. Vương về, tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam toàn bộ đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Trường 2127, Viễn Cổ Tù Thiên Giới ầm um, ầm um, ầm um. tại vương về tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam tử vong trong nháy mắt trên người bọn hắn hông của bài tại trong khoảnh khắc nổ tung rồi ba cái điểm sáng màu đỏ bay vào diệp thần phong hông của bài bên trong mà lúc này hồng thiên giới ngoại khí linh thành to lớn nam trên quảng trường tại quảng trường bên trái thụ lập một khối lớn vô cùng bia đá mặt trên lần lượt biểu hiện toàn bộ là tên người Tên Diệp Thần Phong nhảy tới người thứ nhất, tại tên của hắn mặt sau trả cho thấy 400 con số này. Tấm bia đá này chính là tự chủ ghi chép người dự thi phân số biến hóa, mỗi một gã người dự thi hông của bài đều cùng tấm bia đá này có một tia liên hệ, mỗi một gã người dự thi mở đầu phân số là 100 phân. Diệp Thần Phong giải quyết xong vương về, tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam ba người, lại tăng thêm hắn yêu bên trong mở đầu phân số, hắn bây giờ yêu bên trong vừa vặn là 400 phân. Thính phòng bên trong, thánh ma tông phòng khách quý bên trong. Tông chủ vương vĩnh ý hắn đầy tay vệt nước, chén trà trong tay đã sớm bị hắn cho bóp nát, nụ cười trên mặt hắn động lại, nhìn lên bầu trời bên trong trong hình ảnh biểu hiện hình ảnh, hắn trong con người sát ý đều lộ, Nhị tử vương về được cắt đầu, hơn nữa còn là được một cái linh châu tông môn tiểu tử cắt đầu, vậy làm sao có thể khiến hắn không tức giận nguyên bản vương vĩnh ý cùng ở đây phần lớn người như thế hắn căn bản không có thanh diệp thần phong quá coi là chuyện to tát nhưng kết quả con trai của hắn dĩ nhiên cứ như vậy bị giết bên trong thân thể của hắn thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thật khí thế tăng vọt cắn răng nghiến lợi nói thanh nguyệt tông ta thánh ma tông cùng các ngươi không để yên tiết ra phòng khách quý bên trong gia chủ tiết bành hải hắn trong con ngươi thỉnh thoảng lập lòe tàn nhẫn ánh sáng phụ thân của Tiết Huyền Tình Tiết Hưng Sa đứng ở Tiết Bành Hải bên cạnh, lần trước Tiết Hưng Sa đám người được Diệp Thần Phong bọn hắn phế bỏ sau đó bọn hắn đúng lúc về tới Tiết ra bên trong, thật ra khiến đan điền của bọn hắn khôi phục một ít, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng tại không cách nào đi lên đột phá, thực lực cũng không có khôi phục lại lúc trước đan điền hoàn chỉnh thời điểm. Tiết không phải chìm là Tiết Bành Hải cháu ruột, nhìn thấy cháu mình đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, chủ yếu nhất Diệp Thần Phong vẫn là Thanh Nguyệt Tông đệ tử, này Thanh Nguyệt Tông lại là tiết huyền tình khai sáng, tiết huyền tình chỉ là tiết ra một cái giã. Loại mà thôi, thân phận căn bản không chiếm được tiết ra thừa nhận, một người như vậy bằng cái gì có thể đứng ở tiết ra trên đầu tới. Tiết Bành Hải lạnh lùng nói, tiết hương xa, tiết huyền tình cái này giã. Loại bây giờ là vô pháp vô thiên, người môn hạ đệ tử thậm chí ngay cả chúng ta tiết ra thiên tài cũng dám giết. Kim ra, tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông thật giống có ý định nhằm vào thanh nguyệt tông tiểu tử kia, ta cũng có thể tìm cơ hội cho thanh nguyệt tông hung hăng một cái đả kích, để tiết huyền tình rõ ràng một chút nàng chính mình là thân phận gì. Tiết hưng xa gấp vội vàng gật đầu nói, gia chủ nói đúng lắm, tiết huyền tình chính là đáng chết, người liền ta người cha này cũng dám phế bỏ, như loại này đại nghịch bất đạo người, chúng ta nên phải sớm chút đưa người lên đường mới tốt. Tiêu ra phòng khách quý bên trong, gia chủ tiêu hồng thiên con người cũng âm tình bất định ngồi xuống ghế. Tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm đứng ở tiêu hồng thiên bên cạnh, lúc trước hai người bọn họ không có mời đến trận pháp các các chủ, trái lại trả bị thiệt lớn, bọn hắn cuối cùng thanh tất cả những thứ này toàn bộ giao cho tiêu vĩnh chiến rồi. Tiêu cát phàm đang nhìn đến giữa bầu trời biểu hiện hình ảnh sau, hắn nói ra, gia chủ, tiêu vĩnh chiến chính là cùng tiểu tử này đi gần vô cùng, có một chút cùng tiểu tử này như thiên lôi sai đâu đánh đó mùi vị, tiểu tử này chỉ là một cái linh châu tông môn đệ tử mà thôi, tiêu vĩnh chiến quả thực là mất hết tiêu ra chúng ta mặt mũi. Còn có lần trước ta cùng ngữ cầm nguyên bản khẳng định có thể mời đến trận pháp các lãnh tả long các chủ, đây đều là tiêu vĩnh chiến từ đó làm khó dễ, hắn căn bản không thanh tiêu ra chúng ta sự tình coi là chuyện to tát, cho dù hắn đối với ta có ý kiến, hắn cũng không nên như vậy, hắn trả đến cùng phải hay không người của tiêu gia. Tiêu Hồng Thiên bàn tay gõ cái ghế tay vịn, một lát sau, hắn nói ra tiêu vĩnh chiến xác thực làm quá mức, hắn nếu cùng thanh nguyệt tông tiểu tử này đi gần, như vậy hắn nên căn dặn tiểu tử này không nên đối tiêu ra chúng ta đệ tử động thủ, hắn hiện tại cần phải cũng tại đây xem tranh tài chứ. Các loại đấu vòng loại sau khi kết thúc, chúng ta đi gặp vừa thấy này thứ ăn cây táo, rào cây sung. Này ngoài dự đoán một màn, để thính phòng trong phần lớn người đều không dám tin vào hai mắt của mình, mà tiết huyền tình mấy người cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hồng thiên giới nội, diệp thần phong tại giết phương về, tiết không phải chìm cùng tiêu văn nam sau đó hắn muốn phải tiếp tục phóng thích đạn tín hiệu. Tại tay phải hắn bên trong vừa vặn lấy ra đạn tín hiệu thời điểm. ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Từ bầu trời bên trong không có dấu hiệu nào vang lên. Âm âm, âm âm, âm âm. Sát theo đó, Tiếng nổ lớn là một lần lại một lần ở trên bầu trời liên tục vang lên, nhưng giữa bầu trời sắc trời như cũ là xanh thẳng. Này thật giống không phải đánh tiếng sấm. Tại diệp thần phong cao mày thời gian, hồng thiên giới mặt đất một trận lay động, đá lớn từ từng tòa từng tòa trên núi cao lăn xuống dưới đến. Trong không khí bỗng nhiên thổi lên mãnh liệt gió to, cát bụi nhất thời tràn ngập tại không khí bên trong, để trước mắt tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ giữa bầu trời truyền tới tiếng nổ lớn dường như bồn chồn hơn nữa nhịp trống tại càng già càng dày đặc. Cuối cùng ba, một tiếng, phảng phất là cổ mặt bị đánh đâm vào, giữa bầu trời tiếng nổ lớn cũng dừng lại. Một đạo đen nhánh khổng lồ cột sáng từ mặt phía bắc một nơi nào đó phóng lên trời. liền ở hắc sắc quang trụ phóng lên trời nháy mắt. Hồng thiên giới ngoại giữa bầu trời hình ảnh trong nháy mắt tiêu tán không còn chút nào, nói cách khác bên ngoài thính phòng bên trong người không cách nào nhìn thấy hồng thiên giới nội cảnh tượng rồi. Diệp thần phong đang nhìn đến to lớn hắc sắc quang trụ sau đó hắn không hề do dự liền hướng về cột sáng phương hướng đạp không mà đi rồi. Trước đó hắn cũng từ vân quang vinh các loại trong dân cư hiểu được một ít này hồng thiên giới nội tình huống. Hồng thiên giới nội không tồn tại bất kỳ yêu thú gì, cũng không tồn tại bất kỳ di tích, có thể nói chỉ là một mảnh linh khí nồng nặc không gian mà thôi đồng thời muốn đi vào hồng thiên giới chỉ có địa thần cảnh bên dưới người mới có thể. Theo lý tới nói, hồng thiên giới không sẽ sinh ra loại biến hóa này, bây giờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp thần phong đem thập chuyển tốc độ phát vung tới vô cùng nhuần nhuyễn, khi hắn đi tới hắc sắc quang trụ phóng lên trời giờ địa phương, chả không có bất cứ người nào đến nơi này. To lớn hắc sắc quang trụ chính là từ một tòa núi cao bên trong vọt lên. Tại cao sơn chung quanh trên mặt đất hiện lên từng cái cực độ phức tạp trận pháp, nhất định muốn thông qua những trận pháp này mới có thể tới gần cao sơn. Tại cao sơn dưới chân núi có một cái một người cao sơn độc, bên trong một mảnh đen như mực, căn bản xem không đến bất kỳ cảnh tượng. Nơi này từng cái phức tạp trận pháp không giới hạn chế mặt đất, hơn nữa còn đã hạn chế không chung, cho nên muốn đạp không đi hướng trên núi cao cũng là không thể thực hiện được. Diệp thần phong nhìn trên mặt đất che kín trận pháp, này từng cái trong trận pháp có một con đường sống tồn tại, chỉ có đi đúng rồi con đường mới có thể thông qua những trận pháp này, nếu như thật sự đạp sai rồi một bước, như vậy rất có thể sẽ tao ngộ vạn kiếp bất phục. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trầm thấp nói ra, nơi này và ta đã từng nhìn thấy một bản cổ tịch thượng ghi lại một nơi làm tương tự, nơi này trận pháp tuy rằng phức tạp, nhưng những trận pháp này tồn tại đã quá xa xưa rồi, trong đó hiển lộ ra lỗ thủng cũng quá là nhiều hơn nữa trong trận pháp năng lượng cũng bạc nhược không ít, ta cùng lão hắc đúng là có thể cho ngươi thông qua nơi này. Lão hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, nơi này trận pháp năng lượng tuy rằng bạc nhược rồi, thế nhưng trong trận pháp còn dư lại power, phải giải quyết thần vương cảnh cường giả vẫn là dễ dàng, cho nên sau đó ngươi cũng không làm được bước sai một bước rồi. Diệp thần phong bây giờ trận pháp trình độ ngược lại cũng đúng là thả trên bàn tiệc được rồi, Tại lão Bạch cùng lão Hắc thử tìm ra đường sống thời điểm, hắn cũng đang nghiên cứu Cao Sơn Chu Vi từng cái phức tạp trận pháp. Tại lão Bạch cùng lão Hắc dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần phong một bước lại một bước đi tới trong trận pháp, mỗi khi hắn tại trong trận pháp bước ra một bước, tại lòng bàn chân của hắn dưới liền sẽ tốc biến một vệt ánh sáng màu trắng, này chứng minh rồi hắn đi đúng rồi, nếu như hắn đi nhầm lời nói, như vậy đối mặt hắn nhưng chính là ẩn giấu ở trong trận pháp cơ quan rồi rất nhanh diệp thần phong liền thông qua trận pháp đi tới cao sơn trước động khẩu khi hắn thông qua trận pháp trong nháy mắt tại cao sơn trên vách núi đá phía trên đá vụn nhanh chóng bóc ra cuối cùng tại trên vách núi thình lình hiện ra một cái cự đại tù chữ đang nhìn đến cái này tù chữ sau đó lão bạch cùng lão hắc hầu như cũng trong lúc đó nói ra nơi này quả nhiên là viễn cổ tù thiên giới a AH. hát tại diệp thần phong đi vào đen như mực cửa động bên trong không bao lâu còn lại người dự thi mới lục tục xuất hiện tại Cao Sơn trận pháp bên ngoài, dù sao trước đó Diệp Thần Phong là phát huy tốc độ nhanh nhất, cho nên muốn so những người khác mới đến một hồi lâu, căn bản không có người nhìn thấy Diệp Thần Phong đi vào hang núi bên trong hình ảnh. Chương 2128, cơ duyên to lớn. Kim Gia Kim An Bình, Tiêu Giao Cung La Thừa Dễ dàng Thiên Kiếm Tông Tiền Cảnh Sáng, Đốt Ma cốc Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung gia Mộ Dung Hiểu Nguyệt đám người bọn hắn đều lần lượt xuất hiện tại hắc sắc quang trụ phóng lên trời địa phương. Triệu Thái Thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt đứng chung một chỗ, hai người bọn họ ngưng lông mày đề phòng người chung quanh, dù sao thiên huyền thịnh biển đấu vòng loại là một hồi giết chóc chiến, bọn hắn cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Về phần Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô song hai người này, bọn hắn ngược lại cũng gặp phải đồng thời, hai người bọn họ ẩn giấu ở nơi xa một tòa núi cao trong góc, bọn hắn cũng không dám đi ra, lấy thực lực của bọn họ còn chưa đủ kim an bình, là thừa dễ dàng cùng tiền cảnh sáng nhét kẻ răng đây. Theo người dự thi càng tụ càng nhiều, một tên linh thần cảnh tầng 2 sơ kỳ người dự thi, hắn không cẩn thận bước chân vào bên trong trận pháp. Khi hắn muốn lập tức đi ra trận pháp thời điểm, chỉ thấy không khí chung quanh một trận mãnh liệt áp súc. Từng nhánh do năng lượng ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, hướng về tên này rơi vào trận pháp người điên cuồng kéo tới này rậm rạp chẳng chịt năng lượng mũi tên nhọn có mấy vạn căn nhiều, không bao lâu thời gian, tên này linh thần cảnh tầng 2 sơ kỳ người dự thi liền năng lực phản kháng cũng không có, hắn trực tiếp được hàng vạn cây mũi tên nhọn cho bắn. Đã bị đánh một bãi thịt nát, người ở chỗ này thấy cảnh này sau, bọn hắn không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, coi như là kim an bình đám người. Bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào chống đối vừa vặn cái kia hàng vạn cây mũi tên nhọn công kích, Ai biết này bên trong trận pháp có còn hay không còn lại càng thêm điên cuồng cơ quan. La thừa dễ dàng liếc nhìn người ở chỗ này, nói ra: "Các vị, không bằng chúng ta trước tiên đình chiến hai ngày thời gian, lần này đấu vòng loại cử hành thời gian tổng cộng có 10 ngày, tại trong hai ngày này chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nghiên cứu một cái nơi này trận pháp, xem có thể hay không tìm ra chút đầu mối." Không biết các vị ý như thế nào? Tiền cảnh sáng gật đầu nói: "Ta đồng ý." Ta xưa nay chưa từng nghe nói hồng thiên giới sẽ phát sinh bực này biến hóa, trong này nói không chắc ẩn giấu một cái cự đại cơ duyên. Ở đây khẳng định có đối với trận pháp người quen thuộc, lấy mọi người chúng ta sức mạnh đến phá giải nơi này. Kim An Bình cũng nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là đình chiến hai ngày. Tại hai ngày sau nếu như tìm không ra bất kỳ đầu mối, chúng ta lại lần nữa khôi phục chiến đấu. Chúng ta có thể để cho thực lực thấp rời đi trước một quãng thời gian cho nên mọi người tại trong hai ngày này có thể không cần đề phòng lẫn nhau rồi la thừa dễ dàng tiền cảnh sáng cùng kim an bình ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt cuối cùng triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt cũng gật đầu đồng ý la thừa dễ dàng đám người đề nghị mà cùng lúc đó không thiên giới ngoại bởi vì giữa bầu trời hình ảnh đột nhiên biến mất hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn cả lên tiêu Giao cung thiên kiếm tông đốt ma cốc Kim gia cùng mộ dung ra các loại tông chủ lập tức tụ tập trung một chỗ. Này hồng thiên giới là năm đó này năm cái thế lực lão tổ trong lúc vô tình phát hiện. Nghiên cứu mấy ngàn năm, cũng không có phát hiện hồng thiên giới nội có bất kỳ chỗ đặc thù, chỉ là một mảnh linh khí nồng nặc tiểu thế giới mà thôi, cuối cùng mọi người đối hồng thiên giới cũng không phải là làm chú ý. Này hồng thiên giới là tồn tại ở trong thứ nguyên không gian, chỉ cần có lực lượng đủ mức liền có thể di động này hồng thiên giới rồi lần này là rất nhiều tông môn tông chủ đồng thời đem hồng thiên giới di động đến khí linh thành tới. Trung châu tất cả đại tông môn tông chủ, bởi thực lực hạn chế, bọn hắn căn bản vô pháp tiến vào hồng thiên giới, mà lúc này bọn hắn cũng không cách nào cảm giác được hồng thiên giới nội bất kỳ biến hóa nào, đây là hồng thiên giới lần thứ nhất sản sinh như thế biến cố đây. Tiêu giao cung lão tổ la thiên giang, hắn cao mày nói ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ ở bên ngoài gặp, sau 10 ngày, những người dự thi này nên tự chủ được truyền thống ra tới, đến lúc đó hỏi một chút bọn hắn hồng thiên giới nội sự tình là được rồi, xem ra này hồng thiên giới nội vẫn là ẩn dấu bí mật, về sau nhất định muốn nhiều hơn nghiên cứu một phen. Ở đây những người còn lại cũng biết La Thiên Giang nói chính là sự thực. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ rồi. Khối này ghi chép người dự thi phân số bia đá đúng là không có được cắt tới liên hệ, Mọi người tối thiểu vẫn có thể thông qua trên bia đá phân số biến hóa, đến đại khái suy đoán hồng thiên giới nội tình huống. Ngồi ở thính phòng trong góc Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên. Hai người bọn họ mày liếu lại nhíu lại, các nàng một mực chú ý Diệp Thần Phong, cho nên lần này Thiên Huyền thịnh điển, các nàng cũng tới quan sát. Trước đó Diệp Thần Phong liên tục giết phương về, Tiêu Văn Nam cùng Tiết không phải chìm, này ngược lại là làm cho các nàng càng thêm kinh ngạc các nàng biết mình còn đánh giá thấp Diệp Thần Phong sức chiến đấu. Giờ khắc này, Hồng Thiên giới nội, tiến vào đen thùi sơn động Diệp Thần Phong, hắn xuôi theo lên trước mặt thông đạo một đường tiến lên, ước chừng tại hành tẩu nửa giờ sau, trước mặt hắn trở nên rộng rãi sáng sủa lên. Chỉ thấy khi hắn dưới đáy có một cái to lớn hình tròn không gian. Hình tròn không gian mỗi một tầng thượng đều che kín từng cái từng cái gian phòng toàn bộ hình tròn bên trong không gian đại khái có trên trăm cái gian phòng tại diệp thần phong cau mày trầm tư thời điểm lão bạch ngô phong rỗi rảnh cười nói tiểu gia hỏa biết này viễn cổ tù thiên giới lai lịch sao này cùng long tộc ngược lại là liên quan đến liên lúc trước viễn cổ thời đại sơ kỳ long tộc xưng bá chỉnh phiến thế giới thời điểm viễn cổ tù thiên giới là long tộc dùng để giam giữ những kia làm ác người cho nên tiểu thế giới này cũng không phải là cái gì hồng thiên giới, mà là viễn cổ tù thiên giới, năm đó long tộc sáng tạo tiểu thế giới. Bất quá, sau đó theo long tộc dần dần xa sút viễn cổ tù thiên giới cũng đã biến mất, về phần bị giam giữ tại viễn cổ tù thiên giới nội người, căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, cuối cùng giống như là đáng chết toàn bộ được long tộc giết, những kia tội ác nhẹ hơn một chút thì còn lại là được long tộc đem thả rồi. Bây giờ người chính là long tộc tộc trường, tại ngươi sau khi tiến vào, chẳng trách nơi này sẽ phát sinh một ít biến hóa, đáng tiếc này viễn cổ tù thiên giới sớm đã không còn năm đó uy lực. Diệp thần phong hỏi, nơi này từng cái gian phòng liền muốn năm đó long tộc dùng để giam giữ người. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, không sai. Diệp thần phong nói, bây giờ nơi này căn bản không có ai rồi, ta đoán chừng nơi này cũng không hội có bảo vật gì tồn tại, dù sao nơi này chỉ là bằng với năm đó long tộc bầy nhà tù mà thôi lão hát giang vận thiên không vui nói tiểu tử ai nói này không có bảo vật nơi này đối với ngươi mà nói có thể là một cái cơ duyên to lớn tại viễn cổ thời đại sơ kỳ khi đó là sáng chói nhất một thời đại các loại thiên tài tuyệt luân người nhanh chóng quật khởi thời đại kia trí tôn luyện dược sư trí tôn luyện khí sư cùng trí tôn phù sư đều có không ít tại trong này đương nhiên cũng có làm ác người cho nên căn cứ của ta suy đoán năm đó nơi này khẳng định giam giữ qua trí tôn luyện dược sư, trí tôn phù sư, trí tôn luyện khí sư cùng các đại cường giả. Không ngày không đêm bị giam giữ ở nơi này, những người này ngoại trừ tu luyện, bọn hắn vẫn có thể làm gì. Cho nên nói bất định tại tất cả trong gian phòng lớn lưu lại năm đó cường giả lưu lại kinh nghiệm tu luyện vân. Vân các loại, những kinh nghiệm này là quý báu nhất, nếu như ngươi số may, cái kia nói không chừng ngươi khắp mọi mặt thực lực lại muốn tăng lên rồi những này làm nhiều việc ác người, hay là nhân phẩm không ra sao, nhưng là thực lực của bọn họ tuyệt đối là không thể hoài nghi. Người phải biết phiến cổ tù thiên giới nhưng không phải là cái gì chó và mèo cũng có thể bị giam giữ tiến vào. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, Lão Hắc nói rất đúng, nơi này trên trăm cái bên trong gian phòng đã từng đều bị giam giữ mỗi cái lĩnh ngộ cường giả. Bọn hắn trong lúc rảnh rỗi ở bên trong phòng lưu lại một chút kinh nghiệm, thậm chí là một ít tuyệt thế bí pháp, này cũng chưa nếm không phải là không có khả năng, cho nên cái này năm đó long tộc nhà tù hay là đối với ngươi mà nói đúng là một cái cơ duyên to lớn ah. nghe được lão hắc giang vận thiên cùng lão bạch ngô phong dỗi rảnh giải thích sau đó diệp thần phong nhất thời trong con ngươi nổi lên tia sáng đến. nếu như nơi này đúng là như lão bạch cùng lão hắc chỗ nói như vậy, như vậy nơi này tuyệt đối là một cái thiên đại bảo khố rồi. nếu như nơi này có trí tôn luyện dược sư Trí Tôn phù sư cùng Trí Tôn luyện khí sư lưu lại kinh nghiệm, như vậy há không phải nói rõ, hắn tại đây ba cái lĩnh mộ bên trong lại có thể có tăng lên. Diệp Thần Phong bình tĩnh một cái nội tâm kích động, tại năm đó mỗi cái gian phòng đều bị mạnh mẽ kết giới niêm phong lại, bây giờ trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, tất cả cái cửa gian phòng kết giới tiêu tán không còn chút nào. Nếu như nơi này có chế thuốc, luyện khí cùng luyện phù khí tức, như vậy Diệp Thần Phong là có thể cảm giác được. Diệp thần phong đầu tiên cảm ứng chế thuốc khí tức, hắn cuối cùng đưa mắt như ngừng lại hình tròn không gian tầng thứ hai chính giữa một gian phòng bên trên. Hắn từ trong căn phòng này cảm thấy một ít chế thuốc huyền bí, xem đến gian phòng này đã từng là luyện dược sư trải qua. Diệp thần phong thân ảnh lập tức xuất hiện tại gian phòng này cửa vào. chương 2129, không ngừng tấn cấp. Tiến vào hình tròn không gian trong tầng thứ hai giữa trong một gian phòng sau chỉ thấy bên trong cả gian phòng bài biện vô cùng đơn giản trong đó bàn cùng cái ghế trải qua năm tháng tẩy lễ bây giờ trở nên mục nát không chịu nổi trong không khí có một loại thập phần vẩn đục mùi trên mặt đất cùng trên vách tường đều che kín dày đặc cho bụi một tôn đã nứt kê đơn thuốc đỉnh mảnh vỡ ở vào góc phòng bên trong quan sát gian phòng bốn phía diệp thần phong hắn thật giống nhìn thấy trên vách tường có khác một ít chữ thể hắn lập tức đi tới vách tường trước duỗi đem bao trùm lên vách tường cho bụi cho quét đi rồi, chỉ thấy trên vách tường khắc đầy rậm rạp chẳng chịt kiểu chữ. Tại tinh tế xem một chút sau đó trên vách tường ghi chép dĩ nhiên là các loại kinh nghiệm chế thuốc. Hơn nữa trên vách tường ghi chép kinh nghiệm phi thường thâm ảo, này nhưng cũng không phải bình thường luyện dược sư có thể khắc xuống. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ thất phẩm luyện dược sư trình độ, đối với trên vách tường khắc xuống những kinh nghiệm này, hắn cũng có rất nhiều xem chỗ không rõ, hắn sâu đậm được những kinh nghiệm này hấp dẫn, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì triển khai, hắn tại tinh tế suy tính vấn đề. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, xem ra ta cùng lão hắc suy đoán quả nhiên không sai rồi, khác ở trên vách tường luyện dược sư kinh nghiệm vô cùng sâu sắc, đã từng bị giam giữ ở nơi này tối thiểu cũng là một gã luyện dược sư. Mỗi một tên luyện dược sư am hiểu phương diện cũng khác nhau, người bây giờ đã thu được của ta chế thuốc truyền thừa, người đúng là có thể lấy sở trường bù sở đoàn người trước đem trên vách tường khắc xuống những kinh nghiệm này lời tuyên bố toàn bộ vững vàng ghi vào trong đầu diệp thần phong đối ở trí nhớ của mình là phi thường có tự tin bỏ ra một giờ hắn liền đem trên vách tường hết thảy khắc xuống kinh nghiệm toàn bộ ghi vào trong đầu tinh tế thưởng thức trong đầu ghi nhớ những kinh nghiệm này lời tuyên bố diệp thần phong lại càng phát ra cảm thấy thu hoạch khá dồi dào hắn đi tới bên trong góc vị này báo phế lò thuốc trước. Vị này lò thuốc tuy rằng hủy hoại rồi, nhưng lò thuốc bên trên lại lưu lại chế thuốc áo nghĩa. Dù sao vị này lò thuốc đã từng là một tên luyện dược sư đã dùng qua, Diệp Thần Phong đem lò thuốc thượng cho bụi trừ đi sau, bàn tay của hắn đặt tại vị này rách nát màu đen lò thuốc thượng, căn cứ cảm giác của hắn, vị này lò thuốc từng ở hoàn hảo trạng thái thời điểm, cần phải cũng chỉ là ở vào thượng phẩm địa chi đỉnh tầng thứ nơi tay trưởng đặt tại rách nát màu đen lò thuốc thượng. Bên trong thân thể linh khí vi vi vận chuyển trong nháy mắt. Diệp thần phong sắc mặt liền đột nhiên phát sinh ra biến hóa, hắn chỉ cảm giác bàn tay phải được vững vàng hấp ở màu đen lò thuốc bên trên. Một đạo cổ lão thanh âm truyền vào diệp thần phong trong tai, có thể cùng lão phu ta giam giữ tại cùng một gian phòng, nếu như ngươi là luyện dược sư. Như vậy lão phu ta liền tiến ngươi một phần cơ duyên, chính mình hảo hảo lĩnh hội đi cổ lão thanh âm rất nhanh tại Diệp Thần Phong bên tai biến mất rồi, thanh âm này hẳn là đã từng bị giam giữ ở nơi này luyện dược sư, lợi dụng một loại đặc thù thủ pháp lưu lại. Tại âm thanh im bặt đi sau, như thủy triều áo nghĩa trào vào Diệp Thần Phong trong đầu, nhanh nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong. Hắn cảm giác mình phảng phất thân ở một cái huyến cảnh bên trong, ở trước mặt hắn để một tôn lò thuốc, căn cứ không ngừng truyền tới áo nghĩa, Diệp Thần Phong thân thể không tự chủ được bắt đầu ở bên trong ảo cảnh chế thuốc. Trước đó ghi vào trong đầu một phần kinh nghiệm đang nhanh chóng được Diệp Thần Phong cho tìm hiểu, mà đồng thời hắn vẫn cứ đang không ngừng điều khiển chế thuốc, theo thời gian trôi đi, bỗng nhiên trên bầu trời ánh chớp mãnh liệt, chỉnh phiến thiên không được ánh chớp che kín, đồng thời Diệp Thần Phong trước mặt bên trong dược đỉnh bay ra khỏi một trận nồng nặc đan hương vị. Lò thuốc mở ra, trong đó đan dược tối thiểu nhất là bát phẩm tầng thứ, mà thiên dị tượng trên không trung cũng nhất định là bát phẩm đan dược đưa tới. Không đợi giữa bầu trời thiên lôi đánh xuống, Diệp Thần Phong liền tự ảo giác bên trong tỉnh lại. Mở mắt Diệp Thần Phong, hắn trong con người có phần mờ mịt, vừa vặn phát sinh tất cả phảng phất là hắn tự mình trải qua, giống như là hắn tự tay luyện chế được một loại bát phẩm đan dược. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, vừa vặn ngươi tiến vào ảo giác cảnh tượng, ta cùng lão hắc cũng cảm giác được rồi ảo giác bên trong tất cả cùng hiện thực không có phân chia, người dĩ nhiên có thể tại mới vừa ảo giác bên trong luyện chế ra bát phẩm đan dược, như vậy người tại trên thực tế cũng nhất định có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, có thể nói người bây giờ là thứ thiệt bát phẩm luyện dược sư rồi, đây chính là tên kia bị giam giữ ở nơi này luyện dược sư lưu lại cho người cơ duyên. Có phần làm ác người, bọn hắn tâm tính tuy rằng độc ác, nhưng tính khí đều là phi thường cổ quái, bây giờ ngươi đã từ thất phẩm đột phá đến bát phẩm luyện dược sư, lần này ngươi lại đạt được một tên luyện dược sư suốt đời kinh nghiệm. Lại tăng thêm ta truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm chế thuốc, tương lai ngươi bước vào cửu phẩm hòa hội thiếu đi rất nhiều đường vòng, sẽ thoải mái không ít. Cứ như vậy một hồi thời gian liền trở thành bát phẩm luyện dược sư. Diệp thần phong trước đó đột phá đến thất phẩm luyện dược sư mới bao nhiêu thời gian đâu này. Tốc độ như thế này quả thực là như ngồi chung hỏa tiền. Người bình thường muốn từ thất phẩm luyện dược sư bước vào bát phẩm luyện dược sư hàng ngũ, rất có thể muốn tìm đi mấy ngàn năm, hoặc là trên vạn năm, thậm chí là cả đời cũng vượt không vào được bát phẩm. Dù sao càng về sau, chế thuốc cấp bậc muốn muốn tăng lên lại càng phát ra khó khăn, bằng không tại bây giờ toàn bộ thiên huyền giới cũng sẽ không không tồn tại cửu phẩm luyện dược sư rồi. Bình tĩnh tâm tình của nội tâm, Diệp Thần Phong cũng tiếp nhận rồi chính mình bước vào bát phẩm luyện dược sư sự thực rồi nếu thật cùng lão bạch lão hắc suy đoán như thế như vậy những phòng khác bên trong đâu này hiện tại hắn là có chút không thể chờ đợi tại bước ra đã từng bị giam giữ luyện dược sư căn phòng sau diệp thần phong lập tức lại cảm ứng lên luyện khí khí thức hắn rất nhanh tại tầng thứ ba bên trái nhất một gian phòng cảm thấy hắn lập tức đạp không tiến vào tầng thứ ba bên trái nhất căn phòng trong đó bài biện nhưng vẫn là phi thường chỉ một lúc này trên vách tường không có khắc đầy kiểu chữ rồi, mà là tại góc phòng bên trong chất đầy dày đặc bản chép tay. Những này bản chép tay đều là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, cho nên trải qua thời gian dài như vậy cũng không có triệt để hư. Tại giày đặc bản chép tay bên cạnh, còn có một thanh trường kiếm màu đỏ, mặc dù không có luyện chế hoàn thành, nhưng mặt trên lại tràn ngập luyện khí áo nghĩa. Diệp thần phong đầu tiên lật nhìn từng quyển từng quyển bản chép tay, mặt trên quả nhiên ghi chép các loại luyện khí kinh nghiệm, căn cứ lão hắc từng nói, đã từng bị giam giữ ở nơi này chính là là một gã luyện khí sư. Kết quả là, Diệp Thần Phong lại đưa tay chát thượng ghi lại hết thảy bút ký toàn bộ đựng vào trong đầu. Sau đó hắn liền đem không có luyện chế hoàn thành trường kiếm màu đỏ nắm trong tay, tên này đã từng luyện khí sư mặc dù không có lưu dưới bất kỳ lời nói, thế nhưng căn cứ trường kiếm màu đỏ bề trên lưu lại luyện khí áo nghĩa, Diệp Thần Phong không tự chủ được lần nữa tiến vào ảo giác bên trong. Hắn tại ảo giác bên trong là không ngừng luyện khí, tất cả những thứ này đều là vô cùng chân thực. Cuối cùng hắn tại ảo giác bên trong thuận lợi luyện chế được một cái trung phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí chỉ có bát phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Đợi đến hắn từ ảo giác bên trong khi tỉnh táo, lão Hắc Giang Vận Thiên cười nói: Tiểu gia hỏa, số người cũng may bây giờ ngươi có thể tính làm là bát phẩm luyện khí sư rồi, ngươi bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí đến. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong luyện khí trình độ cũng từ thất phẩm tăng lên tới bát phẩm. Tốc độ như thế này quả thực là khiến người ta chố mắt ngoác mồm. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên, bọn họ là nhìn quen rồi cảnh tượng như thế này rồi, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là một trận không an tính. Thật sự là Diệp Thần Phong cơ duyên quá nhiều cũng quá tốt rồi, yếu là năm đó bọn hắn có thể gặp phải như Diệp Thần Phong như vậy lần lượt liên tiếp không ngừng cơ duyên, chỉ sợ bọn họ năm đó ở khi còn sống có thể leo lên một cái khác cao phong rồi. Diệp Thần Phong trong đầu trở về chỗ bát phẩm luyện khí sư chỗ phải nắm giữ tất cả, tất cả đồ vật đều ở trong đầu hắn nước chảy mây trôi, khóe miệng của hắn không khỏi hiện lên một vệt nụ cười, lần này tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển thực sự là quá đáng giá bằng không hắn muốn từ thất phẩm luyện dược sư bước vào bát phẩm, còn có muốn từ thất phẩm luyện khí sư bước vào bát phẩm, chỉ sợ hắn yêu cầu đi tìm không ít thời gian, cho dù có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn yếu bước vào bát phẩm. Cái này cũng là không có khả năng lắm. Bây giờ chế thuốc cùng luyện khí đều khóa nhập bát phẩm, hơn nữa còn thoải mái như vậy, chuyện này quả thật là số may đến bạo. Diệp Thần Phong không chút do so dự lần thứ hai khóa nhập đã từng giam giữ luyện khí sư căn phòng. Hắn lần nữa cẩn thận cảm ứng, khóe miệng hắn nụ cười là càng ngày càng thịnh vượng, bởi vì hắn cảm giác được tại hình tròn không gian tầng thứ nhất thứ hai đếm ngược cái gian phòng bên trong, thậm chí có luyện phù khí tức, như vậy gian phòng này đã từng hẳn là chính là giam giữ phù sư được rồi chứ. Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức tiến vào gian phòng kia bên trong. Chương 2130 sống vô số tuế nguyệt quái vật. Từ bị giam giữ phù sư trong phòng sau khi đi ra. Diệp thần phong trên mặt là hóa không ra kích động, đang bị giam áp phù sư trong phòng, quả nhiên cũng có các loại phù sư kinh nghiệm. Căn cứ diệp thần phong của mình suy đoán, bị giam giữ ở trong đó đồng dạng là trí tôn phù sư. Này viễn cổ tù thiên giới ngược lại thật không phải là cái gì chó và mèo cũng có thể bị giam giữ tiến vào. Nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ là tam phẩm phù sư mà thôi, thế nhưng từ trong phòng sau khi đi ra, hắn thậm chí ngay cả vượt hai cấp, từ tam phẩm phù sư tăng lên tới ngũ phẩm phù sư. Có thể liên tục tăng lên hai cấp, đó là bởi vì Diệp Thần Phong phù sư trình độ nguyên bản là thấp, nếu như hắn là thất phẩm phù sư lời nói, như vậy nhiều nhất cùng chế thuốc luyện khí như thế để thăng một cấp mà thôi. Tại từ giam giữ phù sư căn phòng sau khi đi ra, Diệp Thần Phong lại ngựa không ngừng vó tiến vào trong một phòng khác bên trong. Hắn từ trong căn phòng này cảm thấy trận pháp chấn động. Trong căn phòng này bị giam giữ chính là viễn cổ sơ kỳ trận pháp đại sư, trong đó đồng dạng là để lại không ít trận pháp áo nghĩa. Tại đem các loại áo nghĩa hấp thu sau đó Diệp Thần Phong trận pháp trình độ thẳng tắp bay lên, thậm chí chỉ so với lão bạch cùng lão hắc kém hơn một bậc. Ngũ phẩm phù sư, bát phẩm luyện dược sư, Bát phẩm luyện khí sư, trận pháp mạnh mẽ tông sư. Này bốn thân phận tụ tập tại Diệp Thần Phong trên người một người, một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, e sợ Diệp Thần Phong trong nháy mắt sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền giới truyền kỳ đồng thời, hắn cũng sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn bây giờ không có bất kỳ bối cảnh, lớn như vậy tông môn giống như lôi kéo hắn, lấy tính tình của hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt đến lúc đó những đại tông môn đó tuyệt đối sẽ không khoan dung một cái không cách nào trưởng khống người trên trời huyền giới như thế không chút kiêng kỵ tiếp tục trưởng thành cho nên diệp thần phong tham gia luyện khí sư cùng phù sư thi đấu hắn đều là mang theo không giống mặt nạ này bốn thân phận hiện tại còn chưa thể đồng thời truyền bá ra ngoài bằng không hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi tại diệp thần phong từ giam giữ viễn cổ trận pháp đại sư gian phòng sau khi đi ra khi hắn suy tính sau đó phải tiến vào cái nào cái gian phòng thời điểm đột nhiên từ hình tròn không gian thấp nhất trên mặt đất truyền đến từng tia một sóng năng lượng này làm cho diệp thần phong nhíu mày ánh mắt nhìn về phía hình tròn không gian thấp nhất trên mặt đất thấp nhất dưới đất là cực kỳ kiên cứng rắn bùn đất trước đó diệp thần phong đã cảm thụ qua rồi cái kia bùn đất thậm chí ngay cả địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào oanh kích ra tới nhưng hôm nay theo sóng năng lượng truyền tới, thấp nhất bùn đất thật giống đang từ từ nhũn dần rồi. Diệp thần phong đứng ở hình tròn không gian tầng thứ hai cửa gian phòng, hắn trong lúc nhất thời cũng không lo được đi hướng còn lại bên trong căn phòng rồi. Theo thời gian trôi đi, chỉ thấy thấp nhất bùn đất nhũn dần càng ngày càng lợi hại rồi. Bùn đất bắt đầu biến thành sền sệt nước bùn rồi, từ nơi này diện tích lớn trong nước bùn không ngừng có từng cái từng cái ngâm ngâm bốc lên một con to lớn mà lại sắc bén đổ vật từ trong nước bùn sông ra. Sát theo đó, dâm ao ao, dâm ao ao, dâm ao ao, thanh âm không ngừng. Nước bùn điên cuồng văng đến giữa không trung, mỗ dạng khổng lồ vật thể tại từ trong nước bùn từ từ lồi ra đến. Diệp thần phong dưới chân bước chân lui về phía sau một ít, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Bởi vì hắn cảm thấy trong nước bùn có hơi thở sự sống tồn tại, này viễn cổ tù thiên giới nhưng là viễn cổ thời đại sơ kỳ liền tồn tại, bây giờ ở nơi này chả có sinh mạng tồn tại, như vậy điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là này hơi thở sự sống, có thể là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật rồi, Diệp Thần Phong không thể không cẩn thận một ít a hát. Nước bùn là càng tung tóe càng cao, càng tung tóe càng mạnh mẽ liệt, từng cây từng cây bùn cột nước từ phía dưới vọt lên. Diệp Thần Phong trước mặt tầm mắt cơ hồ bị nước bùn trận lại. Chỉ chốc lát sau, bắn lên nước bùn từ từ hạ xuống rồi, một đạo cực kỳ bóng đen to lớn chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong trước mặt là một con lớn vô cùng màu đen chi chu, tại đây chỉ màu đen chi chu trên người che kín nước bùn. Con này màu đen chi chu tối thiểu có cao mười mấy mét. Con mắt của nó hiện ra một loại làm người ta sợ hãi màu xanh lục, hai bên cái kia trưởng mà lại sắc bén chân cho người một loại sau lưng bốc lên hơi lạnh cảm giác. Toàn bộ lớn vô cùng màu đen chi chu, dù sao cho người một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là miệng của nó, nhìn qua là ác như vậy độc. Tuy rằng con này khổng lồ màu đen chi chu khí thế trên người được che kín rồi, thế nhưng Diệp Thần Phong có thể suy đoán ra, con này khổng lồ chi chu thực lực vượt rất xa thần vương cảnh, nếu như là thần vương cảnh cường giả gặp phải con này màu đen chi chu, vô cùng có khả năng liền năng lực chống cự cũng không có. Diệp Thần Phong điều chỉnh hô hấp của mình, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt to lớn màu đen chi chu. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu gia hỏa, tại trước mặt ngươi chính là viễn cổ bùn nhện, loại này viễn cổ bùn nhện yêu thích sinh sống ở nước bùn cùng trong ao đầm. Trời sinh tính vô cùng hung tàn, tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Bất quá, viễn cổ bùn nhện tại ta cùng lão hắc thời đại kia liền diệt tuyệt, không nghĩ tới tại đây viễn cổ tù thiên giới bên trong chả còn sống một con viễn cổ bùn nhện. Này viễn cổ bùn nhện tuổi thọ dài vô cùng, đặc biệt là những kia thực lực mạnh mẽ bùn nhện, nếu như con này bùn nhện là đã từng long tộc giam giữ ở nơi này, như vậy con này viễn cổ bùn nhện thực lực nhưng không phải chuyện đùa. Này khổng lồ viễn cổ bùn nhện, trong cổ họng hắn phát ra tiếng người, "Ta từ trên người ngươi cảm thấy long tộc tộc trưởng khí tức, ngươi chính là một cái nhiệm long tộc tộc trưởng." đợi nhiều tuổi như vậy Nguyệt, ta rốt cục đợi được sự xuất hiện của ngươi rồi. Năm đó Long Tộc từ từ suy yếu đi, bây giờ Long Tộc chỉ sợ cũng không còn nữa ngày xưa rồi, từ ngươi cái này Long Tộc Tộc chỉ dài có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, ta là có thể phán đoán ra được rồi. Thấy trước mặt viến cổ bùn nhện không có phát động công kích, ngược lại là ôn tồn nói chuyện rồi, Diệp Thần Phong tuy rằng vẫn là duy trì cảnh giác, nhưng hỏi hắn, người năm đó là bị Long Tộc giam giữ ở nơi này. Ngươi biết rất nhiều long tộc sự tình sao viễn cổ bùn nhện nói năm đó ta làm nhiều việc ác được long tộc giam giữ ở nơi này không oán không hối nhưng sau đó long tộc vô duyên vô cớ xa suốt rồi long tộc năm đó tộc trưởng đáp ứng đã đến thời gian nhất định thả ta đi ra bây giờ thời gian sớm đã đến nhưng nhưng ta vẫn còn bị giam giữ ở nơi này nếu bây giờ ngươi là long tộc tộc trường như vậy ngươi nên yếu thực hiện cái này nghĩa vụ viễn cổ bùn nhện tiếp tục nói người yên tâm đi, năm đó long tộc tộc trưởng tại trong thân thể ta đánh một cái dấu ấn, ta bây giờ còn nằm ở bị giam giữ trạng thái, ngươi khả năng cảm giác không ra, chỉ cần ngươi đem ta thả ra ngoài, ngươi là có thể cảm thấy. Năm đó ta phát thệ một khi thu được tự do, ta sẽ toàn tâm toàn lực là long tộc hiệu lực, về sau ngài liền là chủ nhân của ta rồi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngài làm việc. Diệp thần phong không nổi vẻ mặt, trong lòng của hắn lại càng phát cảm thấy không được bình thường, thật sự là này viễn cổ bùn nhện không giống là đồ tốt, hơn nữa sự tình thật giống phát triển quá thuận lợi một chút chứ. Nếu như này viễn cổ bùn nhện thực lực so với thần vương cảnh cường giả còn lợi hại hơn, như vậy nên là một cái người tâm cao khí ngạo, như thế nào lại tùy tùy tiện tiện liền nhận thức diệp thần phong làm chủ. Coi như là con này viễn cổ bùn nhện trong cơ thể thật sự có long tộc tộc trưởng đã từng đánh xuống dấu ấn, này cũng không phải thuận lợi như vậy lúc trước lưu ly cung trong điện thôn thiên long mãng bọn hắn nhưng là cũng không ủng hộ diệp thần phong người chủ nhân này thôn thiên long mãng thực lực của bọn họ muốn so viễn cổ bùn nhện yếu hơn rất nhiều lão bạch cùng lão hắc cũng cảm thấy diệp thần phong ý nghĩ lão bạch ngô phong dối rảnh nói tiểu gia hỏa người cẩn thận như vậy là phi thường cần thiết tuy rằng ta cùng lão hắc chưa có tiếp xúc qua viễn cổ bùn nhiệt nhưng căn cứ cổ tịch thượng ghi chép viễn cổ bùn nhện ngoại trừ độc ác ở ngoài chả phi thường am hiểu âm mưu ta xem trước mặt con này viễn cổ bùn nhện tuyệt đối không có ý tốt lão hắc giang vận thiên cũng nói cẩn thận trèo thuyền đi được vạn năm nếu quả như thật thanh con này viễn cổ bùn nhện thả ra rồi như vậy chỉ sợ ngươi tiểu tử liền có nguy hiểm đến tính mạng rồi con này viễn cổ bùn nhện thực lực tuyệt đối yếu vượt qua thần vương cảnh cường giả rất lớn một đoạn thậm chí cho ngươi liền trốn bên trong tiểu thế giới thời gian cũng không có khi nghe đến lão bạch cùng lão hắc lời nói sau diệp thần phong là càng thêm xác định trong lòng hoài nghi mặc kệ con này viễn cổ bùn nhện có phải không thật sự yếu nhận thức hắn làm chủ hắn đều không thể tùy tiện để lại con này viễn cổ bùn nhện đi ra bất quá diệp thần phong hay là hỏi ta phải như thế nào thả ngươi đi ra viễn cổ bùn nhện nghe vậy trong lòng của hắn nhất thời vui vẻ hắn nói ra tại đây hình tròn không gian bốn phía đều ẩn giấu một ít trận pháp chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể để những trận pháp này tái hiện, cũng chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể để những trận pháp này mất đi tác dụng, đối với ngài tới nói là một kiện phi thường chuyện đơn giản. CT, chương 2131, hiểm cảnh, đồng quy vô tận, diệp thần phong khởi động sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn 2 chương 131. Theo trên người hắn tràn ngập ra long uy, hắn quả nhiên cảm giác ra hình tròn không gian không khí bốn phía bên trong ẩn giấu năng lượng nào đó trong không khí loại năng lượng này tại ý đồ cùng diệp thần phong long uy đạt được liên hệ nào đó trước mặt được vô hình năng lượng khốn trụ được viễn cổ bùn nhện hắn cái kia lục du du trong đôi mắt lóe lên hung quang nhưng rất nhanh hắn liền đem hung quang thu liếm ngoài mặt vẫn là đối diệp thần phong một bộ một mực cung kính dáng dấp cùng trong không khí năng lượng nào đó triệt để bắt được liên lạc Diệp Thần Phong, từ trong cơ thể hắn tản ra long huy là càng ngày càng mãnh liệt rồi, một cái màu vàng cự long hư ảnh trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Này hoàng kim cự long hư ảnh ánh mắt uy nghiêm, nghiễm nhiên có một loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế. Nhìn thấy hoàng kim cự long hư ảnh viến cổ bùn nhện, trong con người của hắn tránh qua một vệt vẻ kiêng rè. Diệp thần phong đột nhiên quát lên, hiện. Oanh. Từng đợt sóng năng lượng tại hình tròn bên trong không gian tứ tán ra, trong không khí nổi lên một từng đợt sóng gợn. Tại hình tròn bên trong không gian nhất thời hiện hiện chín cái thanh sắc cự long hư ảnh, này chín cái thanh sắc cự long hư ảnh vừa vặn lượn lờ tại viễn cổ bùn nhện bốn phía, hạn chế trụ viễn cổ bùn nhện tất cả năng lực hoạt động, khiến hắn căn bản vô pháp từ cái hình tròn này bên trong không gian thoát đi ra ngoài chín cái thanh sắc cự long phong bế tất cả viễn cổ bùn nhện có thể đào tẩu con đường này chín cái thanh sắc cự long bổ sung hỗ trợ năng lượng của bọn nó ở trong không khí phảng phất tạo thành một tấm không chê vào đâu được lưới chỉ sợ là một con ruồi cũng không cách nào tìm được khe hở bay ra ngoài tại chín cái thanh sắc cự long hiển hiện sau đó lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra tiểu gia hỏa đây chính là trong truyền thuyết long tộc cửu long khốn thiên trận có người nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ này cửu long khốn thiên trận chính là thập đại trận pháp một trong diệp thần phong trong lòng lặng lẽ gật đầu đồng thời hắn tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy này cửu long khốn thiên trận nhưng hắn cảm giác mình đối cửu long khốn thiên trận vô cùng quen thuộc hắn thật giống đã biết rồi làm sao mở ra cùng làm sao tiêu trừ cửu long khốn thiên trận cái này có thể là sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn nguyên nhân viễn cổ bùn nhện đang nhìn đến chín cái thanh sắc cửu long hiển hiện sau đó hắn tùy tiện nói chủ nhân Ngài thân là Long tộc tộc trưởng, ta nhớ ngài cũng đã biết giải thích như thế nào trừ trận pháp này được rồi chứ? Mau chút đem ta cứu ra đi, về sau ta nhất định toàn tâm toàn ý là chủ nhân ngài hiệu lực. Năm đó Long tộc dĩ nhiên dùng thập đại trận pháp một trong Cửu Long Khốn Thiên trận, dùng này đến nhốt lại con này viễn cổ bùn nhện, như vậy con này viễn cổ bùn nhện tuyệt đối không bình thường rồi. Có thể chịu đến cỡ này đặc thù đãi ngộ, e sợ con này viễn cổ bùn nhện tuyệt đối là cùng hung cực ác mặt hàng. Có cửu long khốn thiên trận, Diệp Thần Phong cũng không phải tất lo lắng quá mức rồi, bởi vì long tộc tộc trưởng dấu ấn quan hệ, hắn biết chỉ cần hắn thôi thúc trận pháp này. Như vậy tại cửu long khốn thiên trận ảnh hưởng, viễn cổ bùn nhện thân thể chậm rãi sẽ ở trong trận pháp tan giã. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, ta vì cái gì muốn cứu ngươi đi ra? Lẽ nào cho ngươi có thể giết chết ta sao? Viễn cổ buồn nhện đột nhiên sướng sờ, hắn một mực cung kính nói ra: Chủ nhân, ngài đây là nói gì vậy? Ta nếu nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy ta cái mạng này chính là chủ nhân ngài được rồi. Ta có thể là chủ nhân bất cứ lúc nào đi chết, chả xin chủ nhân ngài nhất định phải tin tưởng ta. Diệp Thần Phong trịnh trọng nói: Người nói những thứ này đều là thật sự, không có nửa câu nói ngoa. Thấy Diệp Thần Phong bắt đầu đã tin tưởng. Viễn cổ bùn nhện nói, đương nhiên là sự thật. Chả xin chủ nhân ngài mau chút cứu ta đi ra đi. Diệp Thần Phong cười nói, này ngược lại là không cần nóng này. Ngươi đã nói nguyện ý vì ta đi chết, như vậy ta hiện tại cho ngươi đi chết, ngươi ứng với nên sẽ không có ý kiến chứ? Nhớ kỹ ngươi vừa vặn nói, ngươi nhưng là không có nửa câu nói ngoa. Viễn cổ bùn nhện lúc này lại là cũng không che giấu được nội tâm phẫn nộ rồi, được một cái hóa thần cảnh tiểu tử luôn mãi trêu đùa hắn làm sao có thể chịu được. Trong cơ thể hắn khí thế tại cửu long khốn thiên trong trận tăng vọt, hắn lục du du trong con người mắt lộ ra hung quang, hắn biết mình là lừa gạt không được trước mặt tiểu tử này. Diệp thần phong thấy viễn cổ bùn nhện lộ ra bản tính đến, bàn tay hắn nhanh chóng ở trong không khí của múa, chỉ thấy tại hình tròn bên trong không gian chín cái thanh sắc cự long, ở trong không khí xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Cực hạn cường hãn năng lượng tại không gian bên trong tùy ý thân ở trong đó viễn cổ bùn nhện, tại những sức mạnh này công kích, trên người hắn lập tức xuất hiện từng đạo vết thương, hắn lập tức bớt phóng túng đi một chút khí thế. Nói, tiểu tử, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đi ra, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là có lợi. Diệp thần phong trực tiếp lên tiếng cự tuyệt, ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Viễn cổ bùn nhện tại viễn cổ thời đại nhưng là nổi danh nham hiểm độc ác, ta còn là cho rằng ngươi ngoan ngoãn chết ở chỗ này tốt hơn. Diệp Thần Phong thôi thúc Cửu Long Khốn Thiên trận tốc độ là càng lúc càng nhanh. Từng luồng từng luồng sức mạnh tại trong trận pháp mãnh liệt tạo ra. Đao cắt y hệt năng lượng tải viễn cổ bùn nhện trên người tùy ý làm bậy, hơn nữa Cửu Long Khốn Thiên trong trận nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao, viễn cổ bùn nhện trên người bao trùm bộ lông đang chậm chậm tan rã rồi. Thấy Diệp Thần Phong mềm không được cứng không xong, Viễn cổ bùn nhện biết không có bất kỳ đường lùi rồi, hắn lại cũng không lo được trong trận pháp biến hóa rồi, trong cơ thể hắn linh khí như núi lửa bình thường bạo phát, hắn cái kia hai bên sắc bén bắp đùi, không ngừng tại trong trận pháp chung quanh đánh vào. Viễn cổ bùn nhện khí thế trên người tăng lên lại tăng lên. Cũng may có trận pháp ngăn cách, bằng không chống trơn là khí thế kia, e sợ cũng đủ để cho Diệp thần phong tử vong rồi. Viễn cổ bùn nhện công kích sức mạnh tại mãnh liệt bay lên, cái kia chín cái thanh sắc cự long dĩ nhiên có vẻ hơi lão đà lảo đảo được rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, xem ra tình huống không tốt lắm, này cửu long khốn thiên trận bởi bầy xuống thời gian quá dài, tuy rằng loại trận pháp này có thể tự mình khôi phục một ít năng lượng, nhưng cuối cùng là không có vừa vặn bố trí uy lực. Lần sau, này viễn cổ bùn nhện hắn là tại lấy thiêu đốt tuổi thọ một cái giá lớn, để cho mình tạm thời đem thực lực tăng lên, nếu như cứ thế mãi, e sợ viễn cổ bùn nhện có thể liều mạng trốn ra được. Bất quá, cho dù hắn trốn ra được, hắn cũng chưa được mấy ngày tốt sống được, hắn này là muốn cùng ngươi đồng quy vô tận a hát. Diệp thần phong hiện tại phân tâm bó tay rồi, hắn cũng không trả lời lão hắc lời nói, chỉ là hắn lần thứ hai tăng nhanh thôi thúc cửu long khốn thiên trận tốc độ, còn kia viễn cổ bùn nhện trên người của hắn mau. Phát toàn bộ hòa tan sạch sẽ, bây giờ hắn ra trên người cũng đang chậm rãi đã hòa tan, tại lên cao không ngừng nhiệt độ dưới, trên người hắn không ngừng phát ra chi chi thanh âm. Viễn cổ bùn nhện trong cổ họng nhịn đau không được khổ truyền ra sắc bén tiếng la, hắn thiêu đốt tuổi thọ càng thêm điên cuồng, hai bên sắc bén bắp đùi điên cuồng đánh vào chín cái thanh sắc cự long. Âm, 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 thanh âm không ngừng. Dưới đất là mãnh liệt rung động, trong chớp mắt, chín cái thanh sắc cự long bên trong trong đó một cái, dĩ nhiên trên người xuất hiện một tia vết rạn nứt, mà như vậy một tia vết dạn nứt để viễn cổ bùn nhện tìm một cái lỗ thủng một cái chân của hắn từ trong trận pháp bỗng nhiên xông ra ngoài viễn cổ bùn nhện bắp đùi tập kích hướng diệp thần phong tốc độ có thể nói là cực cực kỳ nhanh thậm chí diệp thần phong liền tàn ảnh đều bắt giữ không tới hắn chỉ có thể dựa vào bản năng hướng về bên phải dịch một bước xì, xì một tiếng này sắc bén bắp đùi trực tiếp xuyên thấu diệp thần phong ngực cũng may hắn dịch một bước nguyên bản này cái bắp đùi nhất định là chính giữa trái tim của hắn tại sắc bén bắp đùi xuyên thấu diệp thần phong ngực thời điểm hắn vận chuyển long tộc tộc trưởng dấu ấn là càng ngày càng mãnh liệt xoay quanh tại hắn đỉnh đầu hoàng kim cự long hư ảnh từ hư ảnh trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang cái này hai đạo tinh quang tại đi vào cửu long khốn thiên trận sau đó cái kia trên người xuất hiện vết dạn nứt thanh sắc cự long hắn vết dạn nứt lập tức khép lại trong trận pháp chỗ sơ hở kia trong nháy mắt khép lại. Mà viễn cổ bùn nhện xuyên thấu diệp thần phong ngực sắc bén bẹn đùi bản không kịp thu hồi lại rồi. Được khép lại sức mạnh đè ép sau. Giang rác một tiếng. Viễn cổ bùn nhện sắc bén bắp đùi lập tức bị chém đứt ở trận pháp ở ngoài. Diệp thần phong đưa tay đem xuyên thấu ngực phần còn lại của chân tay đã bị cục cho rút ra. Ngực ấm áp tiên huyết lập tức tuôn ra. Hắn tùy ý đã ngừng lại huyết dịch sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh. Mà cửu long khốn thiên trong trận viễn cổ bùn nhện, trong cổ họng hắn càng là khàn giọng gầm rú. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ngực được xuyên thấu, người vẫn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trước mắt có một cái đồ tốt chờ người đấy. Chỉ cần trong trận pháp viễn cổ bùn nhện được nhiệt độ cao cho đã hòa tan, trong cơ thể hắn một số vật gì đó đối với người phi thường hữu dụng, hơn nữa là nhiệt độ cao hòa tan không được chương 2132, luyện hóa, nội đan tới tay, là vật gì? Diệp thần phong ở trong lòng thuận miệng nghi vấn đạo. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, thực lực càng mạnh viễn cổ bùn nhện, trong cơ thể hắn nội đan liền càng lợi hại. Này viễn cổ bùn nhện nội đan là phi thường hữu dụng, theo ta suy đoán con này viễn cổ bùn nhện nội đan, có thể để cho ngươi từ thiên thần cảnh bảy tầng khoảng trưng, trực tiếp bước vào đến thần vương cảnh tầng thứ, đây chính là vô cùng không được được rồi người cũng biết muốn từ thiên thần cảnh bước vào thần vương cảnh là phi thường khoản khó khăn kế trước mắt người trước đã lấy được nội đan rồi hãy nói nghe được viễn cổ bùn nhện nội đan có thể tăng cao thực lực diệp thần phong nhất thời tinh thần tỉnh táo đối với hắn mà nói còn có chuyện gì so với tăng cao thực lực càng trọng yếu hơn mà khi viễn cổ bùn nhện tại tựa như phát điên được va chạm cửu long khốn thiên trận thời điểm bên ngoài sơn động Kim An Bình là thừa dễ dàng, tiền cảnh sáng, Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đám người, bọn hắn căn bản phá giải không được ngăn lại bọn hắn đường đi trận pháp, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy trận pháp sau, cái kia nằm ở dưới chân núi sơn động rồi. Liên ở vừa vặn trước đây không lâu bắt đầu, chung quanh mặt đất liền một mực rung động. Này làm cho Kim An Bình bọn họ là càng phát muốn phá giải xuất trận pháp, bọn hắn đều cảm giác được rung động đầu nguồn đến từ chính trong hang núi. Cho nên, bọn hắn suy đoán trong hang núi hay là thật sự có bảo tàng xuất thế. Nhưng trên mặt đất những trận pháp này quá mức phức tạp, lại há là những người trẻ tuổi đồng lứa có thể phá giải khai. Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song hai người này, bọn hắn một mực núp ở phía xa một ngọn núi trong góc. Vân Ngọc Đường cau mày nói, "Lão tổ tại sao không có đi tới nơi này?" Theo Lý Tới nói, "Nơi này động tĩnh lớn như vậy, lão tổ không có lý do gì không đến xem xét một chút." lăng vô song ngưng lông mày nói hay là diệp thần phong sớm liền đã tới chỉ là nhìn đến đây tụ tập nhiều người như vậy cho nên hắn mới chưa từng xuất hiện kim an bình bọn hắn nhưng cũng là muốn lấy mạng của hắn nghe vậy vân ngọc đường gật đầu nói người nói đúng a hát lão tổ bây giờ còn là không nên xuất hiện tốt thật không biết bên trong hang núi kia rốt cuộc là thứ gì nếu như lão tổ ở nơi này như vậy lấy lão tổ trận pháp trình độ Hắn nói không chắc có thể phá giải ra những kia trận pháp, quang những cái này chim. Người, bọn hắn cả đời cũng đừng nghĩ yếu phá giải ra những trận pháp này rồi. Mà xa xa kim an bình đám người, bọn hắn đang nghiên cứu không ra một điểm đầu mối sau, bọn hắn tạm thời đình chỉ lại. Là thừa dễ dàng nói ra, xem ra muốn phá giải nơi này trận pháp, đối với chúng ta mà nói quá mức khó khăn xem ra chỉ có đợi ly khai nơi này sau đó đem chuyện nơi đây hồi báo cho chúng ta từng người lão tổ rồi. Kim An Bình gật đầu nói, không sai a hát, nhưng bây giờ còn có thời gian, chúng ta thử lại nghiên cứu một ngày, chỉ là không biết cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử, hắn ở đâu. Động tĩnh lớn như vậy đều không có khiến hắn đến nhìn một chút. Nguyên bản trong lòng bị đè nén, đúng là có thể tại trên người tiểu tử kia thả ra ngoài. Tiền cảnh sáng cười nói, tiểu tử kia ta xem chỉ là một cái người ngu ngốc mà thôi, hay là thật có của hắn mấy phần thực lực, nhưng hắn yếu cùng chúng ta những này chân chính trung châu thiên tài làm so sánh, hắn còn kém quá xa đây. Đốt ma cốc triệu thái thanh cùng mộ dung ra mộ dung hiểu nguyệt, hai người bọn họ chân mày cao lại, bọn hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là cố ý ẩn núp không ra được, này để cho bọn họ là càng thêm xem thường Diệp Thần Phong rồi, Bọn hắn không nghĩ ra Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa tại sao phải bọn hắn giúp đỡ Diệp Thần Phong. Một cái phế vật như vậy đáng giá kết giao sao? Là Thừa dễ dàng nói ra, "Được rồi, được rồi, chúng ta không phải đàm luận cái kia không biết sống chết tiểu tử, cho dù hắn ẩn núp không ra, đến lúc đó hắn cũng tuyệt đối sẽ bị loại bỏ suốt Thiên Huyền Thịnh Điển, như vậy hắn tập hợp không đủ đầy đủ phân số thăng cấp." Mà ở tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong là ẩn núp không xuất hiện thời điểm, trong hang núi hình tròn trong không gian theo thời gian từ từ chuyển rời cửu long khốn thiên trong trận nhiệt độ đã lên tới một cái đáng sợ độ cao rồi thậm chí tại trận pháp bên ngoài diệp thần phong hắn cũng có thể cảm giác được cuồn cuộn sóng nhiệt rồi chỉ thấy trận pháp bên trong tràn ngập nóng bỏng màu đỏ hết thảy bùn đất đều bị nhiệt độ đốt cháy thành màu đỏ chung quanh vách đá đồng dạng là như thế vây ở cửu long khốn thiên trong trận viễn cổ bùn nhiệt trên người của hắn rất nhiều da thịt hòa tan sạch sẽ, từ trong thân thể của hắn chảy ra một loại màu xanh lá chất lỏng, tại diệp thần phong đỉnh đầu hoàng kim cự long hư ảnh bên trong trong mắt, không ngừng có bắn. Xuất tinh quang không vào trận pháp bên trong sau, thật ra khiến cửu long khốn thiên trận hoàn toàn ổn định lại. Trong trận pháp phiến cổ bùn nhện giấy rụa càng ngày càng chậm chạp, mãnh liệt thật khí thế chỉ là hạn chế ở trong trận pháp, bằng không diệp thần phong nhưng không chịu nổi. Tì ba, Ti ba, ti ba, thanh âm không ngừng tải viễn cổ bùn nhện trên người vang lên. Viễn cổ bùn nhện trên người không ngừng toát ra từng cái từng cái bọng máu. Chúng ta có thể tại tốt tốt thương lượng một chút, người không cần thiết đem ta đuổi tận giết tuyệt chứ? Ta bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Viễn cổ bùn nhện rốt cuộc lần thứ hai chịu thua, đáng tiếc Diệp Thần Phong hoàn toàn không muốn buông tha này viễn cổ bùn nhện rồi thật sự là này viễn cổ bùn nhện thực lực quá mạnh, một cái hơi bất cần một chút, hắn tự có khả năng hội nuôi hổ thành hoạn, hắn cũng không muốn bốc lên như vậy hiểm rồi, lại nói viễn cổ bùn nhện nội đan nếu là đồ tốt, như vậy hắn há có buông tha đạo lý. Dù sao này viễn cổ bùn nhện nguyên bản là nham hiểm độc ác, đối với loại này mặt hàng, Diệp Thần Phong không có bất kỳ lòng thương hại. Diệp Thần Phong nói, hiện tại nói lời như vậy có phải là quá muộn hay không? cho dù ta thả ngươi đi ra, người hội không ghi hận ta sao? người nội đan là đồ tốt, cho nên người nội đan ta chắc chắn phải có được. trong trận pháp viễn cổ bùn nhện, hắn dường như hồi quang phản chiếu bình thường hắn lần thứ hai điên cuồng dẫy dụa, hắn thật sự chỉ là tạm thời cầu xin tha thứ mà thôi. một khi Diệp Thần Phong thật sự thả ra hắn, như vậy hắn sẽ cho Diệp Thần Phong một đòn chí mạng, coi như là cùng Diệp Thần Phong đồng quy vô tận cũng không chối từ. âm um, âm. Um ầm uhm, tiếng nổ lớn tại trong trận pháp không ngừng vang lên chỉ chốc lát sau thanh âm ngừng chỉ thấy viễn cổ bùn nhện bắp đùi tan dã một nửa con mắt của hắn cũng đang dưới nhiệt độ bạo liệt ra thân thể đang nhanh chóng khô quát đi xuống từ trong cổ họng hắn phát ra thanh âm khàn khàn tiểu tử người nhất định cũng không chết tử tế được người nhất định cũng sẽ không chết tử tế được diệp thần phong tùy ý nói ra ta không chết tử tế được lẽ nào để ngươi giết ta ta mới là một người tốt sao các ngươi loại này độc ác hạng người ăn khớp vẫn đúng là đủ đặc biệt người liền an tâm đi chết đi người nội đan ta sẽ hảo hảo lợi dụng ta không cam lòng ta không cam lòng a hát viến cổ bùn nhện đang gào thét sau khi xong thân thể của hắn hoàn toàn tan rã rồi tại trong trận pháp chỉ để lại một viên nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục nội đan diệp thần phong đình chỉ thúc giục trận pháp ở trong đó nhiệt độ cao từ từ tản đi sau đó hắn trực tiếp hóa giải trận pháp hắn đi tới hình tròn không gian thấp nhất hắn đem nắm tay lớn nhỏ nội đan nắm trong tay cảm ứng trong đó mênh mông năng lượng lão bạch ngô phong rỗi rảnh nói ra tiểu gia hỏa viên nội đan này có thể để cho ngươi trực tiếp từ thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ tăng lên tới thần vương cảnh sơ kỳ đây là ta cùng lão hắc đoán chừng ra kết quả cho nên viên này viễn cổ bùn nhện nội đan chính ngươi cần phải hảo hảo thu về Tại viễn cổ bùn nhện sau khi chết, từ dưới mặt đất toát ra một cái màu trắng viên cầu, cái này viên cầu vững vàng nạm đính vào trong lòng đất. Mặt trên tản ra ánh sáng màu trắng. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, này màu trắng tròn. Bóng phải là viễn cổ tù thiên giới hạch tâm, chỉ có các đời long tộc tộc trưởng mới có thể luyện hóa, chỉ cần ngươi đem này hạch tâm đã luyện hóa được, hắn là có thể đem viễn cổ tù thiên giới thu nhập ngươi tộc trưởng dấu ấn bên trong, về sau ngươi thì có thể làm cho viễn cổ tù thiên giới đi theo ngươi rồi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cũng nói, thân là long tộc tộc trưởng, yếu luyện hóa này hạch tâm là phi thường dễ dàng, ngươi chỉ cần đưa bàn tay theo như ở phía trên, bên trong thân thể thôi thúc linh khí dòng sông, này viễn cổ tù thiên giới hạch tâm, nó nên chủ động chậm rãi được ngươi luyện hóa, ngươi chỉ cần khiến nó cảm giác được ngươi long tộc tộc trưởng khí tức là được rồi. Diệp thần phong tại đem viễn cổ bùn nhện nội đan thu sau khi thức dậy, bàn tay của hắn lập tức đặt tại này hạch tâm bên trên, trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên, hắn hết sức đem long tộc tộc trưởng khí tức rót vào trong trung tâm. Tại cảm nhận được long tộc tộc trưởng khí tức sau, này hạch tâm là phi thường phối hợp cho diệp thần phong luyện hóa, đối với hắn mà nói, quả nhiên cùng lão bạch nói giống nhau như đúc, thân là long tộc tộc trưởng hắn, yếu luyện hóa này hạch tâm căn bản không có bất kỳ một chút khó khăn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác này viễn cổ tù thiên giới toàn bộ trời đất tại trong lòng bàn tay của hắn rồi, hắn thật giống hoàn toàn đã trở thành tiểu thế giới này chúa tể giả rồi. Chương 2133, bốn tinh bí pháp. Không lôi thiểm, hình tròn không gian. Tầng thứ hai mỗi cái bên trong căn phòng. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Huyền băng kiếm một lôi kiếm cùng hỏa vẫn kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn. Huyền băng kiếm bên trên tràn ngập hàn băng kiếm ý, một lôi trên thân kiếm tràn ngập lôi chi kiếm ý, hỏa vẫn trên thân kiếm tràn ngập hỏa chi kiếm ý. Diệp thần phong trước đó là có thể đồng thời điều khiển động ba loại phụ gia áo nghĩa kiếm ý. Yếu đồng thời thi triển một loại trở lên kiếm ý là phi thường khó khăn, chớ nói chi là yếu đồng thời thi triển phụ gia áo nghĩa kiếm ý, này thì càng thêm là khó càng thêm khó rồi. Bất quá, bây giờ ba loại kiếm ý đã là Diệp Thần Phong mức cực hạn, muốn đồng thời thi triển bốn loại kiếm ý, hắn vẫn là làm không được. Chỉ thấy cả phòng trên vách tường tràn ngập từng đạo vết kiếm sâu, hết thảy vách tường đều bị rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân che kín. Những này kiếm ngân hẳn là có chút năm tháng rồi, trong đó nội liếm mạnh mẽ kiếm ý. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, lông mày của hắn nhíu, kiếm ngân phòng trong liếm kiếm ý đang nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, này làm cho hắn đối kiếm ý lý giải đang không ngừng thâm hậu. Trước đó Diệp Thần Phong Tại đã luyện hóa được viễn cổ tù thiên giới hạch tâm, đã trở thành này viễn cổ tù thiên giới người thống trị sau. Hắn liền lại bắt đầu cảm ứng lên nơi này từng cái gian phòng, hắn từ nơi này chút trong phòng cảm giác ra trong đó hai cái gian phòng bên trong tràn ngập kiếm ý. Trước hắn đã đi vào một cái tràn ngập kiếm ý căn phòng rồi, đây là hắn đi vào cái thứ hai gian phòng. Nguyên bản hàn băng kiếm ý, lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý đều tại lục giai trải qua gian phòng thứ nhất bên trong lĩnh ngộ sau đó hắn này ba loại kiếm ý toàn bộ tấn thăng đến thất giai tầng thứ. Theo thời gian từ từ chuyển rời, trên vách tường kiếm ngân bên trong kiếm ý đang chậm chậm giảm bớt, đồng thời huyền băng kiếm bên trong thất giai hàn băng kiếm ý tăng mạnh, chỉnh thanh huyền băng kiếm bên trong bạo phát ra lạnh lẽo hàn khí, thân kiếm được nhất cổ xương trắng cho bao phủ lại rồi mộc lôi trên thân kiếm là thất giai lôi chi kiếm ý tăng vọt chỉnh thanh mộc lôi kiếm được màu xanh khủng bố hồ quang cho bao quanh về phần hỏa vẫn trong kiếm thất giai hỏa chi kiếm ý đương nhiên đồng dạng là tùy ý trưng vọt lên ngọn lửa màu đỏ thắm tại trên thân kiếm cháy hừng hực oanh 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 ba tiếng hàn băng kiếm ý khóa nhập bát giai lôi chi kiếm ý khóa nhập bát giai hỏa chi kiếm ý đồng dạng khóa nhập bát giai cùng lúc đó trên vách tường từng đạo kiếm ngân bên trong kiếm ý được Diệp Thần Phong hấp thu không còn chút nào, con mắt của hắn mở ra thời điểm, từ trong con ngươi của hắn tránh qua một vệt màu trắng, một đạo thanh sắc cùng một đạo hồng sắc sắc bén ánh sáng. Vuông góc trôi nổi ở trước mặt hắn huyền băng kiếm, một lôi kiếm cùng hỏa vẫn kiếm rung động chuyển động. Bàn tay quét qua, đêm này ba thanh kiếm một lần nữa thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. Lần này tiến vào này hồng thiên giới, cũng chính là này viễn cổ tù thiên giới, đối với Diệp Thần Phong tới nói quả thực là được mùa lớn rồi. Không chỉ có chế thuốc cùng luyện khí tăng lên tới bát phẩm, luyện phù cũng tăng lên tới ngũ phẩm, trận pháp trình độ đồng dạng là mức độ lớn dâng lên. Trả gặt hái được một viên viễn cổ bùn nhện nội đan, đợi được về sau thực lực của hắn tăng lên tới thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ sau đó hắn có thể thông qua hấp thu viên nội đan này, thừa thế xông lên trực tiếp bước vào thần vương cảnh. Bây giờ hàn băng kiếm ý, lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý lại liên tục tăng lên hai cấp, còn có cái gì so với này càng làm cho Diệp Thần Phong vui sướng sự tình. Tại Diệp Thần Phong mừng rỡ sau khi, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý thật giống cũng xảy ra một điểm biến hóa. Hắn lập tức đem chuyên môn bất khuất kiếm ý bạch cốt kiếm lấy ra. Theo lý tới nói, kiếm ý đến thập giai sau là không hội có thay đổi gì được rồi thập giai kiếm ý thuộc về là đứng đầu nhất đại viên mãn kiếm ý, cho nên vừa vặn Diệp Thần Phong cũng không có đi vận chuyển trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý. Bạch cốt kiếm bên trong hàm chứa bất khuất ngạo khí, có ở đây không khuất kiếm ý truyền vào hắn về sau, chỉnh thanh bạch cốt kiếm càng là ngạo khí ngất trời. Tại đem thập giai bất khuất kiếm ý ra chỉ tại bạch cốt kiếm thượng sau, Diệp Thần Phong càng phát cảm thấy bất khuất kiếm ý không đúng lắm rồi, thật giống này thập giai bất khuất kiếm ý đang phát sinh một loại nào đó biến hóa về chất, kiếm ý đang từ từ lột xác thành một loại nào đó càng cường đại hơn đồ vật. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng cảm thấy biến hóa này, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, xem ra người thập giai bất khuất kiếm ý tại triệt để phát sinh cải biến, tại trong truyền thuyết thập giai kiếm ý bên trên còn có kiếm hồn nói chuyện. Chỉ bất quá, coi như là tại viễn cổ thời đại sơ kỳ cũng rất ít người có thể ngưng tụ ra kiếm hồn đến, cho nên bình thường thập giai kiếm ý liền được gọi là đại viên mãn kiếm ý. Lúc trước truyền dạy cho người bất khuất kiếm ý kiếm thần hạ vô cực, hắn cũng tương tự không có lĩnh ngộ ra kiếm hồn, có thể tưởng tượng được yếu ngưng tụ kiếm hồn là nhiều sao chuyện khó khăn rồi. Một khi thập giai kiếm ý ngưng tụ thành kiếm hồn, như vậy kỳ uy lực sẽ vì mức độ lớn dâng lên, vừa vặn ngươi mặt khác ba loại kiếm ý liên tục tăng lên khả năng này ảnh hưởng đến bất khuất kiếm ý tại vô ý giữa kéo bất khuất kiếm ý ngưng tụ kiếm hồn nhưng người cũng không nên cao hứng quá sớm người thập giai bất khuất kiếm ý chỉ là có ngưng tụ kiếm hồn xu thế yếu chân chân chính chính ngưng tụ ra kiếm hồn còn vì thời thượng sớm thập giai kiếm ý bên trên còn có thể ngưng tụ kiếm hồn diệp thần phong cảm thụ phát sinh lột xác thập giai bất khuất kiếm ý nếu như có thể ngưng tụ ra kiếm hồn như vậy kiếm ý hội cường đại đến mức độ nào Diệp Thần Phong đem thập giai bất khuất kiếm ý tản đi, sau đó hắn tiện tay đem Bạch cốt kiếm thu hồi hỗn độn trong chiếc nhẫn, bây giờ còn không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, chờ sau này chân chính có thể ngưng tụ ra kiếm hồn, tự nhiên sẽ biết kiếm hồn power đến cùng có cỡ nào to lớn. Diệp Thần Phong đang đi ra gian phòng này, sau đó hắn kế tiếp tùy ý bắt đầu kiểm tra còn lại gian phòng. Có rất nhiều bên trong gian phòng để lại một ít công pháp, chiến kỹ cùng bí pháp nhưng công pháp diệp thần phong căn bản không cần hắn đã là tu luyện ba loại vô thượng công pháp về phần chiến kỹ cùng bí pháp là tham thì thâm bây giờ hắn liền long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn còn chưa thể hoàn toàn triển khai ra đây nếu như lại đi tu luyện còn lại công kích bí pháp như vậy có lẽ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất mà khi diệp thần phong tùy ý đi tới tầng thứ nhất bên trái khởi căn phòng thứ năm bên trong sau bên trong căn phòng bài biện đồng dạng vô cùng đơn giản trong đó không có bất kỳ áo nghĩa lưu lại, cả phòng có thể nói là phổ thông không thể tại bình thường rồi. Thế nhưng ở trên vách tường lại khắc xuống một phần văn tự. Tại Diệp Thần Phong đem trên vách tường cho bụi quét đi sau. Chỉ thấy tại trên cùng viết ba chữ lớn thiên lôi nhanh chóng. Tại đây ba chữ lớn phía dưới còn có bốn cái chữ nhỏ, tứ tinh bí pháp. Nếu như là công kích loại tứ tinh bí pháp Diệp Thần Phong tạm thời thì sẽ không đi tu luyện, Trước mắt hắn muốn đem Long Thần Phiên Thiên ấn đệ nhị ấn cho triệt để có thể triển khai ra, dù sao này đệ nhị ấn nhưng là ngũ tinh bí pháp tầng thứ. Nhưng theo Diệp Thần Phong từ từ xem đi xuống, hắn đem này Thiên Lôi tránh giới thiệu cùng pháp môn toàn bộ nhìn một lần. Này Thiên Lôi nhanh chóng cũng không phải công kích loại bí pháp, mà là thân pháp loại tứ tinh bí pháp, vậy thì để Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú, hắn bây giờ vừa vặn thiếu hụt một loại thân hình loại bí pháp. Này Thiên Lôi nhanh chóng đúng là có thể bổ khuyết hắn ở thân pháp thượng không đủ. Phàm là năm đó được Long tộc giam giữ ở nơi này đều là cường giả, bọn hắn một cửa áp liền bị giam giữ rất dài năm tháng, ở trong phòng không có việc gì bọn hắn, tự nhiên sẽ tìm một ít chuyện làm, tỉ như ở trên vách tường trước mắt một ít mình am hiểu bí pháp các loại, phàm là cường giả đại thể đều là tính tình cổ quái. Công kích loại bí pháp tạm thời không muốn tu luyện nhưng thân pháp loại bí pháp là nhất định phải tu luyện. Tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng, loại này thân hình loại bí pháp cấp bậc cũng tuyệt đối là không thấp được rồi, tại đây thiên huyền giới nội tuyệt đối là đứng đầu thân hình loại bí pháp rồi, hơn nữa thân hình loại bí pháp từ trước đến giờ là tương đối ít, cho nên này tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng là phi thường khó được rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, này thiên lôi nhanh chóng người đúng là có thể tu luyện một cái, Tứ tinh bí pháp tu luyện hẳn là muốn so long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn đơn giản không ít. Diệp Thần phong tán đồng lão hắc cách nói, khi hắn muốn chính mình nghiên cứu một chút thiên lôi tránh thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng lại. Bây giờ toàn bộ viễn cổ tù thiên giới tại trong lòng bàn tay của hắn rồi, hắn có thể cảm giác được toàn bộ viễn cổ tù thiên giới nội gió thổi cỏ lay, hắn cảm thấy ở bên ngoài xảy ra một điểm biến cố, hắn hiện tại nhất định muốn lập tức trước tiên đi ra ngoài một chuyến giải quyết phiền phức. Lão Bạch nói ra, "Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi đã là viễn cổ tù thiên giới người thống trị rồi, lần này ngươi rời đi nơi này sau, ngươi là có thể đem viễn cổ tù thiên giới thu nhập ngươi long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong rồi, về sau ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nơi này, ngươi yên tâm đi ra xem một chút đi." Diệp Thần Phong nghe vậy, hắn lập tức biến mất ở hình tròn không gian bên trong. Đã trở thành nơi này chúa tể Diệp Thần Phong hắn như cùng ở tại của mình bên trong tiểu thế giới giống nhau, hắn có thể ở nơi này tới lui tự nhiên, hắn có thể tùy ý thay đổi nơi này bạch thiên hắc dạ, thiên tình mưa gió. chương 2134, bị xét đánh. Bên ngoài sơn động, kim gia kim an bình, tiêu giao cung la thừa dễ dàng cùng thiên kiếm tông tiền cảnh sáng đám người vây vân ngọc đường cùng lăng vô song. Về phần đốt ma cốc triệu thái thanh cùng mộ dung gia tộc mộ dung hiểu nguyệt, hai người bọn họ nhưng là đứng ở một bên bọn hắn hoàn toàn không có phải giúp vân ngọc đường cùng lăng vô song ý tứ lại nói hai người bọn họ gộp lại cũng căn bản không phải kim an bình các loại đối thủ của người liên ở vừa vặn vân ngọc đường cùng lăng vô song sơ ý một chút tung tích của bọn họ được kim an bình đám người phát hiện kim an bình đám người lại nơi nào sẽ có buông tha vân ngọc đường cùng lăng vô song đạo lý vân ngọc đường thực lực tại linh thần cảnh một tầng trung kỳ mà Lăng Vô Song chỉ có vẻn vẹn hóa thần cảnh, hai người bọn họ đối mặt Kim An Bình đám người vốn là không có bất kỳ sức phản kháng. Phá không giải được trước sơn động phức tạp trận pháp, Kim An Bình các loại trong lòng người nguyên bản là không sảng khoái lắm. Vừa vặn phát hiện Lăng Vô Song cùng Vân Ngọc Đường tung tích, bọn hắn đúng là có thể đem trong lòng hờn dỗi thả ra ngoài rồi. Còn nữa Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song nhưng là cùng Diệp Thần Phong đi rất gần người đem hai người bọn họ trước tiên giải quyết xong, các loại diệp thần phong biết tin tức này thời điểm, e sợ biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Kim An Bình nhìn xem đầy mặt cảnh giác Vân Ngọc Đường cùng lăng vô song, nói thả lỏng một chút, hai người các ngươi cho rằng vùng vẫy dẫy chết có ý tứ sao. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái mạng của các ngươi không xong, các ngươi tại sao phải nhận thức Diệp Thần Phong đâu này. Thậm chí còn cùng Diệp Thần Phong là bằng hữu đã đến Diêm Vương Điện Thượng cho ta thật tốt nhớ kỹ, là Diệp Thần Phong hại chết các ngươi. Là Thừa dễ dàng lạnh lùng nói, ta xem nơi này trận pháp, chúng ta nghiên cứu bao lâu cũng không cách nào phá giải rồi, thẳng thắn giải quyết xong hai người kia sau đó chúng ta liền từng người một lần nữa tản đi, đến lúc đó thực lực thấp trước tiên có thể rời đi, chúng ta lần nữa khôi phục thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại giết chóc. Tiền cảnh sáng gật đầu nói, ta đồng ý, chúng ta cũng không thể một mực tại nơi này làm lỡ thời gian, ta xem hai người này đầu tốt nhất lưu lại, đến lúc đó tính là chúng ta cho cái kia Diệp Thần Phong một phần lễ vật. Vân Ngọc Đường cùng lăng vô song nắm đấm nắm chặt, trên mặt bọn họ tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi bọn hắn động thủ, bọn hắn nhất định sẽ chết càng nhanh hơn. Đứng ở cách đó không xa triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mộ dung hiểu nguyệt thấp giọng nói chúng ta thật sự không động thủ hỗ trợ sao triệu thái thanh nói sư huynh cùng ca ca ngươi nhất định là được cái kia gọi diệp thần phong cho che mắt như hắn cái kia dạng ẩn núp không ra được con rùa đen rút đầu hắn đem đến hội có nhiều thành tựu lớn ta tuyệt đối không tin hắn cho tới bây giờ cũng không có phát hiện động tính của nơi này mộ dung hiểu nguyệt tùy tiện nói người nói có đạo lý liền coi như chúng ta động thủ tại kim an bình đám người liên thủ sợ là chúng ta hai cái cũng căn bản lấy không đến bất kỳ một chút chỗ tốt. Chúng ta liền tính quan kỳ biến đi. Kim An Bình đối với La Thừa dễ dàng đám người, nói ra, hai người này liền giao cho để ta giải quyết đi. Các ngươi ai cũng không cần dành với ta rồi, đến lúc đó gặp phải Diệp Thần Phong, có thể lưu cho các ngươi giải quyết. La Thừa dễ dàng bọn người đồng ý Kim An Bình lời nói. Kim An Bình khóe miệng cười gần hiện lên, màu trắng linh khí từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ thật khí thế tràn ngập tại xung quanh thân thể của hắn vân ngọc đường cùng lăng vô song trên mặt càng thêm ngưng trọng bọn hắn biết rõ sẽ chết hiện tại cũng chỉ có thể đủ liều mạng một lần rồi kim an bình cười lạnh nói hai người các ngươi tốt nhất không phải cho ta phản kháng bằng không ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết tại linh khí muốn từ kim an bình dưới bàn chân dâng trào ra tại thân ảnh của hắn yếu hướng về Vân Ngọc Đường cùng lăng vô song công kích thời điểm. Một bóng người xuất quỷ nhập thần y hệt xuất hiện tại Vân Ngọc Đường cùng lăng vô song sau lưng. Ai cũng không có cảm thấy được này lao người bóng là như thế nào xuất hiện. Nguyên bản đang chuẩn bị công kích Kim An Bình, bên trong thân thể của hắn linh khí hơi dừng lại một chút, hắn hít mắt lại, nói, Diệp thần phong. Vân Ngọc Đường cùng lăng vô song vội vàng quay đầu lại, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, Vân Ngọc Đường lập tức hô: "Lão tổ, ngài sao lại tới đây?" Diệp Thần Phong thuận miệng nói: "Ta không đến làm được hả? Nếu như ta lại chậm xuất hiện một hồi, ta cũng chỉ có thể đủ cho hai người các ngươi nhặt xác." Vân Ngọc Đường lo lắng nói: "Nhưng là lão tổ, ngài không nên tới nơi này, thực lực của ngài cũng chỉ có." Diệp Thần Phong vỗ vỗ Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô song vai đã cắt đứt Vân Ngọc Đường lời nói cùng vừa vặn muốn nói chuyện lăng vô song, hắn đi tới Vân Ngọc Đường hai người bọn họ trước mặt. Là thừa dễ dàng dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần Phong, nói Kim An Bình, người vừa vặn lời nói nhưng muốn giữ lời. Này Diệp Thần Phong là con mồi của ta rồi, ta muốn tự tay đưa hắn giết đi. Tiền cảnh sáng lắc đầu nói, cái này không thể được, tuy rằng chúng ta thiên kiếm tông cùng tiểu tử này không thù không oán, nhưng ta chính là xem tiểu tử này không vừa mắt, rõ ràng chỉ là một cái linh châu tông môn gia hỏa, rõ ràng chỉ là một cái người ngu ngốc. Hắn dựa vào cái gì muốn tới lần này thiên huyền thịnh điển quấy động phong vân. Ta tiền cảnh sáng thích nhất giết chính là loại này tự đại người cuồng vọng rồi. Nhìn thấy la thừa dễ dàng cùng tiền cảnh sáng tranh luận cảnh tượng, phong đạm vân khinh diệp thần phong, trên người hắn không có bất kỳ khí thế chấn động, hắn cười nói, không nghĩ đến trên thế giới này còn có người yêu thích tranh nhau đi chết. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, này làm cho những người còn lại càng thêm xác định Diệp Thần Phong chính là một cái tự đại vô tri người rồi, phải biết La Thừa dễ dàng bọn họ đều là linh thần cảnh tam tầng thực lực người, mà Diệp Thần Phong chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực mà thôi. Cách đó không xa Triệu Thái thanh chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, hắn thấp giọng nói, nếu gia hỏa này như thế có tự tin, khẳng định như vậy không dùng tới chúng ta động thủ. Chúng ta liền tốt cũng may bên cạnh nhìn xem tiểu tử này làm sao hóa giải loại cục diện này đi. Thật không nghĩ ra sư huynh làm sao sẽ như thế xem trọng loại người này. Ngộ Dung hiểu Nguyệt trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, nàng nói nói, sư huynh ngươi cùng ca ca ta đều căn dặn chúng ta, ta xem chúng ta tốt nhất vẫn không thể để tiểu tử này chết rồi. Triệu Thái Thanh nói, yên tâm, nếu như tình huống không ổn, như vậy chúng ta tại thời khắc mấu chốt cứu tiểu tử kia nhưng nếu như thực sự cứu không được như vậy cũng không phải là lỗi của chúng ta rồi la thừa dễ dàng đối với tiền cảnh sáng nói ra cho ta một bộ mặt về sau ta la thừa dễ dàng sẽ nhớ kỹ người nhân tình này tiểu tử này để để ta giải quyết các ngươi thiên kiếm tông dù sao cùng thanh nguyệt tông không có bất kỳ ân oán thấy la thừa dễ dàng thanh lời nói nói đến nước này rồi tiền cảnh sáng cười nói được vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ Người la thừa dễ dàng hôm nay nợ ta một món nợ ân tình. La thừa dễ dàng trực tiếp bước ra hai bước, trên người linh thần cảnh tam tầng trung kỳ thật khí thế trưng vọt lên, ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn chầm chầm diệp thần phong, nói, nói đi. Người muốn chết như thế nào? Diệp thần phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt la thừa dễ dàng, hắn đối với Kim An Bình, nói, khi tiến vào nơi này trước đó, ta nhớ được ngươi dùng ngón tay chỉ vào ta ta tối không thích người khác dùng ngón tay chỉ vào ta rồi, cho nên ban đầu ta đã nói trước tiên phải đem 10 ngón tay của ngươi cho cắt, ngươi nên yếu cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi sẽ là cái cuối cùng người chết. Là thừa dễ thấy Diệp Thần Phong trực tiếp không để ý đến lời của hắn, bên trong thân thể của hắn lửa giận là tăng vọt càng thêm mãnh liệt, hắn giận giữ hết tiểu tử, ngươi cho là mình là cái thá gì. Chỉ ngươi cũng dám không nhìn lời của ta, coi như là 10 cái người như ngươi, ta cũng có thể vài phút đồng hồ giải quyết là thừa dễ dàng thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà diệp thần phong trên người vẫn không có bất kỳ khí thế tăng lên hắn vỗ vỗ vân ngọc đường vai nói xem sắc trời này muốn đánh lôi trời mưa ngọc đường người nghe qua một câu nói sao đừng giả vờ trang bị xét đánh vân ngọc đường trong lòng vừa vừa vội vã đây hắn căn bản không rõ ràng diệp thần phong lời nói là có ý gì chính lúc lúc này giữa bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, mây đen thật dày đột nhiên đè ép xuống, tại trong mây đen màu đỏ ánh chớp tốc biến. Cách cách, một tiếng, một đạo cự đại tia chớp màu đỏ nhanh chóng mà lại tấn mãnh đánh chúng vào, chính hướng về diệp thần phong lao đi la thừa dễ dàng. Chỉ thấy la thừa dễ dàng thân thể đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, được tia chớp màu đỏ đánh chúng sau đó hắn cả người cháy đen một mảnh. Liền ngay cả quần áo trên người cũng toàn bộ biến thành hư vô. Thân thể hướng xuống đất thượng đổ tới rồi, trong lỗ mũi hô hấp đứt quáng, nhiễm nhiên là muốn chết. Diệp thần phong lắc đầu cười nói, Ngọc Đường, người xem đi. Ta là không phải là nói rất đúng. Diệp thần phong hôm nay là này viễn cổ tù thiên giới người trưởng khống, yếu khống chế vùng thế giới này lúc nào đánh xuống thiên lôi, này còn không là chuyện dễ dàng. Vân Ngọc Đường trong đầu căn bản không xoay chuyển được đến rồi, hắn lặng lẽ gật gật đầu, chỉ là trong lòng của hắn có câu nói không có nói ra, muốn nói trang cái kia gì lời nói, giống như là Diệp Thần Phong giả bộ càng ý khí phấn phát ha hát. Này la thừa dễ dàng làm sao lại vô duyên vô cớ cũng sẽ bị một đạo thiên lôi bổ chúng, làm cho thoi thóp nữa nha. chương 2135, quét ngang xu thế. Chu vi yên tĩnh, tại một đạo uy lực mạnh mẽ chớp giật bổ chúng la thừa dễ dàng sau giữa bầu trời đông nghịt mây đen nhanh chóng tản đi rồi dĩ nhiên thật giống trước đó liền một chút chuyện đều không phát sinh diệp thần phong vừa vặn đối vân ngọc đường nói người ở chỗ này nhưng cũng là nghe thấy được rồi kết quả diệp thần phong lời nói rõ ràng thật sự ở nơi này linh nghiệm đây chẳng lẽ là trùng hợp sao nhưng này không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm chứ vừa vặn tiểu thế giới này rõ ràng là vạn dặm không mây căn bản không có xét đánh trời mưa dấu hiệu trong này để lộ ra một loại quỷ dị. Thân là tiểu thế giới chúa tể người, Diệp Thần Phong thực lực càng mạnh, hắn có thể điều khiển viễn cổ tù thiên giới sức mạnh cũng càng lớn. Bây giờ tuy nói hắn chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, thế nhưng lấy hắn thực lực hôm nay muốn chiến thắng ở chàng những người này căn bản là điều chắc chắn, cho nên tại trong tiểu thế giới đưa tới thiên lôi, tối thiểu phải giải quyết những người này là không thành vấn đề. Cả người cháy đen la thừa dễ dàng, hơi thở của hắn là càng ngày càng gấp rút rồi, con mắt của hắn trừng lên Diệp Thần Phong, hắn trong con người có phần mờ mịt cùng phẫn nộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, trực tiếp được một đạo mạnh mẽ thiên xét đánh chúng, bên trong thân thể của hắn ngũ tạng 6 năm đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Diệp Thần Phong sớm đã đem ghi chép phân số hông của bài cho phong ấn lại rồi, cho nên cho dù hắn ở nơi này động thủ giải quyết những người còn lại, những người còn lại yêu bên trong phân số cũng không tiến vào được yêu của hắn bên trong hắn cũng cảm giác được viễn cổ tù thiên giới tuy rằng cùng bên ngoài cắt tới liên hệ thế nhưng bên ngoài khối này ghi chép phân số bia đá vẫn cùng nơi này có một tia liên hệ muốn đem bia đá một tia liên hệ cũng cắt tới đây là muốn bỏ phí một chút thời gian dứt khoát không cắt tới được chỉ cần đem hắn yêu bài của mình phong ấn là được rồi đến lúc đó yêu thượng phân số liền đông lại rồi sẽ không theo hắn giải quyết nhân số mà tăng nhanh người bên ngoài cũng tạm thời sẽ không bởi vì trên bia đá phân số mà tới chuyện nơi đây phỏng đoán đến trên người hắn đến hắn bây giờ còn không thích hợp cùng quá nhiều tông môn là địch diệp thần phong liếc nhìn trên mặt đất la thừa dễ dàng nói làm sao hiện tại không trang b còn hỏi ta muốn chết như thế nào nhớ rõ đời sau cũng không nên giả bộ như vậy b rồi bằng không ngươi còn phải yếu bị xét đánh là thừa dễ dàng là tức giận công tâm rồi. Trong cổ họng hắn một trận ho sặc sụa, cuối cùng một hơi không có nói tới, hắn trực tiếp đến Diêm Vương điện đi tới báo cáo. Đứng ở một bên Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt, hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi, bọn hắn trước đó dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên hội là một kết cục như vậy. Bọn hắn nguyên bản vốn đã đã làm xong muốn động thủ cứu Diệp Thần Phong chuẩn bị tuy rằng bọn hắn làm xem thường Diệp Thần Phong phế vật như vậy, nhưng này dù sao cũng là mục vân lương cùng mộ dung tô mưa phân phó. Nhưng hôm nay, Triệu Thái Thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt bắt đầu hoài nghi mình lúc trước phán đoán. Trên thế giới này thật sự sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Diệp Thần Phong nói là thừa dễ dàng hội bị xét đánh, hắn liền thật sự bị xét đánh. Tại hai người bọn họ xem ra đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, từ đầu tới cuối Diệp Thần Phong đều như thế bình tĩnh, trước lúc này, phần này bình tĩnh, tại hai người bọn họ trong mắt là vô tri mà bây giờ, phần này bình tĩnh, tại hai người bọn họ trong mắt biến thành cao thâm khó lường, chẳng trách Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa hội căn dặn bọn họ. Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt có thể phán đoán ra không phải trùng hợp, Kim An Bình cùng tiền cảnh sáng đám người tự nhiên cũng không phải ngu. Ngu xuẩn người, vân ngọc đường cùng lăng vô song đầu có phần trống không đứng ở diệp thần phong phía sau còn lại ánh mắt của người toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người vừa vặn cái kia đạo thiên lôi power rất cường đại coi như là kim an bình cùng tiền cảnh sáng bọn hắn cũng biết mình không cách nào ngăn cản đạo kia đánh chết la thừa dễ dàng thiên lôi đúng là diệp thần phong làm ra nếu quả như thật là như thế này như vậy diệp thần phong là như thế nào làm được kim an bình che giấu nội tâm bất an hắn quát lên tiểu tử vừa vặn là ngươi dở trò quỷ diệp thần phong tùy ý nói là thì lại làm sao không phải thì lại làm sao ngươi có phải hay không cũng muốn trang b bất quá ngươi yên tâm tự coi như ngươi được thiên xét đánh chúng rồi ngươi cũng nhiều nhất là cái sống dở chết dở bởi vì ta còn muốn đem ngươi ngón trỏ cho cắt đi tiền cảnh sáng là âm tình bất định hắn tuy rằng cùng Diệp Thần Phong không thù không oán, nhưng ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong chính là cái bao cỏ. Bây giờ này cái bao cỏ nghịch chuyển, này làm cho tâm tình của hắn càng phát khó chịu. Hắn lạnh như băng nói, tiểu tử, người không sẽ mượn ngoại lực sao? Ta hiện tại cũng không muốn biết ngươi là như thế nào xúc động thiên lôi. Đây là của ngươi thực lực sao? Ngươi vẫn tính là một người đàn ông sao? Có bản lĩnh ngươi cùng với ta đơn độc một trận chiến, Chúng ta dùng nam nhân phương thức để giải quyết, chẳng lẽ nói không nhờ vào ngoại lực, người chính là một tên rác rưởi sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ngươi mãi mãi cũng liền cho ta tiền cảnh sáng sách dày cũng không xứng, chỉ biết mượn ngoại lực rác rưởi, người sớm muộn cũng sẽ chết ở thiên huyền giới. Diệp Thần Phong cười nhạt một tiếng nói, phép khích tướng. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi nhi đồng sao? Bất quá, ta còn thực sự ăn người bộ này rồi ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ai mới là rác rưởi. Các ngươi chỉ là trung châu nhị lưu thiên tài mà thôi, thiên tài chân chính trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi, thật không biết các ngươi những này nhị lưu mặt hàng, các ngươi là từ đâu tới tự tin. Diệp Thần Phong tùy ý rút ra sau lưng thanh Vân kiếm. Hắn nói, ngươi có thể động thủ, để cho ta tới mở mang ngươi loại này cái gọi là nhị lưu thiên tài thực lực đi tiền cảnh sáng trong cơ thể linh thần cảnh tam tầng hậu kỳ thật khí thế để được đưa lên, trên mặt hắn được mãnh liệt lửa giận cho tràn ngập rồi, thân thể tức giận có một chút run dày, hắn giận giữ cười nói, không nhờ vào ngoại lực, ngươi chả có bản lãnh gì. Ngươi chính là cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong rác rưởi mà thôi, để cho ta động thủ. Ta có thể cho ngươi 10 chiêu. Diệp thần phong phải tay cầm thanh vân kiếm chuôi kiếm, thân sắc của hắn không có một chút biến hóa nào, đừng nói là để cho ta 10 chiêu rồi, ngươi để cho ta động thủ trước, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi, đã như vậy, như vậy ta cũng không nhiều lời. Diệp thần phong không có ý định tại tiền cảnh sáng trên người lãng phí thời gian rồi, hắn phải đem thập chuyển tốc độ toàn bộ phát huy ra. Mãnh liệt linh khí tại diệp thần phong bên trong thân thể nổ ra. Lòng bàn chân của hắn dưới trong nháy mắt bụi đất tung bay, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ở đây ai cũng không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, chỗ kia ở tức giận tiền cảnh sáng, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong biến mất sau đó hắn nhất thời hoảng hốt, hắn thậm chí ngay cả Diệp Thần Phong một tia bóng người cũng bắt giữ không tới, cái này Diệp Thần Phong tốc độ rốt cuộc muốn nhanh bao nhiêu. Tại tiền cảnh sáng muốn yếu liều lĩnh lùi về sau thời điểm. Trước mắt hắn đột nhiên một bông hoa, xì xì, một tiếng, một cái gì xét loang lổ kiếm đâm vào ngực của hắn, xuyên thấu trái tim của hắn, trực tiếp từ sau lưng hắn đâm đi ra. Diệp thần phong thân ảnh xuất hiện tại tiền cảnh sáng trước mặt, trong cơ thể hắn thập chuyển thật khí thế đã sớm thu liếm. Tiền cảnh sáng mắt mở thật to nhìn xem diệp thần phong, trên mặt hắn biểu lộ nghiễm nhiên là cứng ngắc ở, trong lỗ mũi khí tức cũng đình chỉ, tại thanh vân kiếm đâm thủng trái tim của hắn trong chớp mắt ấy, hắn sẽ theo thức bị mất mạng. Kim An Bình cũng không còn cách nào che giấu tâm tình của nội tâm rồi, trên mặt của hắn tràn ngập sợ hãi cùng không dám tin vẻ mặt hắn đối với chung quanh người dự thi quát mọi người cùng nhau tiến lên cho ta đồng thời giết tiểu tử này hắn lại dám đối tiêu giao cung cùng thiên đệ tử của kiếm tông động thủ mọi người nếu như có thể giải quyết tiểu tử này như vậy hai cái này tông môn nhất định sẽ cảm kích các ngươi bằng không nói không chắc các ngươi cũng sẽ bị liên lụy đến trong đó bây giờ tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông đệ tử thiên tài đã chết ở nơi này lẽ nào các người muốn phải bị tai bay vạ gió sao? Được Kim An Bình như thế hống một tiếng, những kia chung quanh người dự thi, bọn hắn lập tức được cổ chuyển động, bọn hắn cảm thấy Kim An Bình nói thật là có lý. Kết quả là, bên trong cơ thể của bọn họ thật khí thế dồn dập tăng vọt, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thần Phong tụ lại mà đi. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, các ngươi đã muốn chết, như vậy ta há có không thành toàn đạo lý của các ngươi. Diệp thần phong không lùi mà tiến tới. Hắn dường như mãnh hổ tiến vào bầy cừu bình thường hắn tuy rằng thi triển ra thập chuyển thực lực, nhưng hắn căn bản không có thanh thập chuyển thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nguyễn, đối phó những người này còn không tất toàn lực ứng phó. Hỗn chiến đang không ngừng tiến hành, hoặc là này chỉ có thể nói là một phương diện giết chóc. Lần lượt người dự thi được Diệp Thần Phong giải quyết, tại cảm thấy được Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn đến làm cho người ta không nói được lời nào sau, từng đạo tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu rên ở trong không khí vang vọng ra, nhưng Diệp Thần Phong không nhúc nhích chút nào. Đây quả thực là một loại quét ngang xu thế. chương 2136, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong động tác đình chỉ lại. chỉ xét loang lổ thanh vân kiếm thượng dính đầy vết máu. Toàn bộ viễn cổ tù thiên giới thiên địa phảng phất yên tĩnh lại. Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song đã sớm là trợn mắt ngoác mồm được rồi, mà Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không tự chủ nuốt nước miếng. Bọn hắn dùng sức nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, bọn hắn nỗ lực cho rằng trước mắt một cái đều là ảo giác. Nhưng vô luận bọn hắn mở mắt nhắm mắt bao nhiêu lần, trước mặt hình ảnh cũng không có thay đổi, bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đều là thật. Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần Phong thực lực chân chính bọn hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong có giữ lại, một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người, có thể nắm giữ như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, này thật giống toàn bộ thiên huyền giới trong dòng sông lịch sử không từng xuất hiện. Trong không khí an tĩnh chỉ có tiếng hít thở cùng trầm thấp tiếng kêu rên rồi. Này tiếng kêu rên tự nhiên là tới từ ở quỳ gối Diệp Thần Phong trước mặt Kim An Bình. Chỉ thấy Kim An Bình 10 ngón tay toàn bộ được cắt đi rồi, đầu gối của hắn cũng bị đánh nát rồi, đan điền là trực tiếp bị phế sạch rồi. Về phần những người dự thi khác không có một cái người sống rồi. Kim An Bình trong cổ họng không ngừng hút vào hơi lạnh, hắn quát lên, Diệp Thần Phong, người biết chính người đang làm gì sao. Người đây là muốn và toàn bộ Trung Châu thế lực là địch, người nhất định sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, người so với những người khác sống thời gian dài, những này phí lời ta dùng trước nghe hơn nhiều, những kia đã từng là địch nhân của ta ra hỏa, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã nói như vậy, nhưng cuối cùng ta vẫn là sống tốt tốt mà bọn hắn toàn bộ được ta đưa đến Diêm Vương Điện lên rồi. ầm uhm, một trưởng, Diệp Thần Phong trực tiếp vỗ vào Kim An Bình trên thiên linh cái. Máu tươi từ Kim An Bình trong đầu chảy ra, thân thể của hắn hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Tại Kim An Bình sau khi chết. Toàn bộ viễn cổ tù thiên giới chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, Vân Ngọc Đường, Lăng Vô Song, Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt rồi. Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt trong lòng cay đắng cực kỳ, Diệp Thần Phong mạnh mẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Buồn cười chính là bọn hắn trước đó dĩ nhiên cho rằng Diệp Thần Phong là một cái vô tri người cuồng vọng. Lấy Diệp Thần Phong vừa vặn biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, hắn hẳn là so với Trung Châu Ngũ Đại công tử cũng không thể kém được rồi. Diệp thần phong ánh mắt chuyển đến triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt trên người, thân ảnh của hắn lập tức chuyển động, tại đối phương chả chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn trực tiếp đem hai người này cho đánh ngất đi. Tỉnh hồn lại vân ngọc đường, hỏi, lão tổ, ngài đây là muốn làm gì? Hai người kia mặc dù không có ra tay giúp chúng ta, nhưng bọn họ cũng coi như là không có bỏ đá xuống giếng rồi. Diệp thần phong không vui nói, yếu là bọn hắn vừa vặn bỏ đá xuống giếng như vậy ngươi cho rằng bọn họ hiện tại sẽ còn sống sao phát sinh ở chuyện nơi đây chả không thích hợp để lộ ra đi hai người bọn họ nhất định sẽ thanh chuyện nơi đây báo cho chính mình tông môn liền để cho bọn họ hôn mê một đoạn thời gian đi bọn hắn tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng nói xong diệp thần phong trong cơ thể ma thiên quyết vận chuyển ngón tay của hắn điểm chúng triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt trên người nhiều chỗ huyệt đạo ma thiên quyết sức mạnh rất nhanh thẩm thấu tiến hai người bọn họ trong cơ thể tại hai người bọn họ trong cơ thể tạo thành một cái màu đen phức tạp đồ án đây là lão hắc giang vận thiên vừa vận truyền thụ cho diệp thần phong lợi dụng loại này điểm nguyệt phương pháp triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không thể nào biết tỉnh quá rồi ước chừng đợi được thiên huyền thịnh điển toàn bộ lúc kết thúc hai người bọn họ hẳn là là có thể tự chủ tỉnh táo lại bởi loại thủ pháp này là ma thiên quyết bên trong, người bình thường căn bản không thể rất mạnh mẽ hóa giải, cho nên coi như là thần vương cảnh cường giả muốn hóa giải cũng là phi thường khó khăn. Chờ lần này rời đi viễn cổ tù thiên giới sau, Diệp Thần Phong nhất định muốn vì về sau tính toán rồi, tại tương lai hắn nhất định sẽ cùng tiêu giao cung các loại tông môn đối kháng, hắn nhất định muốn khiến người ta thanh thanh nguyệt tông đệ tử toàn bộ nhận được Trung Châu đến rồi đại bản doanh của hắn liền thiết lập ở Trung Châu Thiên Nguyên Cổ Thành, đến lúc đó viễn cổ yêu đằng hẳn là cũng gần như muốn thành niên rồi. Thấy Diệp Thần Phong không có muốn triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt tính mạng. Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song cũng không nói thêm gì rồi. Lăng Vô Song trước đó một mực lấy Diệp Thần Phong làm mục tiêu, hắn muốn chân chân chính chính đánh bại Diệp Thần Phong, bây giờ xem ra hắn và Diệp Thần Phong tranh lệch là càng lúc càng lớn, hắn muốn muốn đuổi tới Diệp Thần Phong hầu như là chuyện không thể nào. Mà lúc này, viễn cổ tù thiên giới ngoại, khí linh thành nam trên quảng trường. Khối này ghi chép các đại người dự thi phân số bia đá, từ vừa mới bắt đầu mặt trên sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. Nếu có người dự thi ở trong đó tử vong, như vậy người dự thi danh tự lập tức hội tại trên tấm bia đá biến mất từ mới vừa mới bắt đầu trên bia đá danh tự lại đang dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ biến mất, bây giờ chỉ có Diệp Thần Phong, Vân Ngọc Đường, Lăng Vô Song, Triệu Thái Thanh cùng mộ dung tên Hiểu Nguyệt rồi, tên Diệp Thần Phong vẫn là cao cư đầu bảng. Toàn bộ thính phòng đã sớm sôi trào. Hồng thiên giới nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim gia đệ tử thiên tài toàn quân bị diệt. Lần này thiên huyền thịnh điển thật là quỷ dị, chẳng lẽ nói Hồng Thiên giới nội chuyện gì xảy ra đáng sợ biến cố sao? Hẳn là là như vậy, lấy tiêu giao cung các loại tông môn thiên tài, bọn hắn hẳn là vững vàng có thể thăng cấp, coi như là đốt ma cốc cùng mộ dung ra thiên tài muốn giết tiêu giao cung thiên tài của bọn hắn, cái này cũng là một cái chuyện rất khó khăn, cho nên người dự thi này quy mô lớn tử vong, khẳng định không phải là sức người gây nên. Tại thính phòng bên trong vỡ tổ thời điểm, tiêu giao cung phòng khách quý bên trong La Thiên Giang, La Tha Phương cùng La Kỳ mặt trắng sắc khó xem tới cực điểm, La Thừa dễ dàng chính là La Kỳ trắng đệ đệ, đồng dạng cũng là La Tha Phương tiểu nhi tử, bây giờ La Thừa dễ dàng đã bị chết ở tại Hồng Thiên giới nội, này để cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Dưới cái nhìn của bọn họ La Thừa dễ dàng hẳn không có đạo lý sẽ chết tại Hồng Thiên giới trong. La Kỳ nhìn không ghi chép phân số trên bia đá, Diệp Thần Phong cái kia trói mắt danh tự cao cư đầu bảng, hắn cả giận nói, lão tổ, phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói thừa dễ dàng là chết ở tiểu tử kia trong tay sao? La Thiên Giang cao mày hồi đáp, tiểu tử kia hay là quả thực có chút sức chiến đấu, thế nhưng trên bia đá biến mất rồi nhiều như vậy người dự thi, người cho rằng đều là tiểu tử kia giết chết sao? Hắn có cái này năng lực sao? Người không khỏi quá đề cao hắn chứ? Hồng Thiên Giới phát sinh biến cố, trong này chịu nhất định có nguyên nhân, xuất hiện tại không cách nào cảm ứng được hồng thiên giới nội tình huống, ta ngược lại thật ra càng già càng hiếu kỳ này hồng thiên giới nội đến cùng xảy ra loại nào biến cố. Còn cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử, hắn cho dù may mắn sống sót tiến vào trận chung kết, hắn cũng tuyệt đối không thể sống sót tham gia hoàn chỉnh cái thiên huyền thịnh điển. Đồng dạng thiên kiếm tông phòng khách quý bên trong. Hoa lưu khoảng không cùng hoa trường sinh hai cha con họ, trong lòng bọn họ cũng là tức giận mọc ngang, trong tông môn thiên phú cực cao đệ tử tiền cảnh sáng đã bị chết ở tại hồng thiên giới nội. Đây đối với tông môn tới nói là một loại tổn thất, dưới cái nhìn của bọn họ tiền cảnh sáng hẳn là có thể thuận lợi thông qua đấu vòng loại, nhưng kết quả trực tiếp nằm ngoài dự tính của bọn họ rồi. Hoa lưu khoảng không con người âm trầm nói, hồng thiên giới nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hồng thiên giới nội có dị bảo suất thế sao? Phàm là có dị bảo suất thế địa phương, nhất định sẽ kèm theo to lớn nguy hiểm, cho nên người dự thi mới sẽ quy mô lớn tử vong. Hoa trường sinh ánh mắt như ngừng lại bia đá tên Diệp Thần Phong thượng, hắn từ đầu tới cuối cũng không có đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt, cho nên hắn mới phân phó tiền cảnh sáng có cơ hội có thể giải quyết Diệp Thần Phong. Về phần kim gia phòng khách quý bên trong đồng dạng là mây đen răng kín, chả có rất nhiều tông môn phòng khách quý bên trong đều là tràn đầy lửa giận. Mà đốt ma cốc cùng mộ dung gia tộc phòng khách quý, tâm tình của bọn họ ngược lại không tệ, triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt đều không có chuyện gì, này đối với bọn hắn hai cái thế lực tới nói liền đủ rồi. Trận pháp các phòng khách quý bên trong Tiết huyền tình đám người nhìn thấy tên Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không có tại trên tấm bia đá biến mất, bọn hắn lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm tại vừa vặn trên bia đá người dự thi danh tự nhanh chóng biến mất thời điểm, bọn hắn cũng thật là Diệp Thần Phong bóc một cái mồ hôi lạnh, bọn hắn chỉ lo Diệp Thần Phong vĩnh viễn cũng không cách nào từ hồng thiên giới nội đi ra. Hiện tại tiết huyền tình đám người có thể chân chính thanh tĩnh lại rồi, bây giờ tại hồng thiên giới nội người đáng chết đều chết hết, tối thiểu Diệp Thần Phong sẽ không được đến tiêu giao cung các loại tông môn đệ tử liên thủ nhằm vào rồi, chỉ muốn không ở hồng thiên giới nội gặp đến bất kỳ cái gì khác bất ngờ. Diệp thần phong tiến vào thiên huyền thịnh điển trận chung kết là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi chương 2137, nhanh dường như xét đánh. Viễn cổ tù thiên giới nội. Tại Diệp Thần Phong đem Kim An Bình các loại người dự thi giải quyết sau. Hắn bây giờ thân là viễn cổ tù thiên giới người thống trị, hắn có thể tự do ra vào tiểu thế giới này được rồi. Bất quá, hắn cũng không hề làm như vậy, đấu vòng loại thời gian là 10 ngày, đợi được thời gian 10 ngày vừa đến, hắn tự nhiên sẽ bị truyền đã đưa ra ngoài, chẳng bằng thừa dịp này mấy ngày, ở nơi này hảo hảo tu luyện một cái tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng vân ngọc đường cùng lăng vô song phụ trách chăm sóc triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt viễn cổ tù thiên giới nơi nào đó trong rừng núi diệp thần phong sớm đã đem thiên lôi tránh pháp môn ghi vào trong đầu thiên lôi tránh quỹ thích vận hành tại trong đầu một lần lại một lần biểu thị pháp trong môn phái mỗi một chi tiết nhỏ đều phải yếu tìm hiểu mới được hai giờ sau Diệp Thần Phong cho là mình cơ hồ là tìm hiểu thiên lôi nhanh chóng. Hắn ở bên trong thân thể lập tức thử đã vận hành lên pháp môn. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể có cỗ tê dại khí lưu tại tán loạn. Cả người hắn thân thể thật giống bắt đầu không nghe sai khiến rồi. Dưới chân của hắn màu đỏ ánh chấp hiện ra, bóng người đột nhiên mất khống chế xông ra ngoài, căn bản không tại trong lòng bàn tay của mình rồi. ầm uhm, một tiếng, cuối cùng Diệp Thần Phong thân thể đụng vào một gốc che trời trên đại thụ đêm này khỏa che trời đại thụ và đánh nát bấy, thân ảnh của hắn mới miễn cưỡng đình chỉ lại. Diệp thần phong trên người chật vật treo đầy lá cây, bên trong thân thể của hắn đã chấm dứt vận chuyển thiên lôi tránh pháp cửa, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, này tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người tu luyện tốc độ, cho nên nhất định phải đem người tu luyện khắp mọi mặt cơ năng đồng thời tăng lên. Ngươi trả căn bản vô pháp quen thuộc loại này gánh nặng. Chỗ bằng vào chúng ta cảm thấy người tại chính thức tu luyện trước đó, người phải làm khá hơn một chút chuẩn bị đầy đủ. Ngươi lập tức tại viễn cổ tù thiên giới nội tìm tới một cái tương đối rộng mở dòng sông. Diệp thần phong không do dự liền biến mất ở nguyên chỗ. Hắn rất nhanh sẽ xuất hiện tại một cái cực kỳ lớn lên dòng sông trước. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, ta cùng lão hắc cho ngươi đặt riêng một cái phương pháp tu luyện, ngươi nhất định muốn không vận chuyển linh khí, không sử dụng bất kỳ kỹ năng, trực tiếp đứng ở trên mặt hồ, đợi được ngươi có thể trực tiếp đứng thẳng ở trên mặt hồ sau đó ngươi liền muốn bắt đầu ở trên mặt hồ chạy trốn. Ở trong quá trình chạy trốn, ngươi đồng dạng không thể sử dụng bất kỳ linh khí phụ trợ, ngươi phải dựa vào chính mình điều chỉnh tự thân cơ năng, chỉ cần đem các loại cơ năng điều chỉnh đến một cái vững vàng trạng thái. Cái kia chính là thích hợp nhất thi triển thiên lôi tránh trạng thái. Không sử dụng bất kỳ linh khí, không thi triển bất kỳ kỹ năng. Này bằng với là muốn để một người bình thường đứng ở trên mặt hồ, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Ban đầu ở thế tục giới thời điểm, Diệp Thần Phong lợi dụng qua linh hồn lực ở trên mặt hồ chạy qua, đó cũng là nhất định muốn khống chế tiểu tâm cẩn thận, bây giờ liền bất kỳ lực lượng nào cũng không có thể sử dụng như vậy phải như thế nào đứng thẳng ở trên mặt hồ? Phải như thế nào ở trên mặt hồ chạy nhanh? Nhưng, nếu Lão Bạch cùng Lão Hắc đều làm suất quyết định, như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể thử một lần rồi, dù sao khoảng cách đấu vòng loại kết thúc còn có tốt vài ngày thời gian. Diệp Thần Phong bình tĩnh một hạ tâm tình. Tạm thời hạn chế trụ trong gân mạch linh khí dòng sông, hai chân của hắn dẫm tại trên mặt hồ. Phù phù, một tiếng, hắn trực tiếp lọt vào trong hồ nước không sử dụng bất kỳ linh khí diệp thần phong hắn và người bình thường không có khác biệt muốn đứng ở này trên mặt hồ nói nghe thì dễ cả người ướt đẫm diệp thần phong hắn một lần lại một lần thử nhưng hắn là một lần lại một lần lọt vào trong hồ nước trong nháy mắt một ngày vội vã trôi qua diệp thần phong căn bản chả không làm được đứng thẳng ở trên mặt hồ lão hắc giang vẫn thiên nói tiểu tử ngươi quá mức nôn nóng rồi ở bề ngoài ngươi là đem tâm tình điều chỉnh xong nhưng người sâu trong nội tâm cũng thật sự đem tâm tình điều chỉnh vững vàng sao. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật đầu nói, tiểu gia hỏa, lão Hắc nói không sai, người nội tâm có chỗ nhớ tự nhiên là không làm được, người từ đầu tới cuối đều muốn yếu đứng ở trên mặt hồ, cái kia tâm tình của ngươi đã bị nhớ sở khiên vấp, người bây giờ cần phải làm là quên hết mọi thứ, thậm chí tạm thời yếu liền chính ngươi là ai đều quên, đem đầu ngươi tạm thời toàn bộ chạy không, bất cứ chuyện gì cũng không muốn suy nghĩ. Nghe vậy, Diệp Thần Phong tựa có điều ngộ ra. Hắn trực tiếp tại bên bờ ngồi xếp bằng xuống, cặp mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình rồi, để hô hấp của mình duy trì tại một loại nào đó vững vàng nhịp điệu bên trong. Hắn bắt đầu dần dần đi chạy không đầu. Theo thời gian từ từ trôi qua, hắn tiến vào một loại trạng thái vong ngã, đây là một loại cực kỳ trạng thái không minh. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm trong con người của hắn không có một tia tâm tình, hắn bản năng từ trên mặt đất đứng lên. Thân thể cơ năng chính mình điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, khi hắn lần thứ hai bước lên mặt hồ thời điểm. Chỉ thấy hai chân của hắn cùng mặt hồ đụng vào trong nháy mắt, ở trên mặt hồ nhộn nhạo lên từng đợt sóng gợn. Nhưng, cả người hắn hoàn toàn không có rơi vào trong hồ nước, từ từ hắn dưới bản chân sóng gợn biến mất rồi, hắn thật không có lợi dụng linh khí liền vững vàng đứng ở trên mặt hồ. Lần nữa trở về trên bờ Diệp Thần Phong, hắn trong con người tràn đầy vui sướng, hắn thử không ngừng tiến vào trạng thái vong ngã, không ngừng bước lên mặt hồ, từ từ hắn bắt đầu không ở trạng thái vong ngã bên trong, hắn cũng có thể đứng ở trên mặt hồ rồi, hắn này là mình không ngừng tại điều chỉnh, dù sao trong quá trình chiến đấu cũng không làm được đờ đẫn, trạng thái vong ngã không thích hợp ở trong chiến đấu tiến vào. Điều chỉnh đến có thể không ở trạng thái vong ngã vững vàng đứng trên mặt hồ thượng Diệp Thần Phong. Hắn bước kế tiếp chính là ở trên mặt hồ không lợi dụng linh khí phụ trợ mà chạy trốn. Hít sâu một hơi sau, Diệp Thần Phong trong giây lát bắt đầu ở trên mặt hồ chạy. Âm, 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 thanh âm không ngừng. Chỉ thấy Diệp Thần Phong mặc dù không có rơi vào trong hồ nước, thế nhưng hắn môi ở trên mặt hồ chạy ra một bước, hắn bước ra cái chân kia, hầu như gần một nửa sẽ trực tiếp rơi vào trong hồ nước, lại từ trong hồ nước nhổ ra cho nên hắn ở trên mặt hồ chạy nhanh tốc độ rất chậm, thậm chí là làm vụng về. Diệp thần phong nhất định muốn làm được ở trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng, hắn mới coi như là thông qua tu luyện trước chuẩn bị. Kết quả là, hắn chỉ có thể lần nữa tiến vào trạng thái vong ngã, lợi dụng trạng thái vong ngã ở trên mặt hồ chạy nhanh, công hiệu quả ngược lại là khá hơn nhiều. Cho nên, hắn lần nữa bắt đầu không ngừng chuyển đổi trạng thái, nỗ lực dùng này phương pháp đến điều chỉnh thân thể của mình. Mấy ngày lóe lên liền qua. Tại đây mấy ngày bên trong, Diệp Thần Phong một mực điều chỉnh thân thể, muốn có ở đây không là trạng thái vong ngã dưới ở trên mặt hồ chạy nhanh. Không cần linh khí các loại phụ trợ muốn ở trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng chạy nhanh, này muốn so quang quang đứng trên mặt hồ thượng khó hơn rất nhiều lần. Nhưng trải qua mấy ngày không ngừng điều chỉnh, Diệp Thần Phong rốt cuộc tìm tới trạng thái cao nhất, chỉ thấy lúc này trên mặt hồ, Diệp Thần Phong hai chân nhanh chóng ở trên mặt hồ bước ra, mỗi bước ra một bước, trên mặt hồ chỉ là nổi lên một ít sóng gợn mà thôi, hai chân của hắn cũng sẽ không bao giờ rơi vào trong hồ nước. Sắp tới gần bên bờ Diệp Thần Phong, chân phải của hắn đạp ở trên mặt hồ, cả người hắn nhẹ nhàng đi tới đến rồi bên bờ, hắn một cái cái quá trình, hắn không chút nào sử dụng bất kỳ linh khí, hoàn toàn là dựa vào của mình điều chỉnh, trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, hắn thật có loại người nhẹ như yến cảm giác. Bây giờ tiền kỳ tu luyện chuẩn bị cũng đã xong rồi. Diệp thần phong muốn thử lại thi triển một cái tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh, trong đầu hắn nhớ lại thiên lôi tránh pháp môn. Tại bên trong thân thể của hắn vận chuyển pháp cửa thời điểm, một loại cảm giác tê dại lần thứ hai trải rộng toàn thân của hắn, đặc biệt là hắn hai cái chân bên trong, phảng phất là đang bị điện lưu không ngừng thông qua. Một loại thân thể yếu mất đi sự khống chế cảm giác tràn ngập ra, Diệp Thần Phong cơ thể hơi loáng một cái, khi hắn lại muốn không bị khống chế lao ra lúc, hắn đúng lúc đem người trạng thái điều chỉnh lại đây, để thân thể trưởng khống một lần nữa về tới trong tay hắn. Vững vàng đứng tại chỗ Diệp Thần Phong, trong không khí vang lên bùm bùm thanh âm, chỉ thấy Diệp Thần Phong hai cái chân nhỏ cùng dưới lòng bàn chân được màu đỏ ánh chấp cho che kín, thân thể hơi động, bạch, một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay. Diệp thần phong thân ảnh bay thẳng đến phía trước mặt hồ lướt tới. Một đạo hào quang màu đỏ ở trên mặt hồ chợt lóe lên, trong mặt hồ nước hồ toàn bộ tung tóe lên. Đạo này lóe lên hào quang màu đỏ quá mức nhanh chóng rồi, có thể nói là nhanh dường như xét đánh rồi, khiến người ta ánh mắt căn bản đáp ứng không xuể. Từ trong mặt hồ bắn lên cột nước còn chưa rơi xuống đi, chỉ thấy Diệp Thần Phong thân ảnh đã xuất hiện tại hồ đối diện. Phải biết này hồ khoảng cách cực kỳ lớn lên, coi như là linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế đến hồ đối diện cũng là không có khả năng lắm, trừ phi đối phương cũng thi triển thân hình bí pháp. Chương 2138, đấu vòng loại hạ màn. Liên tục thi triển thiên lôi nhanh chóng 30 giây sau. Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục thi triển thời điểm hắn chỉ cảm thấy cả người gân mạch một trận đâm nhói, căn bản vô pháp đem thiên lôi nhanh chóng thi triển. Khi hắn chăm chú cau mày thời điểm, lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không cần đa tâm, này thiên lôi nhanh chóng chính là tứ tinh bí pháp. Ngươi cho rằng tứ tinh bí pháp là có thể hào không hạn chế tùy tiện thi triển sao. Thi triển thiên lôi nhanh chóng đối thân thể của ngươi gánh nặng vô cùng lớn, đương nhiên là có một cái thời gian hạn chế rồi, ta nghĩ hẳn là chờ ngươi nghỉ ngơi một hồi, ngươi liền lại có thể thi triển thiên lôi nhanh. Diệp thần phong lặng lẽ gật gật đầu, có thể liên tục thi triển thiên lôi nhanh chóng 30 giây, này ngược lại cũng thật là không tệ rồi, dù sao hắn áo nghĩa võ học cuồng bạo, chỉ có thể thi triển 10 giây đồng hồ đây. Tại vừa vặn thi triển thiên lôi tránh thời điểm, Diệp thần phong thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi lúc sáng lúc tối lấp lánh lên. Thật giống này cửu thiên huyền lôi cùng thiên lôi nhanh chóng trong lúc đó có thể hình thành liên hệ nào đó bình thường chỉ có lần nữa thi triển thiên lôi nhanh chóng thí nghiệm một cái, hắn mới có thể biết cửu thiên huyền lôi đến cùng đối thiên lôi nhanh chóng có tác dụng hay không. Ước chừng đang nghỉ ngơi sau 15 phút, thiên lôi nhanh chóng lần nữa có thể thi triển, khi hắn hai cái chân nhỏ cùng dưới bàn chân màu đỏ ánh chấp hiện ra thời điểm, trong biển ý thức của hắn cửu thiên huyền lôi quả nhiên lần nữa có động tính. Diệp thần phong thân ảnh gào thét ra ngoài, hắn thử đem một tia cửu thiên huyền lôi sức mạnh phụ ra tại song trên đùi, Hắn trên hai chân màu đỏ ánh chắc lập tức trở nên càng thêm sáng, tốc độ của hắn dĩ nhiên cũng tăng lên một ít. Kết quả là, diệp thần phong không ngừng hướng về trên hai chân phụ gia cửu thiên huyền lôi, tốc độ của hắn cũng đang không ngừng nâng lên thăng. Không sắc quang bóng ở trên mặt hồ tới tới đi đi, dựa vào mắt căn bản bắt giữ không tới. Thẳng đến 30 giây qua đi, diệp thần phong lần nữa đứng ở trên bờ thời điểm, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích căn cứ vừa vặn lần kia thí nghiệm, cửu thiên huyền lôi thật sự có thể tăng lên thiên lôi tránh tốc độ. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt, nguyên bản thiên lôi tránh tốc độ đã rất nhanh, không ngừng phụ ra cửu thiên huyền lôi lực lượng thiên lôi nhanh chóng. Tốc độ kia là càng thêm nhanh. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, này thiên lôi nhanh chóng phải là từ phía trên lôi tốc độ diễn biến mà đến một loại bí pháp. Này thiên lôi nhanh chóng cùng thiên lôi trong lúc đó ngược lại là có thêm một chút cộng đồng chỗ, cho nên người có thể mang Cửu Thiên Huyền Lôi Phụ ra tại Thiên Lôi nhanh chóng thượng, hơn nữa còn có thể để cho Thiên Lôi tránh tốc độ tiếp tục không ngừng nâng lên thăng. Kỳ thực không dùng hết Hắc Giang vận Thiên giải thích, Diệp Thần Phong cũng đã suy đoán ra trong đó một điểm nguyên lý rồi, dù sao hắn đã sử dụng tới phụ Cửu Thiên Huyền Lôi Thiên Lôi nhanh. Ngày mai sẽ là đấu vòng loại kết thúc thời gian. Bây giờ Thiên Lôi nhanh chóng có thể thi triển hơn nữa ngoài ý muốn phát hiện Cửu Thiên Huyền Lôi có thể tăng lên thiên lôi tránh tốc độ. Diệp Thần Phong một lần nữa về tới Vân Ngọc Đường cùng Lăng Vô Song bọn hắn nơi đó bên trong. Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt trả là ở vào hôn mê trong, chỉ có gần như đợi được Thiên Huyền Thịnh Điển toàn bộ kết thúc, hai người bọn họ mới sẽ thức tỉnh. Ở cái này hôn mê trong quá trình, bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại người Dự Thi Thi Thể toàn bộ được Diệp Thần Phong cho phá hủy rồi, hắn cũng không muốn những người khác từ người dự thi thi. Trên hạ thể tìm ra một ít đầu mối. Một ngày thoáng qua liền qua. Lúc trước thi đấu kết thúc thời gian vừa đến, Diệp Thần Phong, Vân Ngọc Đường, Lăng Vô Song, Triệu Thái Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt, bọn hắn liền toàn bộ được truyền tống ra viễn cổ tù thiên giới. Tại Diệp Thần Phong đám người xuất hiện tại Khí Linh Thành Nam trên quảng trường thời điểm, Tiết huyền tình đám người là trước tiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, tại tỉ mỉ nhìn một vòng Diệp Thần Phong, xác định Diệp Thần Phong thật sự không sau đó, tiết huyền tình trên mặt mới lần thứ hai ngưng tụ lại lạnh lẽo. Mà tiêu giao cung, thiên kiếm tông, đốt ma cốc, mộ dung gia tộc cùng kim gia người cũng toàn bộ xuất hiện tại Diệp Thần Phong đám người trước mặt. Đốt ma cốc cùng mộ dung gia tông chủ mục thành thông cùng mộ dung giang, bọn hắn nhìn thấy hôn mê triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt bọn hắn lập tức điều tra lên hai người này tình trạng cơ thể. Ngồi ở thính phòng bên trong góc Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên. Các nàng đang nhìn đến Diệp Thần Phong bình an vô sự sau, các nàng sau cái khăn che mặt căng thẳng vẻ mặt cũng hơi hơi có chỗ hóa giải. Thuộc về phù sư các một gian phòng khách quý bên trong. Du Thạch Thanh cùng cố hình nhi đôi thầy trò này, trong đó Du Thạch Thanh thật cảm thấy hứng thú nhìn xem Diệp Thần Phong. Hắn nói ra, tên tiểu tử này thật là có thú, thực sự là quá thú vị rồi, ban đầu ở tử vong Arena thời điểm, chúng ta cho là hắn chắc chắn phải chết rồi, nhưng hắn một mực cường thế còn sống. Như hôm nay huyền thịnh điển đấu vòng loại, rõ ràng có rất nhiều người nhầm vào hắn, nhưng hắn cuối cùng lại thuận lợi thông qua được đấu vòng loại, mà những kia muốn tính mạng hắn người dự thi lại toàn bộ chết rồi, cái này hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu gia hỏa. Ta luôn cảm giác hắn không bình thường. Cố hình nhi không phục nói ra, sư phụ, gia hỏa này chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Vừa vận đụng phải hồng thiên giới nội phát sinh biến cố. Những kia chết ở hồng thiên giới nội người căn bản không thể nào là hắn giết chết, hắn chỉ là vận khí tốt tránh thoát một kiếp mà thôi. Hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong dù sao chỉ là hóa thần cảnh thực lực mà thôi, hắn một khi tiến vào trận chung kết, thật cùng Trung Châu ngũ đại công tử gặp được, chỉ sợ hắn hội lập tức cua. Dù Thạch Thanh gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng đã rất lâu không có huyền châu cùng linh châu đệ tử có thể tiến vào trung châu thiên huyền thịnh biển trận chung kết rồi, có lúc vận khí thường thường cũng là một loại thực lực. Cố hình nhi liếc nhìn trên quảng trường Diệp Thần Phong, người chút nào không có hứng thú nói, sư phụ, ta hiện tại liền muốn mau chút lần nữa nhìn thấy, lúc trước cái kia mang mặt nạ màu đen thông qua tham gia phù sư thi đấu khảo hạch tư cách người, ta chỉ muốn cùng người đeo mặt nạ kia phân cao thấp. du Thạch Thanh cười lắc đầu nói, người A-Hát, ngoại trừ luyện phù ta xem người cái gì đều không để ở trong lòng cũng được ta cũng đối cái kia mặt nạ màu đen người cảm thấy rất hứng thú mà trên quảng trường tại mục thành thông cùng mộ dung giang một phen kiểm tra dưới bọn hắn cảm giác được triệu thái thanh cùng mộ dung hiểu nguyệt không có nguy hiểm tính mạng nhưng bọn hắn cũng không cách nào để hai người này lập tức tỉnh lại bọn hắn biết giống như mạnh mẽ để hai người này thức tỉnh e sợ sẽ đối với hai người này tạo thành nhất định căn cơ thượng thương tổn huống hồ bọn hắn cũng cảm giác được, này trong cơ thể hai người lực lượng nào đó đang chậm chậm biến mất, bọn hắn nên tự chủ tỉnh lại. Đứng ở mục thành thông bên cạnh mục vân lương, hắn lập tức hỏi, thần phong, hồng thiên giới nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rời đi hồng thiên giới thời điểm. Diệp thần phong đã cùng Vân Ngọc Đường bọn hắn thống nhất đường kính rồi, hắn nói ra, hồng thiên giới nội xảy ra to lớn biến cố, bây giờ toàn bộ hồng thiên giới nội là nguy hiểm trồng chất, mấy người chúng ta có thể sống sót, này đúng là là may mắn rồi, ta nghĩ khả năng hồng thiên giới nội có bí bảo xuất thế cũng không nhất định. Những kia chết đi người dự thi, bọn hắn hoàn toàn là vì tìm kiếm bí bảo không quan tâm tính mạng của mình rồi, ta ngược lại thật ra rất có tự biết rõ, lúc đó loại trình độ này nguy hiểm, nếu như đi tìm kiếm bí bảo, như vậy cuối cùng căn bản là chắc chắn phải chết, chỗ bằng vào chúng ta tìm một địa phương tránh né thật nhiều ngày tiêu giao cung lão tổ la thiên giang, hắn khi nghe đến hồng thiên giới nội có bí bảo xuất thế, trong con người của hắn lập tức toát ra ánh sáng đến, còn lại tông môn tông chủ cũng là từng cái mặt lộ vẻ chờ mong. Làm la thiên giang thần niệm lần thứ hai hướng về hồng thiên giới thẩm thấu mà đi, bây giờ đấu vòng loại kết thúc, theo lý đến trước khi nói đóng hồng thiên giới, hiện tại hẳn là mở ra, hắn có thể cảm giác được hồng thiên giới nội biến hóa rồi. Nhưng mà, La Thiên Giang nhất định phải thất vọng. Bởi vì tại vừa vận Diệp Thần Phong được truyền tống lúc đi ra, hắn trực tiếp đem viễn cổ tù thiên giới thu nhập hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong, này La Thiên Giang căn bản không cảm giác được viễn cổ tù thiên giới tồn tại. Đúng như dự đoán, rất nhanh La Thiên Giang sắc mặt liền khó coi, hắn không tự chủ quát lên, Hồng Thiên giới đâu này? Hồng Thiên giới đi nơi nào? Làm sao vô duyên vô cớ liền biến mất rồi? cái này không thể nào a à hát tại la thiên giang mở miệng sau còn lại tông môn tông chủ cũng bắt đầu cảm ứng lên hồng thiên giới bọn hắn cuối cùng cũng chút nào không cảm giác được hồng thiên giới tồn tại vân ngọc đường cùng lăng vô song trong lòng bọn họ rất nghi ngờ bọn hắn thậm chí suy đoán này hồng thiên giới biến mất cùng diệp thần phong có quan hệ tại không cảm giác được hồng thiên giới sau tiêu giao cung Kim gia cùng thiên người của Kiếm tông đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, dù sao Diệp Thần Phong giết bọn hắn môn hạ đệ tử thiên tài, bây giờ liền hồng thiên giới đều không giải thích được biến mất rồi, bọn hắn nguyên vốn còn muốn yếu dò xét tra một chút hồng thiên giới bí mật. Kết quả là, ẩn tàng tại lửa giận trong lòng ở cái này điểm hoàn toàn bạo phát ra. Chương 2139, không tiếp tục liên quan thần vương cảnh thật khí thế tại La Thiên Giang trong cơ thể sôi trào lên. Hắn cặp kia ẩn hàm lửa giận con người chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, chất vấn, này hồng thiên giới nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có phải hay không có chỗ ẩn giấu? Này hồng thiên giới làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Diệp Thần Phong không nhượng bộ chút nào đón nhận La Thiên Giang ánh mắt, nói tiêu giao cung lão tổ quả nhiên không hổ là tiêu giao cung lão tổ A-Hát lúc trước biết rõ ta tham gia thiên huyền thịnh điển, người cũng nỗ lực muốn giết ta, bây giờ tại cử hành thiên huyền thịnh điển địa phương, người cũng như thế không kịp chờ đợi yếu động thủ với ta. Chẳng lẽ nói tiêu giao cung lão tổ là có thể như thế coi rẻ thiên huyền thịnh điển quy tắc sao? Như vậy cái này thiên huyền thịnh điển còn có nâng làm tiếp ý nghĩa sao? Ta xem liền như vậy hủy bỏ quên đi. Ta chẳng qua là một cái chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực người mà thôi, ta có năng lực gì để hồng thiên giới sản sinh biến hóa? Ta có cái gì có thể giấu giếm sự tình? Ta xem là các người tiêu giao cung muốn không kịp chờ đợi trừ đi ta cái này tiểu nhân vật đi nha. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh 10 vị trận pháp các phó các chủ, bây giờ Diệp Thần Phong thân là trận pháp các chính các chủ sự tình vẫn không có công bố. Trong đó Triệu Tinh Đồ đứng ra nói ra, tiêu giao cung khỏe sinh uy phong A-Hát hôm nay huyền thịnh điển chính là là cả thiên huyền giới thịnh hội, ai cũng không thể không nhìn thiên huyền thịnh điển quy tắc. Lương Hạ Mai tức giận nói, tiêu giao cung thân là Trung Châu tam đại hàng đầu nhất lưu thế lực, ta cho rằng càng hẳn lại yếu đưa đến đại biểu tác dụng. Lạnh tả Long cũng nói, kính xin tiêu giao cung tự trọng, nếu như đây chính là cái gọi là thiên huyền thịnh điển, như vậy chúng ta trận pháp các không tham gia cũng được. Tại trận pháp các mười vị các chủ ngươi một lời ta một lời thời điểm. Nguyên bản tại phòng khách quý trong viên khôn, Cao Đức Minh Hòa viên giai cũng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong luyện dược sư thân phận người biết cũng không nhiều, tiết huyền tình các loại người biết Diệp Thần Phong chính là thất phẩm luyện dược sư, mà viên khôn cùng triệu tinh đổ đám người chỉ nhận vì Diệp Thần Phong là tứ phẩm luyện dược sư. Viên giai đôi mắt đẹp hung hăng trừng lên La Thiên Giang, người mới mặc kệ La Thiên Giang là không phải là cái gì tiêu giao cung lão tổ đây. Viên khôn đối với người ở chỗ này chắp tay, nói ra ta cũng đồng ý trận pháp các mười vị các chủ cách nhìn, thiên huyền thịnh điển quy tắc không thể bị dẫm đạp a -Hát. Cao Đức rõ ràng lập tức phụ họa nói, đúng vậy, nếu như thiên huyền thịnh điển quy lại chỉ là bài biệt như vậy cái này thiên huyền thịnh điển thật không có nâng làm tiếp cần thiết, là tiền bối chất vấn một tên hóa thần cảnh vãn bối, này e sợ không ổn đâu. Nhiệm ai cũng biết một tên hóa thần cảnh vãn bối, căn bản không khả năng để hồng thiên giới phát sinh thay đổi. Lại có một bóng người lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, người này chính là bây giờ luyện khí các tổng bộ phó các chủ vương hưng hoài rồi, hắn không chút do dự nói ra, ta cũng cho là như vậy, ta xem bây giờ là tiền bối ngươi nên yếu tra xét hồng thiên giới vì sao lại biến mất mới đúng, mà không phải ở nơi này khó xử một tên vãn bối. Thấy trận pháp các thập đại các chủ, luyện dược các hai vị phó các chủ cùng luyện khí các một vị phó các chủ đều đứng ra giúp Diệp Thần Phong nói chuyện, đốt ma cốc tông chủ Mục Thành Thông cũng cười nói, chuyện này không thể nào biết cùng Thanh Nguyệt Tông tên này tiểu hữu có chỗ liên quan, ta xem mọi người không cần xoắn suýt ở chuyện này, kế tiếp còn có tứ sư tranh bá cùng thiên huyền thịnh điển chung kết quyết tái đây. La Thiên Giang sắc mặt một trận xanh lên, được nhiều người như vậy đứng ra phản bác, hơn nữa là tại đây trước mặt mọi người, Hắn còn thật sự không thể ở nơi này ra tay đánh nhau rồi, hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng sau đó thân ảnh của hắn lập tức biến mất rồi, hắn là không mặt mũi ở nơi này tiếp tục lưu đi xuống. Tại La Thiên Giang xám xịt sau khi rời đi, Kim gia cùng thiên người của kiếm tông tự nhiên cũng sẽ không đụng đi lên rồi. Ở đây còn lại tất cả đại tông môn người cũng phần lớn cho rằng hồng thiên giới biến cố căn bản không thể nào cùng Diệp thần phong có quan hệ. Cho nên bọn hắn vẫn tương đối tán đồng Diệp Thần Phong vừa vặn theo như lời nói. Tại tiêu giao cùng các loại tông môn người tản đi sau đó, Vương Hưng Hoài vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói: "Diệp tiểu hữu, đi tới Khí Linh Thành, ngươi làm sao cũng không tới nhìn ta một chút." Diệp Thần Phong nói: "Vương tiền bối, ta này không phải là muốn các loại thiên huyền thịnh điển kết thúc, lại đi thật tốt bái phỏng ngài một cái ma." Tiền Vương Hưng Hoài suy đoán Diệp Thần Phong chính là tứ phẩm luyện khí sư mà ở tràng liền ngay cả tiết uyển tình đám người cũng không biết diệp thần phong là luyện khí sư nghe được câu này sau vương hưng hoài rõ ràng diệp thần phong phải không muốn tham gia luyện khí sư so tài hắn không biết diệp thần phong liền cái kia hàng phục khí linh chu tước mặt nạ màu trắng người đã trực tiếp tiến vào luyện khí sư so tài trong trận chung kết rồi thấy diệp thần phong không muốn tham gia luyện khí sư so tài vương hưng hoài cũng không lại nhiều lời diệp tiểu hữu Vậy ta nhưng sẽ chờ ngươi đến bái phòng ta. Vương Hưng Hoài sớm tại lúc trước Huyền Châu thời điểm, hắn liền xuất hiện nâng đỡ Diệp Thần Phong, tiết huyền tình mấy người cũng chỉ là cho rằng Diệp Thần Phong cùng Vương Hưng Hoài so sánh hợp ý, bọn hắn xưa nay sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong vẫn là luyện khí sư. Tại Vương Hưng Hoài sau khi rời đi, Viên Khôn cười nói, "Thần Phong, biểu hiện tốt một chút đi." "Tiểu giai, chúng ta rời đi trước đi." Người không nên ở chỗ này quấy dày thần phong, hắn phải vì thế mà sau thi đấu làm chuẩn bị. Viên gia lưu luyến không rời đi theo viên khôn bọn hắn rời khỏi, người cũng biết kế tiếp diệp thần phong còn muốn chuẩn bị luyện khí sư thi đấu, còn muốn chuẩn bị thiên huyền thịnh điển chung kết quyết tái, người biết mình ra ra nói không sai, cho nên nàng mới sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tại viên khôn sau khi bọn hắn rời đi, tiêu gia gia chủ tiêu hồng thiên, tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm, ba người bọn họ xuất hiện tại diệp thần phong bên cạnh tiêu vĩnh chiến trước mặt bọn hắn vừa vặn cũng nhìn thấy luyện khí các cùng luyện dược các phó các chủ thật giống đều cùng diệp thần phong nhận thức thế nhưng bọn họ là để giải quyết tiêu ra chuyện cho dù diệp thần phong nhận thức luyện dược các cùng luyện khí các phó các chủ thì lại làm sao tiêu ra thiên tài tại hồng thiên giới nội được diệp thần phong giết đi khẩu khí này hắn tiêu hồng thiên nuốt không trôi a hát hiện tại tuy rằng không thể đối diệp thần phong động thủ dễ dạy huấn tiêu vĩnh chiến tổng hẳn là làm được chứ tiêu hồng thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ nói tiêu vĩnh chiến người có biết tội của ngươi không người thân là ta con em tiêu gia người cả ngày tự do ở bên ngoài ta nhưng nghe nói người trả mọi cách cản trở cát phàm bọn hắn làm việc người vẫn tính là ta người của tiêu gia sao ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức cút cho ta về tiêu gia diện bích hối lỗi thời gian 10 năm tại 10 năm này bên trong, nếu như người dám bước ra tiêu ra một bước, như vậy người tự rốt cuộc không phải ta người của tiêu ra rồi. Tiêu Vĩnh Chiến nhìn xem nghĩa tránh ngôn từ gia chủ Tiêu Hồng Thiên, hắn nhìn đứng ở Tiêu Hồng Thiên bên cạnh khóe miệng hiện lên nụ cười Tiêu cắt Phàm. Trận pháp các lạnh tả long muốn mở miệng lại bị Diệp Thần Phong ngăn cản lại, hắn thấp giọng nói, rất nhiều chuyện đều phải phải tự làm suốt quyết định, nếu như hắn còn muốn ở lại Tiêu ra, như vậy chúng ta liền không giúp được gì, xem hắn lựa chọn của mình đi. Tiêu Vĩnh Chiến nhìn xem Tiêu Hồng Thiên, trong cổ họng hắn lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, gia chủ, người thật đúng là một vị tốt gia chủ A Hát. Tiêu ra hay là ta Tiêu Vĩnh Chiến ra sao? Thê tử của ta cùng Tiêu Cát Phàm cầu thả, mà lại, con trai của ta là Tiêu Cát Phàm, ban đầu ta chúng độc cũng là Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm dưới, người đừng nói ta bên trong. Độc sự tình không cách nào kiểm chứng, chỉ cần là người có chút đầu óc làm sao có thể sẽ không nhìn thấy một tia manh mối mà tiêu gia cuối cùng là làm sao quyết định người vị gia chủ này cuối cùng lại là làm sao quyết định các ngươi chỉ là tính chất tượng trưng chừng trừng phạt một cái tiêu cát phàm mà thôi chả để liếu ngữ cầm đã trở thành tiêu cát phàm thê tử ta tại tiêu gia bên trong chính là một cái chuyện cười lớn đây chính là ta ra sao đây chính là ta tiêu cát phàm ra sao buồn cười quả thực là buồn cười làm a hát. Tiêu Hồng Thiên tức giận ngực phập phồng, hắn không nghĩ tới Tiêu Vĩnh Chiến dám như thế nói với hắn lời nói. Tiêu Cát Phàm quát lớn, Tiêu Vĩnh Chiến, người biết người đối diện chủ vô lễ là tội lỗi gì sao? Người còn không lập tức quỳ xuống cấp gia chủ xin lỗi. Tiêu Vĩnh Chiến bỏ qua Tiêu Cát Phàm, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói, Diệp Huynh Đệ, ta muốn gia nhập Thanh Nguyệt Tông, không biết người có thể hay không làm cái này chủ diệp thần phong ở bề ngoài mặc dù là thanh nguyệt tông đệ tử nhưng là bọn hắn đám này người quen thuộc đều biết thanh nguyệt tông tông chủ chỉ sợ là diệp thần phong nữ nhân diệp thần phong liếc nhìn tiết huyền tình này làm cho tiết huyền tình trong lòng ấm áp người hướng về diệp thần phong khẽ gật đầu diệp thần phong lập tức nói ra chúng ta thanh nguyệt tông đương nhiên là phi thường hoan nghênh nghe vậy tiêu vĩnh chiến nhìn hướng tiêu hồng thiên hắn cực kỳ kiên quyết nói ra, ta tiêu vĩnh chiến từ hôm nay trở đi cùng các ngươi tiêu gia lại không nửa điểm liên quan, ta tiêu vĩnh chiến chết sống không có quan hệ gì với các ngươi, đồng dạng các ngươi tiêu gia nhất định cũng cùng ta tiêu vĩnh chiến không quan hệ. chương 2140, vì bão táp làm chuẩn bị. Tiêu hồng thiên quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiêu vĩnh chiến lại muốn cùng tiêu gia thoát ly quan hệ, Hắn Nguyên bản cũng chỉ là muốn gõ một cái Tiêu Vĩnh Chiến. Này Tiêu Vĩnh Chiến thực lực dù sao khôi phục, tương lai cũng sẽ trở thành tiêu ra một đại sức chiến đấu, nhưng ai biết Tiêu Vĩnh Chiến rõ ràng đi rồi như thế cực đoan con đường. Thân là Tiêu Vĩnh Chiến lúc trước thệ tử, liễu ngữ cầm vẻ mặt âm tình bất định. Mà Tiêu Cát Phàm chỉ sợ là cao hứng nhất một người, bởi vì từ nay về sau tại tiêu gia bên trong, không có ai sẽ cùng hắn tranh cướp ra chủ vị trí rồi. Tiêu Hồng Thiên lửa giận thiêu đốt nói, Tiêu Vĩnh Chiến, người nhất định sẽ vì hôm nay làm quyết định mà hối hận. Tại nói xong câu đó sau, Tiêu Hồng Thiên ba người liền rời đi khí linh thành nam nhiễm tràng. Cùng lúc đó, thính phòng trong khán giả cũng lần lượt rời đi rồi, đứng ở diệp thần phong bên cạnh triệu tinh đồ, hắn nói ra các chủ, ngày mai sẽ là trận pháp sư đấu vòng loại rồi, so tài địa điểm vẫn là ở nơi này, chúng ta trước tiên muốn đi vì chuyện của ngày mai làm một ít chuẩn bị. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, triệu lão, các ngươi đi làm chuyện của chính mình đi. Trải qua vừa vặn như thế vừa ra, tối thiểu trên trời huyền thịnh điển tổ chức trong quá trình, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe vậy, triệu tinh đồ các loại 10 vị phó các chủ đi vì ngày mai trận pháp sư đấu vòng loại làm chuẩn bị. Tại Diệp Thần Phong, Tiết Huyền Tình cùng Vân Quang Vinh bọn hắn muốn rời khỏi quảng trường thời điểm, Thánh Ma Tông Tông chủ vương vĩnh ý, thân ảnh của hắn nhanh chóng ngăn cản Diệp Thần Phong đám người đường đi, con trai của hắn vương về đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, hắn cái này làm cha làm sao có thể chịu được. Vương Vĩnh Ý tự nhiên cũng không dám ở nơi này động thủ, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, người không khỏi quá độc ác một ít, người chưa từng nghe tới mọi việc lưu một đường, sau đó tốt gặp mặt sao. Con trai của ta vương về chết thảm ở trong tay ngươi. Món nợ này về sau ta sẽ cùng các ngươi Thanh Nguyệt Tông chậm rãi tính rõ ràng." Diệp Thần Phong bình thản nói, "Ngươi là Thánh Ma Tông tông chủ, là con trai của ngươi như chó điên như thế muốn giết của ta, hắn chết tại trên tay ta hoàn toàn là gieo gió gặt báo, lẽ nào các ngươi những này cái gọi là đại tông môn đều là như thế ngang ngược không biết lý lẽ đấy sao? Ta hôm nay nhưng là hoàn toàn đã được kiến thức." Vương Vĩnh Ý con mắt hơi híp lại, nói, "Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý." Ngươi biết trận pháp các, luyện dược các cùng luyện khí các các chủ thì lại làm sao? Ta xem cái kia kim ra, tiêu giao cùng cùng thiên kiếm tông đều đối với ngươi có địch ý. Bây giờ trên trời huyền thịnh điển trong, bọn hắn hay là còn có thể đứng ra vì ngươi nói một câu. Nhưng đợi được thiên huyền thịnh điển kết thúc đâu này, ngươi cùng bọn họ có những gì giao tình thâm hậu sao? Bọn hắn sẽ vì ngươi tiểu tử này mà cùng những kia hàng đầu thế lực dây dưa sao? Đúng rồi. Có lẽ người căn bản chống đỡ không tới Thiên Huyền Thịnh Điển kết thúc, ta Thánh Ma Tông sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên Thanh Nguyệt Tông đệ tử. Tại Vương Vĩnh Ý lòng đầy căm phẫn thời điểm, một người trung niên nam nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn nói ra, "Vương huynh nói rất đúng. Trung Châu còn không phải Linh Châu Tông môn nhưng tự do buông thả địa phương, đến lúc đó coi như chúng ta Ngự Linh Tông một phần." Tên này xuất hiện tại Vương Vĩnh Ý bên cạnh chính là Trung Châu Ngự Linh Tông tông chủ Triệu Toàn Phong. Con trai của hắn đồng dạng là tham gia lần này đấu vòng loại, tuy rằng hắn không biết con trai của mình là làm sao chết ở Hồng Thiên giới nội, nhưng bọn họ Ngự Linh Tông từ trước đến giờ cùng Thánh Ma Tông quan hệ rất tốt. Hắn ở phía xa nghe được Vương Vĩnh Ý sau, hắn cũng muốn tìm phóng thích khẩu, cho nên hắn mới đưa lửa giận chuyển đến Thanh Nguyệt Tông trên người. Xem ra này Triệu Toàn Phong nhi tử cũng hẳn là được Diệp Thần Phong giải quyết ở Viễn Cổ Tù Thiên giới nội. Ngự Linh Tông lúc trước giam cầm Long Văn Thạch chính là Kim Gia, Ngự Linh Tông cùng Thánh Ma Tông. Này Ngự Linh Tông cho dù không tìm tới Diệp Thần Phong, hắn Diệp Thần Phong cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Tại Thánh Ma Tông Vương Vĩnh Ý cùng Ngự Linh Tông Triệu Toàn Phong sau khi rời đi, cách đó không xa có hai tia ánh mắt chính nhìn xem bên này. Cái này hai tia ánh mắt đến từ chính Tiết Gia Gia chủ Tiết Bành Hải. Còn có phụ thân của Tiết Huyền tình Tiết Hương Sa hai người bọn họ trong con người tràn đầy lửa giận cùng sát ý, đặc biệt là Tiết hương Sa cũng là sát ý ngập trời, hai người bọn họ không có tới gần Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền tình đám người. Chỉ là nhìn mấy giây sau Tựu ly khai rồi nam nghiễm tràng. Tại Tiết Bành Hải cùng Tiết hương Sa trong mắt, Tiết Huyền tình là chết không hết tội rồi, bọn hắn vĩnh viễn chỉ cảm thấy Tiết Huyền tình chỉ là Tiết Gia Giã. Loại, vĩnh viễn cảm thấy chỉ cần cho Tiết Huyền tình một điểm ngon ngọt, Tiết huyền tình liền sẽ không chút do dự trở về tiết ra, vì tiết ra bán mạng rồi, cho nên tiết ra trước đó mới sẽ một lần lại một lần mời chào. Kết quả bọn hắn lại một lần lại một lần ăn quả đắng, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào rõ ràng, năm đó tiết huyền tình vẫn là một cô bé thời điểm. Người cùng mẹ mình được tiết ra đuổi ra môn, chu gia cũng cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đó là một đoạn làm sao chật vật tháng ngày, đặc biệt là tại mẫu thân qua đời sau. Diệp Thần Phong đối với đốt ma cốc cùng mộ dung gia nhân đạo đừng một tiếng sau, bọn hắn liền cũng hướng về ngoài sân rộng đi đến. Diệp Thần Phong vừa đi, một bên thấp giọng với tiết Huyền Tình nói ra, Huyền Tình, người bây giờ lập tức đi liên lạc Thanh Nguyệt Tông trưởng lão, để cho bọn họ cần phải bằng tốc độ nhanh nhất toàn bộ di chuyển đến Trung Châu đến, để cho bọn họ trước tiên ở Thiên Nguyên cổ thành tạm thời đặt chân, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn cũng phải trên trời huyền thịnh điển trước khi kết thúc để cho bọn họ đến Trung Châu. Lập tức, Diệp Thần Phong rồi hướng đi tới Trung Châu Dương Thành Chu Hòa Dương Hạo Thiên hai cha con họ, nói ra, Hạo Thiên, tại huyền châu thế lực cũng nhất định muốn trên trời huyền thịnh biển trước khi kết thúc di chuyển đến Trung Châu Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ. Diệp Thần Phong đối với Vân Quang Vinh mấy người cũng nói ra, các người đồng dạng là như thế, để gia tộc của các ngươi hoặc là môn hạ người toàn bộ trước tiên chuyển vào Thiên Nguyên cổ thành, hiện tại chuyện gì đều không cần hỏi, chờ sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần Phong biết một khi thiên huyền thịnh điển kết thúc. Sợ rằng sẽ sẽ có một hồi bão táp kéo tới, hiện tại liền tất cần phải vì đó sau chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần Phong người ở bên cạnh tự nhiên là nghe theo mệnh lệnh của hắn, bao quát thiên phong tông lăng giang cùng lăng vô song. Bọn hắn cũng chuẩn bị đem huyền châu tông môn di chuyển đến thiên nguyên cổ thành đến rồi, bọn hắn cảm giác đi theo diệp thần phong bước tiến, hẳn là không có sai. Vân Quang Vinh đối với Vân Cao Ngất, nói ra Cao Ngất, chuyện này ngươi lập tức đi làm, nếu có chút Vân ra người không muốn rời đi, như vậy ngươi liền để cho bọn họ tiếp tục lưu lại, nhưng này chút người lưu lại, từ nay về sau tựu rốt cuộc không phải chúng ta Vân ra người rồi. Dương Thành Chu Hòa Dương Hạo Thiên cũng tùy tiện nói đừng, bọn hắn lập tức đi làm Diệp Thần Phong giao đời chuyện của bọn hắn. Cùng Kim gia, tiêu giao cung Thủ đã sớm kết về phần cái kia thiên kiếm tông tuy rằng cùng diệp thần phong không thù không oán nhưng từ thiên kiếm tông đối tượng về mặt thái độ đến xem thiên kiếm tông đoán chừng cũng là muốn hắn diệp thần phong tính mạng diệp thần phong không có ý định gia nhập trung châu bất kỳ thế lực nào chịu đến giảng buộc lần sau hắn cho dù muốn gia nhập đốt ma cốc cùng mộ dung gia nhưng hai cái này thế lực đến lúc đó hội tiếp thu hắn sao đối mặt kim gia tiêu giao cung thiên kiếm tông cùng một ít còn lại nhất lưu thế lực này hai thế lực lớn chỉ sợ cũng phải áp lực như núi cho nên diệp thần phong chỉ có thể dựa vào chính mình đến đối diện với mấy cái này tông môn đả kích diệp thần phong một mực có loại dự cảm thiên huyền thịnh điển sau khi kết thúc bão táp sợ rằng sẽ là trước mắt hắn trải qua mãnh liệt nhất một lần đốt ma cốc cùng mộ dung ra người nhìn xem diệp thần phong đám người bóng lưng rời đi mục thành thông đạo cái này gọi diệp thần phong tiểu gia hỏa hắn lại có thể cùng trận pháp các, luyện dược các cùng luyện khí các đều bấu víu quan hệ, ta làm sao phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Dựa vào thanh nguyệt tông căn bản không thể nào cùng này tam đại các có quan hệ, ta luôn cảm giác trên người hắn có loại thần bí. Mộ dung gia gia chủ mộ dung giang cũng nói, mục huynh nói rất đúng, chúng ta tự xem xem tên tiểu tử này tiếp theo biểu hiện đi. Một bên khác, phù sư các du thạch thanh cùng cố hình nhi cũng từ phòng khách quý bên trong chạy ra. Du thạch thanh thở dài nói, hình nhi, xem ra cái kia gọi diệp thần phong không đơn giản a hát. Có thể để cho này tam đại các các chủ đứng ra nói đỡ cho hắn, người nói trên người hắn phải hay không còn ẩn tàng một ít gì đó. Mỗi lần chúng ta cũng không coi trọng hắn, nhưng mỗi lần hắn cũng có thể xoay chuyển càn khôn, lần này hay là trùng hợp, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba đâu này hay là ta cũng có thể muốn lần nữa xem kỹ một cái tên tiểu tử này. Cố Hình Nhi phồng lên miệng, nói ra, sư phụ, ngài là phù sư các lão tổ, tên kia cũng không phải phù sư, ngài quan tâm hắn có ích lợi gì. Lẽ nào ngươi còn muốn đem hắn chiêu mộ được phù sư các tới sao? Dù Thạch Thanh cười nói, ta chỉ là đối tiểu gia hỏa kia cảm thấy hứng thú mà thôi, nói chung xem trước một chút hắn trên trời huyền thịnh điển trong trận chung kết biểu hiện đi nếu như hắn đúng là một thiên tài, như vậy cũng không tới phiên chúng ta phù sư các đến mời chào. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 107